dòng vô biên trùng quanh đảo chốn san hô. Trường Sa ơi, biển đảo quê hương, đôi mắt biên cương vẫn sáng lung lanh giữa sóng cuồng bão. Thank you.
nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng xu mỗi khi tôi càng vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì chương trình hôm nay thì tôi có nói một số cái vấn đề. Thứ nhất cũng nói về vấn đề biển đảo mà, biển đảo thôi, và một những cái gì nó liên quan đến Việt Nam và Trung Quốc. Vâng, thì cái phần 1 thì tôi nói đến vấn đề là kết quả bà Phạm Chi Lan. Thì tất cả các bạn cũng biết là bà Phạm Chi Lan ấy, thì là bà là một cái chuyên gia về kinh tế. Vâng, thì là bà làm về ở cái tổ tư vấn về kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được nửa nhiệm kỳ, và sau đó thì bà nghỉ. Nhưng cũng có khả năng là đấy là do tôi phán đoán thôi, cũng có khả năng là bà khi bà nghỉ rồi thì bà ảo tưởng cái sự giỏi giang của mình. Đấy, thì bà cũng, tôi thấy là bà cũng có cái suy nghĩ ấy, thì nó đi ngược lại những cái suy nghĩ của mình. Đấy, tức là bà đã từng coi như là đã giao lưu với những cái nhóm văn đoàn độc lập của coi như là nhà văn Nguyên Ngọc này, bà đã giao lưu kể cả với nhóm NU nữa. Đấy, thì nói chung là tôi thấy là hôm nay thì tôi tình cờ tôi xem, chúng tôi chỉ xem một tí thôi, tức là tôi nhiều khi tôi không xem hết, tức là bà lại mở cái live stream ra, vâng, cũng khá đông người xem, cứ khoảng 400-500 người coi, cái tôi chỉ sẽ coi một tí thôi, thì tôi bận việc và tôi thoát ra. Thì là ở cái đầu đề của bà ấy, bà bảo là, tức là đầu đề bà nói là Việt Nam nên coi như là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Vâng, thì nói về bà Phạm Chi Lan này, như ảnh hôm trước ấy, thì tôi cũng nói là, tức là bà là một cái chuyên gia kinh tế, thì nói chung là bà ấy giỏi về kinh tế, chứ còn chính trị chưa chắc là giỏi. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi là một cái kỹ sư về kỹ thuật, thì nói chung về cái kỹ thuật cái chuyên ngành về điện tàu thủy của tôi thì có khả năng là tôi được, còn ví dụ những cái khác thì chưa chắc.
Vâng, tôi đã biết ví dụ về chính trị, về quân sự, về tất cả các thứ thì tôi chỉ ấy, nhưng bà này thì nói chung bà về kinh tế thì mình công nhận bà là một chuyên gia kinh tế, mà đã bà từng làm coi trong tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì nghĩ là bà ấy giỏi đấy. Nhưng mà nói chung là những người giỏi nhưng mà tư tưởng lệch lạc ấy, thì nói chung là nó cũng không đâu, nói chung là nói chung cũng không tốt. Mà bà giỏi về kinh tế thì ví dụ như về cái đường lối ngoại giao chẳng hạn, và về xử lý các tình huống chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là chưa chắc bà đã đấy. Cho nên bà, nhưng mà ở đây bà nêu ra cái ý kiến của bà thôi, tức là ngày xưa tôi đã một lần tôi đã nói là bà và Phạm Chi Lan ấy, tức là khi mà cái đường cao tốc về đường bộ ấy, Bắc Nam thì chính phủ mình đưa làm, thì bà cũng có ý kiến lên cái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chính phủ mình về là cái phương pháp. Vâng, xin mời Lợi Minh ạ. Mà thành một cái doanh nghiệp mạnh để mà ví dụ mình làm cái đường đường cao tốc đấy. Nhưng mà bây giờ tôi nói với tất cả các bạn là cái chuyện đấy là chính phủ mình thì thấy ý kiến nó cũng hay, thì mình cũng tiếp thu ý kiến của bà Phạm Chi Lan, và chính thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa cái ý kiến của bà Phạm Chi Lan này sang Bộ Giao thông Vận tải để Bộ Giao thông Vận tải coi như là nghiên cứu đấy. Để... bây giờ tôi nói với tất cả các bạn như thế này, bây giờ ví dụ riêng cái đường cao tốc Bắc Nam tôi chỉ nói qua một tí thôi, thì hiện nay là Việt Nam đã gia nhập WTO rồi, mà cái chuyện cái này là mình đấu thầu quốc tế, đúng không? Đấu thầu quốc tế thì nói chung là ví dụ doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế, hoặc là các doanh nghiệp Việt Nam liên doanh với nhau, hoặc doanh nghiệp Việt Nam liên doanh với một cái doanh nghiệp ở quốc tế nào đó, thì nói chung là nó phải song phẳng với nhau, ngang bằng với nhau. Hiện nay là Việt Nam mình coi như là đã hòa nhập vào quốc tế rồi, đúng không? Chứ mình đã đưa ra quốc tế rồi thì nó nói chung là mình phải cố gắng là các doanh nghiệp Việt Nam mình phải tự lớn lên, đúng không? Chứ không phải lúc nào cũng phải ưu tiên, cũng phải nâng đỡ cho doanh nghiệp Việt Nam, còn những coi như là để cho những doanh nghiệp Việt Nam ỷ lại. Những chuyện đấy là tôi nói với tất cả các bạn là không được. Thì nói chung là bây giờ tôi nói đấy là cái bà Phạm Chi Lan nói về cái chuyện mà bà ấy có ý kiến đề đạt lên chính phủ, đến thủ tướng, đúng không? Thủ tướng mà xem xét, ví dụ là đưa sang Bộ Giao thông Vận tải để mà xem xét cái ý kiến của bà Phạm Chi Lan. Còn hôm nay bà nói về vấn đề coi như là rồi, mình nói một tí nữa mình sẽ mời Lê Minh. Bà nói về vấn đề coi như là Việt Nam coi như lên kiện Philippines, kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế như Philippines. Thì như tất cả các bạn đã biết là khi mà Philippines mà kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, đúng không, về cái đường cái bỏ ở tòa án ở Na Hay, Hà Lan, thì là khi mà Trung Quốc người ta cũng không công nhận cái kết quả của cái phán quyết của cái tòa án đó, đúng không? Mà cuối cùng các bạn thấy không, ví dụ Philippines đấy có được một cái gì không, đúng không? Thì tòa án cũng bắt cái tức là cũng không công nhận cái đường coi như lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc đấy. Nhưng mà Trung Quốc không công nhận, mà sau đó bây giờ các bạn thấy được Philippines đối với Trung Quốc như thế nào, đúng không? Hiện nay tôi nói với tất cả các bạn nhé, vừa rồi có tổng thống Philippines còn cho coi như là những tàu đánh cá Trung Quốc vào cái vùng EEZ, tức là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, coi như là đánh cá chung với ngư dân Philippines, đúng không? Đấy là chủ quyền của đất nước đấy. Cho nên là nói chung là bây giờ ví dụ như Việt Nam này, tôi nói tất cả các bạn này, ví dụ là mình phải đối Trung Quốc mình phải đi theo từng nấc một. Ví dụ như vừa rồi xử chính phủ mình, đảng mình xử lý cái vụ coi như là ở khu vực bãi tư chính, mình phải nói khu vực bãi tư chính chứ không phải là bãi tư chính, khu vực bãi tư chính rất là hay, đúng không? Mình phải đi từ coi như là thấp cho đến cao, đi dần dần đấy. Ví dụ là đầu tiên là khi mà Trung Quốc đưa những tàu HD8 và một cái đội tàu ấy vào cái khu vực gần bãi tư chính chẳng hạn, thì nói chung là mình xử lý kể cả vấn đề bí mật, kể cả vấn đề công khai, đúng không? Coi như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ra sang thăm Trung Quốc thì cái chuyện này có nói với chị, có bàn bạc lẫn nhau giữa hai quốc hội, hai chính phủ và hai đảng không về những cái chuyện này, đúng không? Sau cuối cùng nữa là ông Nguyễn Văn Thưởng, ông Võ Văn Thưởng là coi như là trưởng ban tuyên giáo của Trung ương cũng sang Trung Quốc để bàn bạc Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc vẫn không chịu rút cái đội tàu HD8 ra khỏi khu vực bãi tư chính, thì là bắt buộc coi như ngày 17 tháng 17, 18 gì đấy, tháng 7
thì nói chung là bộ từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao mình mới ra tuyên bố về cái chuyện này và phản đối Trung Quốc, đúng không? Mình phải đi đi từ những cái mối quan hệ từ thấp cho đến cao, đúng không? Mà bây giờ ví dụ dựa vào cái dư luận quốc tế, nhất là ở cái hội nghị bộ trưởng các nước ASEAN ở Thái Lan chẳng hạn, đấy thì là nói chung là mình dùng Việt Nam phản đối rồi, đúng không? Và nói chung mình đã vận động tất cả các nước ASEAN đưa ra một cái những cái, tức là cuối cùng đưa ra một thông cáo chung, và những cái hội nghị bộ trưởng các nước ASEAN và một số nước lớn ví dụ như Nga này, Mỹ này, Ấn Độ này, Úc này, Nam Triều Tiên này, đúng không? Thì nói chung là ở cái hội nghị đấy thì tất cả các nước người ta cũng phản đối cái chuyện mà Trung Quốc vi phạm cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì nói chung Trung Quốc bị cô lập, vì đã bị cô lập thì vừa rồi tất cả các bạn đều đã biết, thì những tạm thời thì cái đội tàu HD8 đã rút khỏi bãi tư chính đấy. Như thế là cái thành công của cái đảng và nhà nước mình xử lý rất khéo léo, từ từ coi như quan hệ giữa hai nước với nhau, giữa hai đảng với nhau, đúng không? Đấy, hai nước láng giềng với nhau. Đấy, nếu mà ví dụ mình từ đấy mình ví dụ nó Trung Quốc không được đấy, mình đưa ra tuyên bố, đưa ra dư luận quốc tế và đưa ra những dư luận khu vực. Còn bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, nếu mà giả sử Trung Quốc ấy chẳng hạn thì cần thiết mình đưa ra Liên Hợp Quốc, đúng không? Chứ còn bây giờ cái phương án ví dụ như một kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, cái chuyện ấy có không? Tôi nghĩ rằng cũng mình có những phương án đó, nhưng mà đã đến những mức độ ấy chưa, đúng không? Thì ít nhiều thì mình với Trung Quốc thì mình cũng mong muốn là mình với Trung Quốc là hai nước láng giềng với nhau, tức là mình còn phải quan hệ để hợp tác kinh tế, để kinh tế Việt Nam nó ổn định và phát triển, đúng không? Chứ còn bây giờ thì ông cái bát nước cũng đổ tẹt đi cái thì nó quá dễ rồi. Vâng, tôi mời lại mình. Đó, mời lại mình, đúng không? Hoặc là bây giờ đánh nhau hoặc bắn nhau các thứ thì nó quá dễ. Thì nói chung hôm nay thì mình cũng nhân ở dịp này ấy, cái bà Phạm Thị Lan mà nói về cái vấn đề có như kiện Trung Quốc ra toàn quốc tế ấy, thì mình cũng nói sơ qua về cái vấn đề cái quan hệ Việt Nam Trung Quốc và vụ vừa rồi ở cái bãi Thị Chính ấy. Thì đến bây giờ là mình theo cái xử lý của Đảng Cộng sản mình, đúng không, và quân đội mình, và mình dùng tất cả các phương pháp ngoại giao một cách hòa bình đấy, thì kết quả đến hôm nay thì nói chung là mình chưa, hôm nay thì nói chung cái tạm thời cái đội tàu HD8 nó đã rút khỏi cái vùng bãi Tư Chính, đúng không? Chứ còn như bọn Ba Que cứ phát súng bắn ra đùng đùng ấy, thực tế là chúng nó thì gọi là kích động thôi, nó bây giờ rồi xin mời. Dạ. Chào anh Bằng, chào anh Chim, các bạn ở quê nhà. Nói chung thì mấy cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, tụi nó lúc nào cũng vậy. Nó kích động những người nhẹ dạ cả tin làm sao để gây sự bất ổn đất nước, để nó mục đích của nó là chỉ phá hoại thôi. Không, Lê Đức, Bảo, tôi phải cái nói là chuyện rất là này là vui. do cái dự đoán của mình thôi. Hiện trước tạm thời, hiện nay ở bãi Tư Chính thì nó đã đang yên ổn, đúng không? Cái đội tàu kia nó rút về cái chỗ khu vực đảo chữ thập ấy, nó bảo dưỡng hoặc là tiếp dầu, nhưng mà hôm qua tôi phân tích rồi. Tôi là người đi biển, tiếp dầu tất cả các thứ ở trên biển được, tức thực phẩm tiếp nước, thậm chí hỏng hóc chúng tôi có thể sửa tại ngoài biển, nhưng vấn đề cái đó là cái sự rút lui nó có cái trong danh dự của Trung Quốc đấy, theo dự đoán của mình, mà cũng có khả năng, cũng có một khả năng nào đó, đúng không, Trung Quốc sẽ quay trở lại, nhưng mà hiện tại thì mình cứ phán đoán như thế đi. Rồi xin mời của mình. Thì anh Bằng nói vụ chiếc tàu đó là mình cũng mới xem được cái tin là tụi cái tàu đó nó đang kéo qua Philippines đó anh Bằng, nó kéo qua vùng biển Philippines để coi coi là tụi Philippines nó phản ứng như thế nào. Thì thực tế là mình cũng nghe, nhưng mà mình nghe nó chưa được kiểu cái thông tin nó chưa được kiểm chứng lắm, thì mình nghĩ rằng nó sẽ đưa hai cái đội tàu đó sang sang cái vùng đặc quyền kinh tế Philippines, à để tăng cân Philippines, ông Việt Nam thử có phản ứng giấy rồi mà không biết đi Để coi ông đó. Nói chung thì nói nhiều đề tài thì nói chung thì nãy nói về cái vấn đề mà khi mà Việt Nam có những cái sự bất ổn ở ngoài Biển Đông, thì hay là trong vấn đề mà xã hội, thì cái tụi chống phá đất xin nước lúc chào. nào cũng vậy, nó tìm cách nó xúi giục những người nhẹ dạ cả tin để đặng mà giờ làm loạn, thì phải nói là rất là vui mừng. Trong những lần gần đây thì người dân Việt Nam mình càng lúc cái dân trí nó càng cao lên, và sự hiểu biết người ta càng thông thoáng nhiều hơn, họ đã nhìn ra được những cái sự thật, phải nói là rất là vui. Họ không có manh động,
họ không có nghe lời tụi nó xúi giục xuống đường. Phải nói đây là một cái sự phải nói lợi minh rất là vui mừng anh chị các bạn. Những cái đợt trước phải nói rất là lo âu, mấy cái tụi đó nó khốn nạn, nó rất là khốn nạn, mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp á, nó xúi những người nhẹ dạ cả tin. Mỗi lần khi có những cái biến cố chính trị hay bất ổn gì đó là nó tìm cách nó len lỏi vào, nó xúi người ta xuống đường biểu tình, làm loạn cái xã hội lên, nó đi đập phá những cái cơ sở thương mại, làm thiệt hại đến kinh tế và xã hội và cái cuộc sống của người ổn định của người dân. Thì Lợi Minh thấy trong những ngày gần đây cái đời sống và cái sự tiếp cận truyền thông của Việt Nam mình càng lúc nó càng có những cái chiều hướng đi tốt hơn và nó ổn định được cái trật tự xã hội, phải nói là rất rất là mừng. Cái này rất là tốt anh chị em các bạn. Cho nên anh chị em chúng ta tiếp tục đấu tranh để đặng mà vạch mặt những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp để gìn giữ cái sự bình yên của đất nước. Mà công ơn mà cha anh chúng ta đã hy sinh, đã nằm xuống đổ biết bao xương máu, ngày hôm nay chúng ta bỏ ra một chút thời gian để đặng mà mình lên trên cái không gian mạng này, mục đích của anh em mình là làm sao uống nước nhớ nguồn, bảo vệ cái sự bình yên của đất nước để những thế hệ con cháu của mình sau này tụi nó có được một cái đất nước Việt Nam tốt đẹp, giàu mạnh, phú cường và thịnh vượng, mà mình cùng chung vươn ra với các cường quốc năm châu. Bây giờ tôi nói anh đã mở. Cảm ơn Lợi Minh. Vì này, lần này có một lần này, tức là bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước, chúng nó rất muốn những người dân mình đầu tiên thì xuống coi phản đối Trung Quốc, coi như là xâm lược Việt Nam mới vào bãi tư chính như là thế này khác, nhưng những cái âm mưu của chúng nó mình ra được, mình cũng rất tỉnh táo đã nhận ra được âm mưu của nó. Thành cùng các bạn không, chúng nó kêu gào coi suốt thời gian, coi như là cái đội tàu HD vào trong khu vực bãi tư chính, nhưng mà người dân mình vẫn tơ, chỉ có mấy thằng dân chủ quậy ở ngoài Bắc nhóm NU nhẵn mặt ra rồi đúng không, và ở trong này cũng có 4-5 thằng thôi, nó đứng ở cái cổng của con chẹt ấy. Đấy, thì cuối cùng những người công nhân, những người nhân dân có ai ủng hộ nó đâu. Cho nên là cái chính nghĩa bao giờ cũng thắng mà cái phi nghĩa bao giờ cũng thất bại. Đấy, tôi nói với tất cả các bạn, những người dân người ta giờ người ta cũng rất tỉnh táo rồi, và lực lượng chức năng của mình thì nó cũng là tuyên truyền đúng không, rất là rõ để cho những người dân thấy những cái bộ mặt, những âm mưu của những cái kẻ mà muốn xúi giục những người dân xuống đường. Chúng nó chỉ muốn gây bạo loạn thôi đúng không. Đấy, cho những cái chuyện mà biểu tình thì những cái chuyện sau tôi phân tích. Anh chị em và chào anh bạn, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa. Anh chị em cẩn thận với cái đám no you gì ở Việt Nam. Cái đám này tụi nó cũng rất là quỷ quyệt và xảo trá nhé. Tại vì Lợi Minh tham gia ở cộng đồng mạng Thao Thoát cách đây lâu lắm rồi. Cái nhóm Lợi Minh còn nhớ là cái nhóm no này có một cái thằng Lợi Minh quên tên rồi, quên tên. Nó là của Việt Tân, nó về nó gặp. Lúc đó là cái nhóm no này nó mới thành lập. Là cái thằng mà bên Việt Tân nói về nó về nó ra tận Hà Nội, nó gặp cái thằng mình quên tên cái thằng đó, nó họp với tụi nó Nguyễn khi đó à, Nguyễn Quang à. Tại lúc đó mình chưa nó về nó gặp tụi nó, và thành ra mình có anh em chúng ta cũng phải bạch mặt cái lũ này, nó cũng rất là manh động. Thành ra quay lại vấn đề mà kinh tế, nói về bà Phạm Chi Lan thì nói chung là mình thấy bà đó có cái năng khiếu về trong cái giai đoạn phát triển kinh tế ở những năm tháng đầu thôi anh Bằng. Thì bây giờ những cái phát ngôn của bà sau này rất là sốc, phải nói là rất là sốc, nó không phù hợp, nó không còn phù hợp với lại cái thiện tình phát triển của đất nước nữa. Bà không cập nhật được những cái thông tin nó phù hợp, cho nên bà đưa ra những cái phát ngôn phải nói là rất là kỳ cục, nó đi ngược lại những cái tiêu chí và những cái sự phát triển của đất nước hiện nay. Nói chung một cái người mà làm kinh tế gia như bà mà kêu Việt Nam đi kiện Trung Quốc thì tôi nói hết nói luôn, tôi nói hết nói. Bây giờ biển đảo của mình người ta xâm chiếm thì mình đuổi họ ra thôi, tự nhiên đất của mình đi kiện người ta, mình đi kiện người ta làm gì? Mình cứ phát triển kinh tế, mình càng lúc mình càng hùng mạnh lên, mình có tiền, mình củng cố an ninh quốc phòng của mình tự vệ, thì đố trang Trung Quốc nào mà nó dám xâm lược mình, nó cũng phải dè dặt. Cái mình kiện trốn đâu phải là tiền đem ra đổ sông đổ biển. Các bạn thấy thằng Philippines nó tốn tiếng bao nhiêu tiền của rồi cuối cùng có làm được gì đâu. Trung Quốc nó cũng hất qua bên, cộng đồng thế giới người ta cũng nhìn vào đó,
người ta chỉ vậy thôi, cuối cùng mình làm lợi cho mấy cái thằng luật sư, mấy cái thằng tòa án ở Hà Lan. Anh bạn mấy ông Mà có mặt mặt khác nữa như thế này. Trung Quốc là một nước cũng theo cái chế độ, tức là do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Việt Nam cũng thế. Cho nên Việt Nam mình còn có những kênh, tức là mình liên lạc qua cái kênh gọi là Đảng. Anh hiểu không? Đấy, cho nên là ví dụ là mình vẫn có những chuẩn bị kỹ sẵn những hồ sơ để mà kiện Trung Quốc ra toàn quốc tế, nhưng mà nó chưa đến mức độ thế, anh hiểu không? Ít nhiều thì mình cũng phải tức là quan hệ tốt với Trung Quốc để mà cùng nhau phát triển kinh tế, đúng không? Chứ còn từ như là tôi vừa nói với tất cả các bạn, cái bát nước nó hất đi thì nó dễ lắm, đúng không? Nhưng mà lấy lại thì nó cực kỳ khó. Cho nên là mình đối với Trung Quốc kiểu gì mình phải sống bên cạnh Trung Quốc, dù Trung Quốc xấu đến mức độ như thế nào thì mình cũng không thể bê đất nước Việt Nam bỏ chỗ khác được. Cho nên là mình phải cố gắng làm sao để quan hệ với Trung Quốc nó tốt, đúng không? Vấn đề ngoại giao thì Vâng. mình ngoại giao thôi, nói chung thì mọi lĩnh vực chuyện gì mình phải khôn khéo trong vấn đề ngoại giao. Việt Nam mình đi qua Trung Quốc mình làm việc đó cũng là trên một cái vấn đề mà tinh thần quốc tế, là mình ngoại giao để đặng mình tìm ra những cái đường lối sự khôn khéo để đặng mình hành xử. Cái ngày xưa các bạn thấy vua cha của mình như là vua Văn Trung cũng vậy, khi đánh Trung Quốc xong rồi cũng cho người qua để đặng mà ngoại giao, để đặng mà cầu hòa, để đặng là xây dựng đất Đúng nước không? ổn định. Mình là một nước nhỏ mà mình phải dùng mưu kế chứ, mình có Đâu chứ không, TAK mà đúng người không? nó có bom nguyên tử, hỏi Không chứ thể làm dùng sao sức được, đúng không? mình mình dùng sức, mình phải dùng mưu kế, sự khôn ngoan của mình làm sao để mình xây dựng phát triển đất nước. Đó là cái hay của những người lãnh đạo Việt Nam ngày hôm nay, phải nói là rất là khâm phục cái sự lãnh đạo rất là giỏi, nhìn xa hiểu rộng, chứ không phải giống như anh em mình trên đây mình chỉ nhìn những cái trước mắt thôi. Người tôi như tôi thường hay chia sẻ, những người lãnh đạo Việt Nam người ta nhìn 5 năm 10 năm người ta đi, Đi, chứ đi không trước phải mình như mình nhiều, nhìn đi trước trước mặt. nhiều. Đi trước mình rất là xa anh chị và bạn, mình đang nói chuyện cũ thôi, còn người ta đã đi đi xa rồi. Thì nói về vấn đề mà bà Phạm Chi Lan thì tôi nhiều khi bà phát ngôn nhiều câu tôi ngồi chỉ cười thôi. Phải nói là mình cũng cảm thông được Chào cho nhân bà đây với đây. cái tuổi của bà, với cái tuổi của bà, với lại bà có những cái sự bất mãn trong chính trị nữa. Tại Đúng, vì sao bất mãn. là mình nói là như vậy, tại vì là mình thấy bà chụp hình, bà nhờ bà cũng hội họp với cái nhóm NU này, NU anh bằng Đúng ông rồi. Nguyễn Quang A, rồi trong những người mà bất mãn chế độ đó, thì tôi thấy những Bà cái chụp hình với cái tức là bạn quan hệ với cái nhóm gọi văn và đoàn độc lập nhóm ấy, và của cái ông nhà văn Nguyên anh Ngọc. bằng hay Vâng. tại vì một người làm kinh tế mà có những cái đầu óc chính trị như vậy nó không có minh bạch á, nó không có rõ ràng á, thành ra nó gây 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 ra những cái sự mâu thuẫn, thành ra những cái phát ngôn của bà, những cái nhận định của bà về kinh tế á, nó bị lỗi thời và nó bị sai lệch. Anh chị em các bạn là nhớ, chính trị là chính trị, kinh tế là kinh tế, chính trị và kinh tế nó đi song song với nhau. Người làm kinh tế Chưa chắc giỏi nó giỏi mà về chính không trị. ra Vâng, chưa đó, chắc nó giỏi đấy chính đấy anh bằng thấy. trị. Vâng. Nhưng mà mình là người làm ăn kinh tế, mình chỉ theo dõi chính trị để mình biết cái phương hướng Vâng. những người lãnh đạo, những người mà người ta ngoại giao ở bốc độ nào để đặng mà mình hướng dẫn cái kinh tế và mình làm cho nó chuẩn mực hơn, chứ không Vâng. phải anh vừa làm kinh tế mà anh vừa làm chính trị rất là nguy hiểm. Các bạn thấy ngay cả tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vậy, trước khi ông ta lên ông ta làm chính trị, ông ta là một cái người làm kinh tế, ông ta phải giao tất cả những quyền lực về chính trị cho con ông ta hết, phải họp bàn trong vòng bao nhiêu giờ đi ngày giờ đồng hồ là ông phải bàn giao hết tất cả. Ổng đứng ra ngoài hết, ổng không được điều hành công ty của ổng, ổng không có dính líu gì tất cả về kinh tế nữa, ổng phải tập trung về chính trị và vấn đề mà quốc gia đại sự của nước Mỹ thôi. Các bạn thấy nó không có cái sự vừa chính trị vừa kinh tế, nó làm như vậy đó. Con người của mình nhiều khi mình, tại vì chính trị thì nó phải thủ đoạn, anh chị em nên nhớ về chính trị nó không phải thủ đoạn, nếu anh không thủ đoạn anh Vâng, sẽ chào chết, vâng, vâng rồi. người ta sẽ giết anh đấy. Đúng. Nó cái đó, cho nên mình làm kinh tế thì mình vẫn nghiên cứu về chính trị để đặng mình hiểu, như lại mình chia sẻ mình hiểu đường lối Cảm ơn chị những người lãnh nhiều đạo đây. họ đi cái hướng nào,
có người muốn lên thì bằng không hiện nay chưa ai muốn lên, chưa ai lên. Dạ. Mình cứ nói dạ. Thì mình cái người mà lên nói tới đâu là cái người mà tức là nói về cái vai trò mà... của vâng, vai trò của người lãnh đạo về về dạ, về, dạ. Về vấn đề chính trị. Dạ, ok, cảm ơn bạn nhé. Thực tế tôi nói với dạ. Những người làm chính trị ấy, người ta phải có tâm và người phải tầm. Đấy, người ta phải biết nhìn xa trông rộng. Nó không như những nhà kinh tế, cho nên tôi vừa nói là mình ví dụ tôi là dân kỹ thuật chẳng hạn, thì nói chung về chính trị tôi chỉ biết tôi nói theo cái kiểu của người làm kỹ thuật đấy, hoặc về kinh tế thì nói chung tôi đọc qua sơ sơ qua tôi hiểu một ý thôi, chứ ví dụ như anh là bác học toán đúng không, về toán học, nhưng mà bây giờ anh lãnh đạo cả gia đình anh chưa chắc đã được đấy, tôi nói đấy, chứ không phải đã giỏi về đấy. Cái lĩnh vực nào là lĩnh vực đấy, và anh đấy. Bây giờ anh Bằng nói vấn đề toán học thì tôi mới chực nhớ như cái tên Ngô Bảo Châu đấy, chuyện các bạn thấy lại là một cái minh chứng nữa. Ngô Bảo Châu chỉ giỏi về một phần nào toán học, nhưng mà anh ta lại phát ngôn những câu rất là sốc trong vấn đề chính trị. Đây là một cái sự ngu xuẩn mà làm cho người ta quay ra người ta khinh bỉ, người ta sỉ vả. Thay vì Ngô Bảo Châu nghiên cứu về toán học để làm mà phát huy cái toán học cho nó ngày càng một lúc nó chuẩn mực hơn, mà đằng này cũng tham gia vào trong chính trị và đưa ra những cái câu phát ngôn và những cái sự bình luận về về chính trị, các bạn thấy một cách rất là hồ đồ và ngu xuẩn. Nó làm đi mất đi những cái thanh danh của mình. Mình nói cho mình một phút. Rồi ok anh Bằng. Cho nên anh chị các bạn nên nhớ vấn đề chính trị nó rất là nguy hiểm. Nói chính trị thì dễ, nhưng mà làm chính trị nó còn khó hơn trăm ngàn lần nữa. Các bạn nên nhớ, một người bước vào trong một cái con đường chính trị, thường thường theo Lợi Minh nói đó là phải có một cái kinh tế dồi dào. Tại vì ông bà mình có câu mà phú quý thì sinh lễ nghĩa, bằng cùng sinh đạo tật. Nếu anh đi làm chính trị mà anh thiếu trước hụt sau thì trước sau gì anh cũng tham nhũng, anh cũng lèo lái, anh cũng tìm cách. Cái tại vì cái lòng tham con người mà khi mà anh khá giả, anh đi làm chính trị anh sẽ chuẩn mực hơn, anh sẽ có những cái cách làm nó hữu hiệu hơn. Tôi nói anh chị các bạn, bởi vì tôi cũng mong làm sao những người làm chính trị Việt Nam càng lúc họ càng có những cái đời sống về kinh tế dư dật, để họ làm chính trị càng lúc nó họ đặt cái lợi ích quốc gia lên hàng đầu nhiều hơn, cái ưu tiên nó lên hàng đầu nhiều hơn. Cho nên hiện nay các bạn thấy vấn đề tham nhũng Việt Nam nó cũng là một cái vấn đề khó cho những người lãnh đạo đang giải quyết. Thì vậy, tuy vậy nhưng mà các bạn thấy ở Trung ương người ta làm rất là tốt trong vấn đề mà hiện nay vấn đề tham nhũng, để làm cho nó sạch nội bộ và cho nó để nó củng cố vấn đề mà kinh tế, xây dựng đất nước ngày một phú cường và thịnh vượng, và tạo niềm tin ở rồi, người okay, dân cũng như những cái nhà đầu tư kinh tế. Cảm ơn Lợi Minh, vì là một lát nữa mình sẽ mời Lợi Minh với anh Phú. Ok anh, ok bạn. Một lát nữa là anh vào làm. Ok, được rồi, đều Lợi Minh lại theo lên ủng hộ rồi, có ai lên anh Bằng cứ chia ra và nói Lợi Minh nói mình chán lắm. Xin chào chị các bạn, bye bye, hẹn gặp tới sau rồi, cảm ơn anh chị. Tôi mời anh Phú. Rồi, chào anh Bằng. Rồi, xin chào anh Phú. Vâng. Chào mọi người. Tàu Trung Quốc nó rút về nước thì hiện nay thì nó mới, tức là cái cụm tàu HD8 nó rút về cái đảo Chữ Thập ấy, ở cái quần đảo Trường Sa, và nó chiếm ở biển của Việt Nam. Nó bảo nó, tức là cái lý do, tôi nói anh lý do người ta rút về, người ta bảo hiện nay thời tiết tốt, thời tiết xấu, thứ hai là người về đấy người ta tiếp dầu, tiếp thực phẩm, tất cả các thứ về cái chỗ và cả hậu cần, vấn đề đó để cho nó khỏi bị mất mặt thôi. Thì cái đáng tê là cái đau khổ nhất là mấy bác ở bên Cali là mất cái thu nhập, mấy bác là tính biểu tình để lấy thu nhập thêm nữa, là thêm cái bọn dân chủ trong nước nữa. À, thế là coi như là Trung Quốc nó hại quá, nó hại mấy cái thành phần mà chống đối nhà nước là mà mất cái thu nhập anh Bằng. Đấy. Tôi nói thật, anh nói thật sự mà nói, chứ cái vấn đề chính trị á, nó không phải là đơn giản. Chính trị là người ta có một cái tầm nhìn, ta nhìn có thể là 10 năm, 20 năm, 50 năm anh Bằng. Đấy. Chứ không phải là một anh tiến sĩ về toán học hay là một anh tiến sĩ về triết học, không, anh
anh chỉ về chuyên môn thôi, còn về chính trị là anh không bao giờ anh được. Cho nên có nhiều ông mà nói là có nhiều ông nhiều khi cũng chỉ giấy anh Bằng, lúc nào cũng phát ngôn những cái kiểu cách theo kiểu cảm tính anh Bằng nghĩ tới nó đấy. Vâng, nhất là bây giờ em nói anh Phú như là như này, những cán bộ gọi là cỡ của mình, ví dụ như tổng bí thư ở và các bộ chính trị ấy, và các ông ở trong bộ chính trị ấy, là các ông đều từ cơ sở lên hết, đúng không? Người đấy. Ta đã trải qua một quá trình và sau đó người ta mới lên đường đấy, thì nói chung cái tầm nhìn của người ta rất là cao, nói chung là em cũng khán phục. Cái tầm nhìn mà khi mà anh bước vô cái vấn đề mà chính trị ấy, là anh phải qua cái trường lớp, cái đào tạo trường lớp, phải có một cái tầm nhìn đó, phải là mà vâng. Như anh nói anh Bằng cái này nè, cái vấn đề mà giữa Trung Quốc với mình, thật sự anh bây giờ đó, Trung Quốc nó cứ 2 năm 3 năm nữa đầu nó sẽ tái diễn lại, tại vì không bao giờ nó để cho cái biển Đông mà nó nguội lạnh đâu anh Bằng đấy. Yeah. Anh thấy không? Nhưng mà nó đi hết tất cả những các nước mà xung quanh nó ha, nó quậy lắm, nhưng mà chỉ có Việt Nam là Đức dám đương đầu với bọn nó thôi, dám đương đầu với bọn nó thôi. Cho nên vì chỗ đó là sao, vì đó thằng Mỹ nó mới tôn trọng và quý Việt Nam ở cái điểm cái tinh thần dân tộc của người Việt Nam là như vậy. Anh thấy không? Nó đã từng thua đó, dân tộc Việt Nam, nhưng nó vẫn tôn trọng đất nước Việt Nam. Đó là cái tinh thần dân tộc yêu nước, chống giặc vào xâm của người của dân Việt của chúng ta đấy. Cho nên em thấy rằng là nói thật với anh Bằng chứ như là mọi người trong diễn đàn, em rất là tin tưởng vào Lại. Em nói thật một câu rồi, tại vì em đã từng sống ở trong một cái chế độ đó và ở trong các cảng tổ chức rồi, em hiểu nhiều lắm. Em nói thật rất bình thường thôi, tại vì chính trị đó là một cái, nhưng mà mình theo những cái gì mà đảng và nhà nước người ta đã đi trước 10 năm 20 năm rồi. À, cho nên bây giờ em nói một câu này, mượn một câu này thôi. Ví dụ như bác Hồ nói mà 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Mà anh thấy không? 44 năm trồng người ở hải ngoại, 44 năm mà lấy 1 năm là thu về biết bao nhiêu tỷ đó. Đấy, cái chỗ đó, cái câu đó là anh phải hiểu rồi, cái chỗ đó. Cho nên là nhiều khi mấy bác mẹ cứ bảo rằng ra đi gì biển cả, chết gì biển cả, bà mẹ mình cũng sẵn không cho đi, may làm sao lọt được. Đó, phải hiểu vấn đề đó. Tôi nói thẳng với anh, đó là cái vấn đề tầm nhìn đấy, tầm nhìn chiến lược và về kinh tế đấy. À, cho nên rồi sẵn đây này em nói anh, có một cái vấn đề này em muốn nói với anh Phú và tất cả các bạn, tức là cái cuộc họp của các bộ trưởng ASEAN vừa rồi mà đưa ra được một cái thông báo chung về vấn đề phản đối Trung Quốc cực kỳ khó khăn. Nó cũng như là tôi nói với tất cả các bạn ở đây nhé, 10 nước ASEAN của mình có một cái quy định như này, anh muốn lại ra một cái thông báo chung phải có đồng thuận, tức là phải 10 nước đồng ý, chỉ cần một nước không đồng ý là anh không ra được một cái thông báo chung. Nhưng mà bây giờ tức chủ nghĩa dân tộc, vâng, chủ nghĩa dân tộc của các nước thì nó rất là cao, người ta bảo vệ cái quyền lợi của người ta, đúng không? Ví dụ về Biển Đông, một số nước không có quyền lợi ở Biển Đông, ví dụ như Campuchia, Lào, Myanmar đấy, và coi như là Myanmar này, rồi là Bờ Lu Lây thì cũng có mỗi là một hòn đảo nhỏ thôi, và một cái nước nào đấy thì tôi cũng quên. Thì tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ như mình không vận động tất cả các nước, mà cái nước đó nó người ta hiện nay người ta quan hệ với Trung Quốc về cái sự đầu tư của Trung Quốc rất lớn đấy, mà mình chỉ cần một cái nước đấy, ví dụ Myanmar chẳng hạn, hiện nay đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar chiếm 70% tổng số đầu tư nước ngoài. Myanmar không đồng ý một cái là tất cả không đưa ra một cái thông báo chung. Vâng, xin mời Phú. Những các nước đó là nó nhận cái quyền lợi của Trung Quốc rất là cao, nhưng mà phải công nhận cái sự khéo léo ngoại giao của đảng và nhà nước và ông Phạm Bình Minh. Vâng. Ông Phạm Bình Minh là ông là con của Nguyễn Cơ Thạch, mà ông đó là coi như là đâu có ưa Trung Quốc đâu. Nhưng tự hào vì là ông là dân Nam Định, đồng hương với em. Dạ. Thôi anh có chị Nga đi nè, để chị Nga chỉ lên, em xuống nha. Chị Nga chỉ lên, để chị Nga chỉ lên, chị nói cho nó. Không rồi, anh chị Nga một lát nữa chị sẽ nói về vấn đề kinh tế, anh em mình nói về qua về mặt chính trị một tí. Chị Nga chỉ chuyên về mảng kinh tế thì chính trị chị cũng đã ngang đã gặp qua thì được. Vâng, thì em nói này, cách đây khoảng 2-3 năm thì các bạn nên nhớ là cũng có một cái cuộc họp của cấp cao của các nước đông của các nước ASEAN tại Philippines, mà coi như tưởng chừng không ra được cái tuyên bố chung, mà coi như các
nhà lãnh đạo của mình ấy phải ngoại giao con thoi suốt một đêm hôm ấy, vâng, hôm sau mới ra được một cái tuyên bố chung. Vâng, trong cái cuộc chiến ngày xưa mà cuộc chiến và ở Việt Nam đó, anh thấy không? Cái đường lối ngoại giao của mình nó đi đến cái sự gọi là cuộc hội đàm Paris, mà trong đó cái thế ngoại giao mà đánh mạnh về các nước mà ở phương Tây, làm cho cái giới mà gọi là cái giới mà gọi là phản chiến tranh đó, nó bùng nổ ở các nước là phương Tây, là kể cả trên nước Mỹ đó, anh nhớ ngày xưa trong cái mấy ông ở Việt Nam Cộng Hòa đó, mà con em của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa mà đi du học đó, rốt cuộc mà mình còn thuyết phục được mấy ông đi theo mình mà, để ngã theo mình mà, để chống lại cái sự mà cũng nó giỏi, quá giỏi. Thứ nhất là cái chính nghĩa, anh hiểu không? Thứ nhất là phải có chính nghĩa, thứ hai là mình cũng phải giỏi thì mới thuyết phục được người ta, chứ còn là anh không có chính nghĩa mà anh không giỏi thì anh không thuyết phục được. Vâng, anh nói mình nghe, anh Bằng nghe, cái gì nó cũng mang cái cách cái chính nghĩa và nhân bản, anh Bằng hiểu không? Đó, cho nên tại sao bây giờ, tại sao bây giờ những người Việt mà ở hải ngoại đó, ngày xưa họ mang cái tư tưởng là chống lại, hận thù rất nhiều, là họ phải bỏ sạch hết, họ trở về đất nước. Cái đó là gì? Cái đó là nó thể hiện cái sự nhân bản và đã thấy được cái sự chính nghĩa của dân tộc đấy. Cái đó mà cái là lấy trí nhân thay cường bạo, lấy trí nhân thay cường bạo, lấy đại nghĩa thắng hung tàn. Vâng, bất cứ ở một cái chế độ nào, một cái chính quyền nào, nó muốn tồn tại và được ý dân hay không á, là nó phải có cái chính nghĩa và phải có cái nhân bản. Người ta nói mà nước có thể đưa thuyền lên và nước có thể nhận thuyền xuống. Anh thấy không? Cho nên cái chế độ Diệm tại sao nó bị nhận chìm? Tại vì nó không có chính nghĩa và nó không có cái sự nhân bản. Đó, anh bằng nhé. Cho nên cái con người ta sống với bằng cái tình người. Cho nên nói với anh cho các bạn trẻ trên cái diễn đàn hiểu là con người sống mới thể hiện một cái tình người. Nó phải có một cái tâm, một cái trái tim. Nó phải có cái cách nhân bản. Đúng đó rồi. Là cái vấn đề đó. Ok anh Bằng ha, em xuống ha, để cho người khác lên. Ok rồi, anh Bằng ha. Rồi cảm ơn okay, anh Phú. Dạ, dạ. Vâng, trước khi mời chị Nga lên thì tôi cũng nói về cho tất cả các bạn về cái đồng thuận ấy, trong một số nước ASEAN. Vừa nãy tôi nói với đọc danh sách một số nước đấy, ở trong các khối ASEAN, tức là người ta cũng không có cái quyền lợi ở Biển Đông bao nhiêu. Ví dụ mấy cái nước, ví dụ Lào, Myanmar đấy, hoặc là Campuchia đấy, và một số nước người ta không có quyền lợi Biển Đông. Cho nên là mình ra được một cái thông báo chung ấy, về vấn đề Biển Đông rất là khó. Đấy, chứ cũng không phải dễ. Ví dụ như một lần tất cả các bạn đều biết rồi, Campuchia, cuộc họp ở Campuchia hồi đó, Campuchia làm chủ tịch ASEAN, mình không ra được một thông cáo chung, và đã không đưa ra được một thông cáo chung, chỉ nói chung một cái cuộc họp đấy ở một cái đất nước đấy là thất bại hoàn toàn. Đấy, mà trong khi đó bây giờ tôi nói với tất cả các bạn là cái mà cái kinh tế của Trung Quốc nó ảnh hưởng rất lớn đến một số nước ASEAN, ví dụ như là Myanmar. Đấy, đầu tư của Trung Quốc chiếm coi như 70% tổng số đầu tư nước ngoài. Campuchia còn chiếm 85% tổng số đầu tư nước ngoài vào Campuchia. Thì người ta cũng nghĩ là cái quyền lợi quốc gia của người ta ra một cái tuyên bố nào đấy chẳng hạn, mà ví dụ là nó không được vừa lòng Trung Quốc chẳng hạn, thì nói chung là người ta cũng cảm thấy ảnh hưởng đến mức độ quan hệ giữa nước đó và Trung Quốc. Bây giờ tôi nói với tất cả bạn nhé. Hiện nay có 11 nước Đông Nam Á và có 10 nước nằm trong ASEAN, riêng Đông Timor. Đấy, khi tách ra khỏi Indonesia thì là nước đấy thì rất là nhỏ thôi, có mấy trăm ngàn dân thôi. Đấy, nhưng mà người ta cũng làm đơn xin gia nhập ASEAN là cỡ khoảng độ từ năm 2011 rồi. Nhưng mà hiện nay một số nước ASEAN vẫn chưa chấp nhận, vì thực tế là ASEAN, tức là Đông Timor là nước nhỏ, hầu như hiện nay đầu tư nhé quả Đông Timor hoàn toàn là 100% là Trung Quốc hết, không có một nước nào khác. Thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ là cũng có một cái gì đấy, vì nguyên tắc của ASEAN là đồng thuận mà, nhưng mà có một cái tuyên báo chung gì đấy, mà ví dụ nó ảnh về vấn đề Trung Quốc chẳng hạn, mà Đông Timor người ta không đồng ý một cái, đúng không? Thì là nói chung là không có một cái thông báo chung đưa ra, không có một thông báo chung thì nói chung là nó này để thể hiện cái sự không đoàn kết của một số nước ASEAN rồi, đúng không? Thì cái đấy là nói chung là hiện nay thì tôi nghĩ rằng là Đông Timor thì trước sau thì cũng vào ASEAN thôi, nhưng mà nói chung ở những thời điểm này thì nói chung là 10 nước ASEAN kia vẫn chưa đồng ý để cho coi như Đông Timor gia nhập ASEAN.
Đấy, nhiều cái tôi nói với tất cả bạn chứ, cái chủ nghĩa dân tộc này. Đấy, cái thứ nhất, với cái thứ hai là hiện nay cái nền kinh tế của Trung Quốc ảnh hưởng rất nhiều đến cái một số nước coi như là Đông Nam Á này. Đấy, cho nên là bây giờ nói chung là cái chuyện mà cư xử với Trung Quốc, tôi nói với tất cả các bạn, nó cũng rất là khó ở trong một cái tập thể. Mình chỉ muốn là các nước ASEAN đoàn kết lại, ví dụ để cho Trung Quốc ví dụ bẻ một chiếc đũa thì nó dễ, nhưng mà bẻ cả một nắm đũa thì nó rất là khó. Mà cái mà chủ yếu là các nước ASEAN, đúng, dù một số nước không có cái quyền lợi ở Biển Đông nhưng mà nó cũng đồng thuận với một số nước có những cái quyền lợi ở Biển Đông. Ở đó thì cái chuyện này nó rất là hay. Đấy, có chị Phan Thị Thúy Nga ở đây ạ. Thì bây giờ là mình nói về cái tình ấy thì nói chị Phan Thị Thúy Nga, chị nên nói về ở đây cũng là vấn đề của Trung Quốc thôi. Thì vừa rồi tất cả các bạn đều đã biết là cái cuộc chiến thương mại ấy, giữa Mỹ và Trung Quốc thì càng ngày nó càng lớn lên, đúng không? Ông Donald Trump đã áp thuế lên 300 tỷ hàng hóa coi như là nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ. Đấy, thì bắt đầu từ thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2019 này, tức là còn gần một tháng nữa thôi, thì Trung Quốc cũng có cái sự trả đũa. Đấy, thì Trung Quốc có cái ba vũ khí, thứ nhất là về đất chiếm, thứ hai là phá đồng nội tệ, thứ ba là coi như là hiện nay ngưng nhập nông sản. Đấy, hàng nông sản của Mỹ vào Trung Quốc, thì đấy được ba cái vũ khí đó để phá, ví dụ như cái phá giá đồng nhân dân tệ đấy, cỡ khoảng độ 2%, đúng rồi, 2% so với đồng đô la Mỹ. Thì ví dụ mình phá giá đồng nhân tệ đấy ảnh hưởng như thế nào, hoặc là ba cái Trung Quốc đưa ra ba cái đó thì nó có ảnh hưởng như thế nào, thì chị Nga, chị là một cái chuyên gia kinh tế thì chị nói thì rất rõ và chị giải thích cho tất cả các bạn. Vâng, xin mời chị ạ. Vâng, chào anh Bằng ạ. Chào mọi người ạ. Vâng, mọi người nghe rõ không ạ? Dạ vâng, nghe rõ chị. Vâng, nghe rõ. Vâng, nghe tốt. Xin chào tất cả mọi người nhé. Vâng, trên diễn đàn nhé. Vâng. Thế thì rất là mừng á, là cái chuyện là rất là mừng là cái chuyện là cái tàu của Trung Quốc ấy, là mình gọi tạm gọi là cái tàu đi. Vâng. Cho nó dễ. Nói không, nó cũng là cái tàu thật chị ạ. Đấy mà cái tàu. Đấy. Vâng. Thì mình cứ gọi tạm gọi là như thế đi. Thì có thể là người ta gọi là cái dàn con dầu hay là cái gì đấy thì thôi mình cứ gọi. Nó đã rút đi rồi. Thế thì cái chuyện mà cái Trung Quốc á, thì cái âm mưu của họ thì bá chủ cái Biển Đông thì thế giới ai người ta cũng biết hết đó. Cũng giống như lần trước là tôi cũng trình bày với các anh chị á, là Trung Quốc bây giờ là cần phải phát triển kinh tế xuống biển chứ còn không thể nào phát triển lên phía bên về phía lục địa nữa rồi, hết cơ địa để phát triển rồi thì chỉ có phát triển xuống biển. Thứ nhất á, là có ba lý do. Thứ nhất là lý do thứ nhất á, là để khai thác tài nguyên thiên nhiên, tức là dầu mỏ, và Trung Quốc cũng đã tuyên bố là có phát triển ra đá cháy. Thứ hai á, là nguồn tài nguyên biển, trong đó là cá, hải sản, rong biển, rồi cả các cái loại thủy sinh ở dưới biển để mà phát triển về y học, về dược phẩm, vân vân. Nói chung là như thế. Và thứ ba á, là cái mà ảnh hưởng đến cái con đường hàng hải để mà ra giá trong cái vấn đề mà quan hệ ngoại giao với các nước khác. Bởi vì chúng ta biết là con đường Biển Đông á, là đi lên phía trên á, là nó chiếm tới gần như là phần lớn cái vận tải biển lên cái phía mà Nhật Bản và Hàn Quốc đấy. Đấy, đấy. Tức là một năm thì một năm có cỡ khoảng 5 tỷ US hàng hóa đúng đi rồi, qua. Đúng rồi, vâng, nhớ lắm, lần trước thì các cái số liệu mình tôi đã đưa cho các anh chị rồi. Yeah. Thế thì về cái quan hệ Việt Nam này rồi Trung Quốc với Mỹ á, thì nhiều người làm cứ thích là đánh nhau đi, nhưng mà đánh nhau để làm gì? Thì tôi kể cho các anh chị là một cái câu chuyện là như thế này, mà một câu chuyện có thật, tức là ở tuổi tuổi tôi với anh Bằng á, là hồi nhớ nhớ là hồi nhỏ mình hay xem cái phim là Hãy Đợi Đấy, đúng không? Đúng rồi. Ra đời vào năm khoảng những năm từ 60 đến 62 gì đấy, đúng không? Đấy, thì Hãy Đợi Đấy tức là nó nói về là có một con thỏ và một con chó sói đấy, phim của Liên Xô đấy. Đấy, tức là nó nói về, thực ra đây là cái nói về là giữa hai thế lực trong chiến tranh lạnh, giữa là con thỏ và con chó sói, đúng không? Hai con đấy là luôn luôn là tìm cách, là con chó sói tìm cách ăn thịt con thỏ. Nhưng mà cái bộ phim nó không thấy con nào chết hết. Tức là hai con ấy nó cứ vờn nhau biết đó đó.
Thế sau này á là mình thấy là có cái bộ phim là của Walt Disney hả? Walt Disney phải không? Cái bộ phim là con tôm và Jerry á, thì nó có thêm con Pluto nữa, là con chó ấy, có một con chó nữa, con mèo, con chó này và con Jerry, đúng không? Thì ba con này nó luôn luôn mâu thuẫn với nhau, nhưng mà cuối cùng á, cái thông điệp của nó là ba con này thì nó luôn tìm cách nó mâu thuẫn với nhau nhưng mà nó vẫn sống chung một nhà. Đấy, thì, thế thì đấy để tôi nói một cách rất là đơn giản như thế, tại vì buổi chiều á là cũng nói chuyện với mấy em ở bên cái khoa mà quốc tế học ở Đại học Đà Nẵng ấy, thì các em tôi phải nói thừa nhận là các em này tuy là còn trẻ nhưng các em có cái sự nhận thức rất là tốt đấy, mặc dù các em mới học năm 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 hai thôi, nhưng mà phải nói là cái mà suy nghĩ để mà nhận thức ấy là các em rất là tốt và rất là sáng suốt đấy, hơn rất là nhiều những cái cô chú, những cái anh chị, những cô bác mà ở hải ngoại hoặc là ở trong nước thôi, mình cứ cứ tạm gọi là như thế đi, mình cũng chưa phân biệt đó. Thế thì còn cái chỗ mà của Trung Quốc á thì người ta cũng nói rất là nhiều về cái chuyện, có rất là nhiều ý kiến về cái chuyện mà cái tàu mà thăm dò của Trung Quốc mà nó vào cái vùng biển Việt Nam, nó xâm phạm cái lãnh, có lẽ là có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đấy một trong nguyên nhân là cái Trung Quốc nó bị bất ổn trong nội tận nội tạng của cái chính chính quyền của Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề Hồng Kông, thứ hai là cái vấn đề và nợ nần của Trung Quốc. Cái vấn đề nợ nần Trung Quốc thì Trung Quốc thường cái số liệu thì nó không công bố ra nhiều, tức là giống như lần trước ấy, tôi cũng có trình bày với anh chị nói về cái tổng quan về GDP của Trung Quốc cũng như là của Mỹ vân vân, nhưng mà bên cạnh nó có một cái số nợ rất là lớn và cái sự bơm tiền của cái ngân hàng trung ương ấy, nó ra vào vào cái kinh tế và vào cái kinh tế của Trung Quốc nó rất là nhiều. Thì liên quan đến cái vấn đề này á thì vừa qua thì là cách đây khoảng một tuần á thì là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ là nó tăng nhiệt sau khi mà chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump á là đe dọa là tiếp tục áp thuế lên 300 tỷ hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc, và Bắc Kinh đã ngay lập tức là hạ giá cái đồng nhân dân tệ. Thì cái lý do của Mỹ nó đưa ra là Trung Quốc hứa mua nông sản nhưng mà không mua, đúng không? Đấy, thì nó dính chính là như thế. Và cái cùng với vấn đề đó thì Nhà Trắng á là tiếp tục hoãn cấp phép cho các cái công ty Mỹ nối lại hợp tác với các cái hãng công nghệ, với cái hãng công nghệ Trung Quốc là Huawei, tại vì là Huawei là phải nhập rất là nhiều những cái linh kiện của các cái công ty công nghệ của Mỹ, khoảng là 50 công ty đấy, đấy khoảng khoảng là như vậy. Thì lần trước tôi cũng đã nói với các anh chị là về những cái mà thiệt hại của hai bên của các cái công ty, mà thì hôm nay tôi nói sơ, nói cũng cũng không cũng thời gian thì nó cũng không nhiều đâu, tôi cũng không nói nhiều lắm, tại vì cái này nó mang tính chất chuyên môn rất nhiều, vì cái này nó liên quan đến nó gọi là cái chiến tranh tiền tệ mà, nó liên quan đến quá nhiều thuật ngữ ấy. Ví dụ như các tỷ giá hối đoái, tỷ giá chéo ấy, thì tôi cố gắng thôi làm sao tôi nói cho nó rất là nôm na, rất là dễ hiểu Đúng rồi. để cho mọi người là có thể là nắm được. Thì các mọi người đều biết á là cái mà vì á là vì sao á là cái chiến tranh tiền tệ giữa Mỹ và Trung Quốc nó lại ảnh hưởng đến rất là nhiều nước chứ không phải là hai nước, tại vì bây giờ là nền kinh tế của mình là nền kinh tế toàn cầu rồi, các cái công ty đa quốc gia, Trung Quốc là một công xưởng thì các công ty đa quốc gia đầu tư vào Trung Quốc rất nhiều, ngược lại Trung Quốc đầu tư ra rất nhiều, mà giống như anh Bằng hồi nãy nói là cái khu vực Đông Nam Á của mình là liên quan đến kinh tế Trung Quốc rất là nhiều, kể cả Việt Nam mình, ví dụ như nhập khẩu các cái thứ gì tí nữa tôi sẽ nói. Nhưng ngược lại anh Bằng nghe, Trung Quốc cũng đầu tư qua châu Mỹ Latinh, đầu tư qua châu Phi và một số các nước Nam Âu cũng rất là nhiều đấy nha. Thế thì cái cuộc chiến tranh tranh này thì nói về tổng quan á thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều, ví dụ như Đức là nước xuất khẩu vào Trung Quốc và Mỹ là bị ảnh hưởng nhiều nhất, tại vì Đức là khi mà hai cái đồng đồng nhân dân tệ nó bị phá giá và cái đồng đô la nó yếu đi thì đương nhiên hàng hóa của Đức sắp xuất khẩu vào hai cái nước này á, đặc biệt là các bạn biết rồi là ô tô, và Đức là nước mà sản xuất những cái mà người ta gọi là động cơ ấy đó, các cái loại mà thiết bị công nghệ cao ấy, ví dụ như là động cơ của các cái loại 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 thiết bị đó, đại đại cái nói nôm na một cách nhiều là như thế thôi đấy. Ngoài ra thì các cái nước châu Âu cũng bị ảnh hưởng, châu và Nhật Bản thì các anh chị biết đó, là những cái năm qua để kích thích phát triển kinh tế sau khi khủng hoảng kinh tế á, nhất là sau cái cuộc khủng hoảng của kinh tế của Hy Lạp á, thì là các ngân hàng châu Âu á thì là đã bơm một cái lượng tiền rất là lớn, tức là dùng chính sách nới lỏng tiền tệ, nói tóm lại thế, nới lỏng tiền tệ có nghĩa là gì, nó cái nôm na là bơm tiền nhiều vào lưu thông, hạ lãi suất xuống để kích thích tiêu dùng, kích thích sản xuất đó, nhưng mà ngược lại nó sẽ là con dao hai lưỡi.
bất kỳ một chính sách tiền tệ nào của trên thế giới đều có con dao hai lưỡi hết, nhất là chính sách tỷ giá. Vì hiện nay á, các tỷ giá của nó không phải là hai cái đồng tiền đấy với nhau, mà nó còn là cái sự nó gọi là tỷ giá chéo đó. Tức là anh nào học ngoại thương thì sẽ hiểu ngay cái chuyện đấy. Tức là ví dụ như từ đồng nó một cách nôm na như này này, từ đồng Việt Nam đổi qua đồng đô la, xong rồi từ đồng đô la đổi qua đồng đồng yên chẳng hạn, xong rồi từ đồng yên lại đổi qua đồng Trung Quốc, xong rồi lấy cái đồng đô la làm ví dụ như là làm cái mốc chẳng hạn, ví dụ như thế. Tôi nói một cách nôm na là như thế đó, cho nên nó đều là con dao hai lưỡi hết. Thì tí nữa tôi sẽ nói là tại sao cái chiến tranh tiền tệ của Trung Quốc và hiện nay là các chuyên gia lúc đầu họ rất là lo ngại, nhưng mà chiều nay á thì cái chỉ số chứng khoán S&P 500 á thì nó tăng lên rất là mạnh, là lý do là Trung Quốc đã ngân hàng Trung Quốc đã can thiệp vào cái đồng nhân dân tệ. Thì nó cũng có hai vấn đề ở đây. Vấn đề thứ nhất á là cái thị trường thì ngoại hối á thì nó giao dịch liên tục giữa với các quốc gia với nhau, mà đặc biệt á là cái thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ á, là nó một cái thị trường phi tập trung toàn cầu. Ví dụ tôi nói á, ví dụ về trao đổi tiền tệ này, tôi nói một cách nôm na như này này, bất ở trên thế giới nó có một cái thị trường forex hoặc là fx á, trên bạn thỉnh thoảng thấy á, thì Việt Nam mình á là cấm, là chỉ có ngân hàng nhà nước và cấp phép cho một số các cái nơi á là được phép kinh doanh ngoại tệ thôi, là các cái ngân hàng hoặc các một số cái tổ chức tài chính khác thôi, còn lại là không được. Nhưng mà đối với nước ngoài á thì người ta cho các cả cá nhân được kinh doanh ngoại hối, các cái định chế tài chính, và hầu hết các cái ngân hàng quốc tế lớn á thì nó đều kinh doanh. Và cái ngân hàng nhà nước Việt Nam mình á thì nó có một cái phòng gọi là buôn tiền, hay còn gọi là phòng kinh doanh ngoại hối, nó hoạt động 24 tiếng đồng hồ giống như các cái định chế khác. Tức là người ta luôn luôn người ta mua bán chuyển đổi đồng tiền tiền các lẫn lẫn nhau. Đấy đấy. Vâng. Thì nói tôi cũng đã đọc về một bài ấy rồi. Các ngân hàng tức là người ta cứ mua bán dùng cái tiền để mua bán các thứ với nhau, và người ta dùng vâng, nếu mà anh tỉnh táo anh cũng lãi được rất nhiều. Vâng, đúng rồi, nó lãi rất là nhiều. Thì nếu như cái chiến tranh tiền tệ nó xảy ra thì vừa rồi á là chính các chuyên gia người ta đã phát hiện ra là các cái nhà đầu cơ về ngoại hối á, là người ta đã theo dõi các cái tỷ giá này lên xuống và người ta đầu cơ thì nó sinh ra một cái tệ là như thế này này, nó lợi nhuận, tuy nhiên á nó làm cho cái sản xuất nó bị đình đốn. Tại vì là người ta sẽ đầu cơ ngoại tệ chẳng hạn. Ví dụ người ta đoán là sắp tới là cái giá nhân dân tệ nó chuẩn bị là nó sẽ bị giảm đi nữa. Tức là ví dụ như một đô la không phải là ăn 7 nữa, có thể là ăn 8 chẳng hạn, thì nó sẽ đầu cơ đô la, ví dụ như thế. Rồi những cái đồng tiền khác nó cũng liên quan đến nó. Nói một cách nôm na nó là như thế. Thế thì các anh chỉ biết là cách cái số liệu đây này. Đây số liệu này thì nó cũ rồi. Tức là một ngày á là người ta có khoảng là nó thông qua cái thị trường mà của cái ngân hàng quốc tế ấy, người ta nói là một ngày ấy, nó khoảng 4.000 tỷ đô la là nó thông qua cái thị trường này, trong đó là khoảng 1.490 tỷ là trong các cái vụ giao ngay, 475 tỷ là các cái hợp đồng kỳ hạn, 1.765 tỷ là trong cái hoán đổi ngoại hối, và 43 tỷ trong cái hoán đổi ngoại tiền tệ, 207 tỷ trong cái quyền chọn ngoại hối và các khoản khác. Tức là mình hiểu như thế thôi, chứ còn đi sâu vấn đề thì nó rất là rắc rối, tại vì anh phải am hiểu về mặt tài chính và tiền tệ nữa kìa. Đấy, một cách cái anh đổi thì tại cái mà nói một cái nôm na là nó đầu cơ. Đấy, nó một cách nôm na mình nắm được, mọi người hiểu là khi cái chiến tranh này ra thì nó sẽ đầu cơ. Nó đầu cơ giống như đầu cơ cái hồi mà đầu cơ nhờ cơ cái yên Nhật đấy. Đó. Đó, để nó chờ cái đồng yên Nhật nó lên giá là bắt đầu là nó bán các cái đồng tiền khác. Thế thì bây giờ nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á là giả sử người ta sợ nhất á là nếu như Trung Quốc mà bây giờ là thao túng tiền tệ mà bị Mỹ á nó dán cho cái thao túng tiền tệ á, thì có nghĩa là Trung Quốc sẽ bị áp thuế tiếp 25%. Số tổng lên là 25%. Thì Trung Quốc nó cùng đi thì nó có dùng cái vũ khí của nó là nó sẽ bán lại cái 1.100 cái tỷ mà cái trái phiếu chính phủ của Mỹ không? Đấy, bây giờ một cái vấn đề họ lo là như vậy. Nhưng mà cách đây mấy ngày á là chính Trung Quốc á là cũng trấn an cái thị trường bằng cách á là đã bán ra cái số trái phiếu bằng giá trị là 4,3 tỷ đô la thị trường Hồng Kông để mà thu hút cái đồng ngoại tệ về để làm để mà giảm giá của cái đồng nhân dân tệ đi. Và sáng nay á thì Trung Quốc á đã công bố á, là cái tỷ giá tham chiếu á là nó cái đồng nhân tệ á, là nó thấp đi. Đấy. Dưới 7 rồi chị. Đấy, như vậy. Thì như các anh chị đang gắn cái gì phải không ạ? Thì xin lỗi từng không. từng gắn thẻ. Vâng vâng, tại vì là nó tiêu đấy ạ. Vâng, được ạ. Chị cứ nói đi.
Vâng, thế thì bây giờ cái chỗ mà bên nó cái mạng của ngoài... bên chị nó hơi yếu chút. Vâng. Thế thì cái nếu giả sử á bây giờ thì tôi cũng có lục cái tài liệu để tôi xem xét thì có như như sau. Thì giả sử á mà Trung Quốc bán đi 1.100 của cái trái phiếu chính phủ Mỹ á xuống á thì đương nhiên á giá giá của phiếu nó giảm xuống á thì nó làm cho cái chính của Mỹ trước đã. Tại vì lúc này á là ví dụ mình cứ tưởng tượng lên khi mà anh bán tháo cổ phiếu đi chỉ cần bán tháo 1/3 thì nói một cách nôm chẳng hạn thì khi nó bán tháo nó chỉ có 8 đồng thôi thì cái lãi suất cố định của ví dụ của kho bạc Mỹ á của Bộ Tài chính Mỹ nó quy định là 2% đúng không, và nó làm là cái trái cái trái phiếu xin lỗi cái kho bạc là của Việt Nam cái mà của Mỹ chuẩn mực cho tín dụng kinh doanh và tiêu dùng cũng như là cái khoản thế chấp của các cái ngân của các cái doanh nghiệp của Mỹ. Tức là lúc đầu á nếu như là anh bằng mua 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 cái cổ phiếu một 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 cái trái phiếu đấy là ví dụ như một cái là 10 10 10 đồng đúng không? Nhưng bây giờ nó bán còn có 8 đồng thôi là lúc này á nó sẽ làm tăng cái lãi suất lên không? Đấy. À, cảm ơn Nguyễn Trung Kiên. Đấy, thế tuy nhiên á là cái vấn đề này á thì nó cũng đặt một cái nan giải lại cho phía Trung Quốc chứ không phải là không, tức là hai bên đấy đều nó có cái sự thông nhau. Thứ nhất á là nếu Trung Quốc mà bán tháo cổ phiếu ra, giả sử như anh chỉ bán một nửa đi hoặc là bán khoảng 2/3 đi thì bản thân Trung Quốc cũng thiệt hại, tại vì anh bán tháo ra tức là cái giá nó giảm đi và anh không anh cũng anh bị dặn coi như là anh cũng mất tiền đúng không? Cái của chị nó hơi bập bõm một tí xíu, hình như cái mạng Đang đang wifi của comment chị hơi hơi bị yếu. ở phía dưới á thì khi mà Trung Quốc á Trung Quốc mà bán cho cái Trung Quốc cũng bị mất tiền. Thứ hai á là như như ta như như lần trước tôi nói á là cái dự trữ vàng của Trung Quốc á là chỉ có 1.874,3 tấn thôi, mà cái lượng tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối là 2,5%, trong khi Mỹ á là 8.113 phẩy năm tấn, tức là tỷ lệ trong ngoại hối là 74,9%. Như vậy cục Fed có thể là bán vàng đi và mua lại cái trái phiếu đấy để cứu cái Cái thể ra nó bị bập bũng rồi. cái bên chị ấy cứ nói được một đoạn rõ xong rồi một tí lại mất, lại nói một đoạn rõ đấy, cái lúc này lại không rõ này. Cái comment á nó vào là không không nghe được cái ở comment biết là không. Đấy là không được. Bây giờ chị xuống rồi tôi mời lại chị lên lại nè nhá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Rồi ok, chị ấy ok lại, tôi mời chị lên lên lại. Chào Phan Thị Thúy Nhung. Rồi chị ok lại hoặc chị gửi lên mạng. Vâng, chào anh Trần Thành Trung. Rồi, tôi đang mời chị. Anh bằng anh gỡ cái thẻ giùm em, cái thẻ phía bên anh chứ không phải bên em. Không, Anh ở có đây gắn thẻ không? tôi không gắn thẻ, hôm nay không gắn thẻ ai. À thế à, Cái nick thế và mà cái sao nick bằng Nguyễn này tôi chỉ có chia sẻ vào các cái nhóm chứ không gắn thẻ cá nhân. có bây giờ tôi lấy lại nhá, nói lại cái chỗ mà cái chỗ mà nếu như Trung Quốc đã dùng cái vũ khí á, mà hiện nay rất là nhiều người quan tâm đó, là bây giờ nếu như bán 1.000 1.000 1.000 mốt đấy phải khá là hơn cái chỗ đấy, nhưng mình cứ cho là 1.000 mốt đi cái trái phiếu của chính phủ Mỹ đi thì nó ảnh hưởng như thế nào. Thì các bạn biết á là khi Trung Quốc mà bán ra thì đương nhiên á là anh bạn ào ạt anh bán ra, giả sử anh chỉ cần bán là khoảng 1/3 thôi, mình chưa cần nói là tới 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 bán hết cái số đó đâu, thì nó làm cho thị trường của Mỹ nó chao đảo. Là vì sao biết không,
Tại vì lúc này á là nó làm cho lãi suất của cái trái phiếu tự nhiên tăng lên, tại vì cái giá nó giảm đi thì lãi suất tăng lên mà. Vì vì giả sử mình nói lãi suất của Bộ Tài chính Mỹ quy định bây giờ là 2%. Mà thường á là cái vay tiêu dùng và vay thế chấp của Mỹ thì lại dùng bằng lấy cái lãi suất tham chiếu của Bộ Tài chính trên cái lãi suất của cái trái phiếu chính phủ. Đấy, nó có như thế. Còn còn mọi người chú ý nghe, còn cái lãi suất của cục Fed á là lãi suất liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng nhé các bạn. Cái lãi suất liên ngân hàng ấy tức là cái lãi suất mà của các cái ngân hàng mà nó cho vay lẫn nhau ấy. Đấy. Chứ còn cái lãi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ á thì nó lại chính là cái chuẩn mực để cho tín dụng kinh doanh và tiêu dùng cũng như là các khoản thế chấp cho vay tự động của các doanh nghiệp nó sẽ tăng cao lên. Là vì sao? Lúc này cái giá của cổ phiếu nó giảm đi thì đương nhiên cái lãi suất nó cao lên thôi. Đúng không? Thế thì bây giờ là nó sẽ làm loạn cái thị trường. Thế nhưng tuy nhiên á thì như mình đã nói là như này này, cái vũ khí này cho tới nay á, là Trung Quốc vẫn chưa sử dụng. Lý do vì sao? Ở đây mình không phải mình ca ngợi thằng nào hết, nhưng mà rõ ràng mình phải nói đúng cái sự thật. Và cái thứ nhất á là cái lượng vàng dự trữ của Trung Quốc á là 1874,3 tấn. Và cái tỷ lệ vàng trong ngoại hối á là chỉ có 2,5% thôi. Nhưng mà cái lượng vàng mà dự trữ cái lượng vàng dự trữ của cục Fed á là lên tới 8.113,5 tấn. Và cái tỷ lệ trong ngoại hối là 74,9%, rất là mạnh. Đó, như vậy là trong cái trường hợp này á thì các cái chuyên gia người ta nói là cục Fed có thể là lúc này nó sẽ bán vàng ra để nó cứu lại cái thị trường này, nó, tức là nó bán vàng ra để nó mua. Mà bạn biết rồi đó, tức là cái lượng vàng dự trữ của Mỹ á thì nó bằng ba nước. Nó là nước lớn thứ nhất thế giới nhưng mà nó lại bằng ba nước đứng thứ sau Mỹ cộng lại. Là gồm có là Thụy Sĩ nè, Đức nè và Nga. Nga là đứng thứ năm. Đấy, tức là nó bằng bốn nước ở phía sau nó cộng lại. Cái lượng dự trữ vàng của Mỹ và cái lượng vàng mà gửi tại Mỹ, tức là có tại 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 cái phố Wall á và cái vàng mà tại Nevada thì người ta tính được là nó bằng bốn nước đứng sau phía Mỹ. Mỹ đứng từ đầu nhưng mà bốn nước đứng sau nó cộng lại, tức là cái nó khủng khiếp lắm. Thứ hai là tài sản của Mỹ hiện nay là 100.000 tỷ USD, tức là tính sơ bộ ấy là nó gấp 4 lần của Trung Quốc. Đấy, mình nói là như vậy. Thế thì trong cái trường hợp mà nếu giả sử như Trung Quốc mà bán ào ạt cái trái phiếu ra thì lúc này á Trung Quốc cũng mất tiền. Rõ ràng anh Trung Quốc mất tiền. Chứ nữa, vì trái phiếu chưa đến hạn, tức là anh sẽ mất một mớ lãi rồi nè. Thứ hai là giá đương nhiên nó phải giảm xuống, nó giảm sâu xuống, tức là anh cũng mất tiền. Đó. Thứ hai là khi mà anh bán tháo trái phiếu Mỹ á thì cái giá giảm sâu đi thì cái như Huỳnh nói rồi thì là Trung Quốc thứ nhất là mất tiền. Thứ hai á là cái như là nó làm nó cũng ảnh hưởng đến Trung Quốc. Tại vì là Trung Quốc hiện nay á là ngoài cái vàng này thì Trung Quốc dùng cái trái phiếu Mỹ để mà dự trữ ngoại hối. Anh bằng hiểu ý em nói không? Không đó, mọi người đấy, tức là dùng vàng và dùng cái trái phiếu chính phủ Mỹ để mà dự trữ ngoại hối và để cân bằng để làm cái đồng. Thứ ba nữa là như mình nói á là cái việc á mà phá giá đồng nhân dân tệ á là anh chỉ phá giá được một phần nào đó thôi. Rồi anh không thể nào phá giá quá mức được. Ví dụ như này nè, nếu Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ mà quá mức á thì lúc này nước ngoài họ sẽ rút hết vốn ra và người ta sẽ chuyển vốn ra khỏi thị trường Trung Quốc. Nó có cách nôm na như thế này này, ví dụ anh bằng anh bỏ vào Trung Quốc là 1 triệu đô đúng không? Lúc đầu á là tỷ giá là 6 là anh thu về là được 6 triệu nhân dân tệ. Anh mới làm 1 năm là được khoảng là 6 triệu rưỡi, nhưng bây giờ anh mua trở lại là không không đủ. Đấy đấy, tôi giải thích đúng cách rồi, đấy, kiểu thế. Nôm na. Đấy, cho nên người ta sẽ phải rút, người ta sẽ rút cái đầu tư ra, người ta rút đầu tư ra. Đồng thời á là các cái chùm tư bản á là tại Trung Quốc là người ta cũng sẽ rút vốn ra khỏi cái thị trường đó. Đấy. Thế cho nên á là nó không nó là một cái vấn đề rất là nan giải. Thứ ba nữa là khi mà anh phá giá đồng nhân dân tệ á, cái đồng nhân dân tệ nó yếu đi á thì tự nhiên nó làm cho bị lạm phát nó tăng lên. Nó lại đánh vào cái người tiêu dùng. Thì mặc dù là hàng hóa của Trung Quốc lúc này nó sẽ vào các thị trường khác nó rẻ đi, ví dụ vào thị trường Việt Nam mình có một số cái này, vào thị trường châu Âu này và thị trường Mỹ nó rẻ đi thì nó bán được hàng, nhưng ngược lại người Trung Quốc lại sẽ bị thiệt hại vì là bị lạm phát. Đồng nhân tệ mất giá thì đương nhiên bị lạm phát rồi, gì nữa, nó lạm phát thì nó đánh vào túi tiền của Trung Quốc. Thứ hai á, là Trung Quốc cũng phải bỏ nhân dân tệ để mua USD rất là nhiều, trong ví dụ dầu mỏ này, mua nguyên vật liệu này, vân vân. Đấy, tức là các cái tập đoàn đa quốc gia của ở đấy và kể cả những cái nhà kinh doanh tại Trung Quốc như vậy. Như vậy là cái việc mà bán tháo cái trái phiếu của chính 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 phủ Mỹ á
thì nó không, nó cũng cũng khó xảy ra chứ mà là không. Tức là đây là cái đường cùn thôi. Mặc dù á, là người ta nói là nếu Trung Quốc biến trái phiếu Mỹ thành cái vũ khí thì đó sẽ là hồi chuông báo động với cái nhà đầu tư toàn cầu. Tức là đó, và đầu việc việc đầu tiên là nó rút vốn khỏi Trung Quốc, mà nền kinh tế Trung Quốc mà nó sụp đổ á, thì các bạn biết nó sẽ kéo dây ra tất cả mọi thứ đấy chứ không phải là đùa đâu. Đấy. Thế thì cái việc mà phá giá đồng Trung Quốc ấy, thực ra là vừa rồi nó cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam, và những các anh chị nào mà làm về xuất nhập khẩu ấy, là anh chị thấy ngay. Nó ảnh hưởng ở như thế này này. Nó ảnh hưởng là nếu như chúng ta dùng cái đồng mà đô la ấy, để chúng ta mua nguyên vật liệu và chúng cho ta chốt ấy, thì không sao. Nhưng mà nếu các bạn mà dùng nhân dân tệ ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái hàng hóa của Trung Quốc nó rẻ đi, cho nên là nó sẽ cạnh tranh với hàng hóa của Việt Nam. Ví dụ như là các cái mặt hàng như là vừa rồi người ta nói là sơ sợi á, sơ sợi mà của các cái doanh nghiệp châu Âu nó sản xuất tại Việt Nam sau đó nó xuất khẩu đi ấy, là một. Thứ hai nữa là các cái hàng nông sản, đúng không? Đấy, nhưng mà một số các chuyên gia thì ví dụ như là ông Cao Sĩ Kim này, ông Tấn Tấn Lực này, ông Nguyễn Phạm Trần Chí Hiếu á, thì ông nói là cũng chưa ảnh hưởng nhiều lắm. Đấy, ý ông nói là chiều này, vì phần lớn của Việt Nam mình vẫn là cái nhập khẩu từ phía Trung Quốc, tức là nó sẽ lợi về giá. Nhưng mà ngược lại á, nó dễ, rất dễ đầu cơ á, là vì thực ra như này này, ở Việt Nam mình á, là các cái doanh nghiệp có thể lách luật bằng cái cách là các cái nhà đầu tư ở Việt Nam á, có thể họ lách bằng cái cách là họ sẽ đầu cơ, họ đầu cơ tiền tệ á. Tức là thay vì nó bỏ vốn vào tiền vào kinh doanh á, thì là nó đầu cơ ngoại tệ để nó tính cái, nó dình tỷ giá lên xuống để nó bán lời. Đấy, 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 đấy. Thì nó làm đình trệ sản xuất. Cái đó là có thật. Đó. Giống như là vừa rồi á, là các cái mình tôi nói nhá, cái năm 2011 á, là khi mà Nhật á, là bị sóng thần, thì thường người ta bảo kinh tế suy thoái á, thì đồng nhân Nhật nó phải giảm giá, nhưng không, nó lại lên giá. Vì sao? Vì các công ty bảo hiểm á, là phải đổi đô la Mỹ ra các tiền Nhật để mà đền bù cho các cái người mà bị tổn thất bảo hiểm. Cho nên á, là cuối cùng đồng yên ra đồng yên nó lại lên giá, và cái đầu cơ của một số cái tài phiệt đấy nó của Nhật đó, nó rất là cao đó, cho nên nó làm cho đồng yên giá. Thì lúc đó cuối cùng ngân hàng Trung ương châu Âu á, và cái IMF á, là phải bơm tiền ra đấy. Thì tôi nói mấy ý là như vậy chứ không phải là ấy đâu. Cho nên là cái chiến tranh tiền tệ của Trung Quốc và Mỹ á, thì trên cái rất là nhiều báo đài á, người ta nói là nếu như Việt Nam á, mà nói chung là chiến tranh thương mại, và hiện nay là dẫn đến chiến tranh tiền tệ đó, đấy đấy là bước đầu của những cái khởi đầu mà đánh phá giá đồng bạc đấy. Thì nó là một trong cái đó, cái gọi đó đó đó, thì người ta nói là đó là một cơ hội ngàn năm có một cho Việt Nam. Nhưng Việt Nam có nhận được hay không, thì tôi nói một cách nêu nôm na này, họ phân tích là như thế này này, họ nói là đa số các công ty đa quốc gia tại của Mỹ, tại Trung Quốc á, là cái công ty đa quốc gia theo cái dạng là dọc, tức là cái chuỗi cung ứng dọc chứ không phải là chuỗi cung ứng ngang. Cái dọc nghĩa là gì? Nó cái nôm na là như này này, tức là toàn bộ cái quá trình thiết kế quản lý các thứ là của họ quản lý hết đó, cho nên là họ sẽ cái chuỗi đấy nó sẽ rời qua Việt Nam, ví dụ như thế là nó dễ hơn. Còn cái chuỗi mà cung ứng ngang á thì người ta không cần rời máy, nghĩa là ví dụ này này, tôi cũng sản xuất ông Bằng cũng sản xuất cái hàng tương tự thế, bây giờ tôi thâu tóm ông Bằng cách là tôi mua của ông Bằng thôi, cho nên là cái việc ông Bằng ở đâu tôi không quan trọng, miễn là tôi mua, tôi thâu tóm của ông Bằng về công ty tôi, xong tôi dán cái mác của tôi vào của ông Bằng là xong. Đấy, đó là cái nông na đấy, cho ông dễ hiểu đấy. Nói tóm lại là bây giờ ví dụ cái Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, mà đối với xuất nhập khẩu của Việt Nam thì Việt Nam hiện nay đã có nhập khẩu nhiều hơn xuất, tức là mình nhập siêu còn nhiều. Đúng rồi, mình hiện nay mình vẫn có lợi. Tuy nhiên nó vẫn nguy hiểm anh ấy, nó vẫn nguy hiểm ở chỗ như này này. Nếu giả sử nhá, vừa nếu như anh không cẩn thận á, anh phải lựa chọn. Tại vì nếu như giả sử như cái đồng đô la này này nó cũng phá giá đi á, tại vì này này nó xảy ra như này anh Bằng này, nếu anh làm xuất nhập khẩu là anh nhìn thấy rõ lắm. Nếu mà những các bạn nào mà ngồi dưới đi này là đang nghe theo dõi á, mà nếu mà các bạn mà làm xuất nhập khẩu là bạn thấy liền ở chỗ này này. Ví dụ như nhá, cái đồng bây giờ á, là ví dụ như cái tỷ giá của Việt Nam đồng của mình á, là vẫn phải đi theo hai cái đồng đấy nhá, tại vì ngân hàng cái vì cái đồng tiền của mình á, là vì nước mình là nước 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 yếu hơn họ mà, cho nên là cái tỷ giá hối đoái của Việt Nam là vẫn phải dựa vào các cái đồng tiền chủ chốt trên thế giới. Và trong khi mọi người biết đó là cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, mặc dù nó chỉ chiếm 1,8% trong cái rổ tiền tệ, trong cái rổ tiền tệ của IMF thôi, tức là cái quyền rút vốn đặc biệt thôi, cũng như là 1,8 khoảng 1,7 1,8% trong tổng tính toán của quốc tế thôi. Nhưng mà dù sao nó vẫn là những cái mà để cho ngân hàng nước tính. Đương nhiên họ phải lập các cái hàm số để họ tính rồi, đã nói một cái nôm na thế, để họ tính cái tỷ giá của Việt Nam mình. Thế ví dụ em nói với anh Bằng nghe, cái nhập khẩu nếu anh không cẩn thận anh vẫn lỗ như thường,
Ví dụ như này này, ví dụ như anh bỏ ra 100 triệu tiền Việt Nam này, đúng không? Anh đổi ra quy anh quy đổi ra 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 ra, ra đô la. Xong cái rồi tại cái thời điểm đó là ví dụ như là 100 triệu anh mua được là 70 ngàn đấy, ví dụ như thế, nó ví dụ như thế để cho nó chẵn số cho dễ nói chuyện, đúng không? Nhưng mà đến khi anh bán hàng xong á, vì cái đồng và bên kia ví dụ như tại thời điểm đó cái đồng nhân dân tệ nó mất giá cho nên là anh đổi ra được, nhưng mà đến một một cái đoạn nào đó khi ngân hàng nó can thiệp vào á, thì lúc đấy anh thu về anh đổi ra lại á, anh quay anh đổi đi đổi lại chặt đại khái là như thế, anh quay lại anh đổi qua cái tỷ giá chéo đó, thì cuối cùng anh lại lỗ đấy anh bằng này. Vâng. Chứ không phải là mình ngồi đấy mình ấy được đâu, không hẳn như thế đâu. Dạ, vâng. Đấy. Cho nên là đó nó giống như là cái tình trạng này nó giống như cách đây mấy năm trước ấy, là cái trường hợp mà tỷ giá mà hối đoái mà ngân hàng nhà nước và sau này phải can thiệp vào đấy. Tức là có những anh là coi như cuối cùng anh nghĩ là thôi, thay vì ông vay ngân hàng ông mua đồ, cái một thời gian sau ông thấy ông bán thì lại ông thấy lời hơn, thôi ông khỏi sản xuất nữa. Bây giờ đấy, chị, nhưng chị, mà những cái anh mà trên... Rồi, chị Nga chị cho tôi hỏi. Vừa rồi tôi thấy là cái giá vàng lên rất là cao, trên 42, tức là nó lập đỉnh đỉnh của Việt Nam bây giờ. Thì cái chuyện này ở giá vàng là nó có ảnh hưởng gì, tức là cái sự ảnh hưởng của cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung ảnh hưởng giá vàng? Ảnh hưởng cho anh, đó là một cái đấy, tức là sao? Đấy. Tức là lúc này người ta sẽ bỏ tiền vào, họ đầu cơ vào vàng. Không, họ tích trữ tài sản. Xin lỗi chị Nga, tôi trả lời bạn Ba Vũ đi. Việt Nam quay lại nhập siêu nữa hả anh Bằng? Không, hiện nay tức là Việt Nam nhập siêu so với Trung Quốc, chứ Việt Nam hiện nay á, thì 6 tháng đầu năm mình sẽ xuất siêu được 1,8 tỷ. Vâng, vâng, mình có nói là 1,8 tỷ đô la tổng các nước. Anh chưa ai công bố được số chính xác đâu, anh họ ước tính thôi, thì nó hòm khoảng là 2% không lên công bố. Vâng, không, 2% mình còn. Vâng, còn đối với Trung Quốc thì mình vẫn cứ nhập siêu. Nếu nó 2% là anh sẽ bị Mỹ nó dán cái mác là thao túng tiền tệ đây. Dạ. Đấy, đấy, ý tôi nói đấy, tại sao á là giá vàng lên là cực kỳ nguy hiểm, chứ không phải là tốt đẹp gì. Tại vì lúc này nó lại sinh ra nó chuyển hết tiền vào, tức là nó vừa đầu cơ. Lúc này các cái nhà mà buôn tiền trên thế giới này nó ngồi và lại với nhau á, các nhà tài phiệt á, nó ngồi vẹn lại với nhau á, là bắt đầu là nó tính tỷ giá, bắt đầu nó đi nó buôn tiền với nhau, nó làm cho kinh tế bị đình đốn đó, ví dụ như thế. Rồi là nó tập trung vào nó buôn vàng, nó làm cho cái thị trường nó không phát triển được, nhưng nó không phải là tốt đấy. Vâng. Cho nên bây giờ cái vấn đề tiền cái vấn đề tiền tệ ấy, là chị nói như thế là mọi người cũng hiểu sơ sơ rồi. Và có vấn đề thứ hai và vấn đề thứ ba nữa là vấn đề coi như là Trung Quốc dùng cái đòn, coi như là, thứ nhất là rất hiếm. Cái thứ hai nữa là cái sản từ Mỹ thì nó kỹ về vấn đề đó. Cái gì anh nói cái gì, cái vấn đề là cái gì, cái đất hiếm ấy à? Tức là về đất hiếm và cái nhập khẩu nông sản từ Mỹ. Cái nhập khẩu nông sản từ Mỹ á, thì là nói đúng ra hiện nay á, là ông Nga ông nhảy vào. Đó, ông Nga ông đang nhảy vào. Thì hồi chiều em có đọc một cái á, là thực ra ông Mỹ á, là cái chuyện á, mà ông vẫn đủ tiền để ông tài trợ cho các cái nông dân của Mỹ. Mà có nông dân. Nông nghiệp Mỹ. Đó, tức là những cái người mà làm nông nghiệp Mỹ. Và ông vẫn tìm được những cái thị trường khác. Ví dụ như hồi đấy tôi nói là cái vấn đề mà nhiều nhất của Mỹ hiện nay á, anh Bằng ạ, là Mỹ rất, cho nên là Mỹ rất cần Việt Nam đó, và ấy đó, là cái đậu nành, mà đậu nành Việt Nam á, là tiêu thụ đứng thứ nhì trên thế giới sau Thái Lan và Trung Quốc, còn vừa là đứng thứ bảy trên thế giới, tức là về tổng số là đứng thứ nhì sau Trung Quốc và Thái Lan, nhưng mà đứng thứ bảy trên quốc về bình quân đầu người, anh Bằng ạ. Cho nên là ông Mỹ á, là ông vẫn tìm ra cái lối ra. Thứ hai là cái tài trợ cho cái để trợ giá cho nông nghiệp á, mặc dù Mỹ kêu ca rất là nhiều về cái chuyện mà các nước về trợ giá ấy, nhưng mà thực ra Mỹ vẫn trợ giá cho nông dân, vẫn trợ giá này nọ kia, cho nên là ông vẫn đủ, tại vì thực ra vừa rồi tính ra là ông trợ giá lại thì cũng khoảng mấy chục triệu đô thôi mà ông vẫn trợ giá được đấy. Ông không, tôi đọc một cái tài liệu ông Trung nói ông sẽ tài trợ cho cái nông dân Mỹ cỡ khoảng 16 tỷ đô về nông nghiệp ấy, tức là mình nói ví dụ mình nói là một cái chuyến hàng của nó ví dụ chênh lệch vừa rồi nó bị đổ xuống biển chẳng hạn,
Và ví dụ như 33 33 34 triệu đô là ông vẫn của một nông dân đấy, anh bằng ạ. Thì là ông vẫn trả được mà. Đấy, còn cái vấn đề mà nông sản của Mỹ ấy, thì hiện nay á là trình bạn các bạn để ý trên thị trường Việt Nam này, là hiện nay là cái tôm hùm Alaska là hiện nay là chỉ còn giá là còn 2/3 đúng không? Em nhớ là mới đấy, mới là 2/3 này là một này. Thứ hai á là cái gì à? Cái trái cây của Mỹ á, ví dụ như cherry á, trước kia là mình mua là cả 700-800 ngàn nhưng hiện nay chỉ còn có 350 thôi. Tức là ông đổ về Việt Nam. Đó. Như thế đó. Thì mình cũng hưởng lợi, tốt, vâng. Vâng, thì đấy, như thế. Còn cái đấy thì á, anh Bằng nghe, thực ra ông Mỹ ông vẫn mua được ở ông nói thì nói Trung Quốc vẫn cần phải bán đất hiếm cho Mỹ. Và Mỹ cũng vẫn cần Trung Quốc để mua đất hiếm. Tại vì thực ra cái đất hiếm này á thì nó là cái công nghệ của cái điện tử và bán dẫn đúng không? Đại khái là em hiểu nôm na một cách như vậy. Đó, nhưng mà nghe nói hai ông này nói động đạt đến cái chuyện đấy mà mới chỉ hăm he ấy thôi. Nhưng mà Trung Quốc vừa rồi á là em thấy là có cái động thái là coi như là về cái mà tỷ giá hơi nói á, đó tức là cái ngăn chặn cái suy thoái của đồng 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 nhà đồng đồng nhân dân tệ đấy, em thấy là như vậy, tức là cũng có những cái bước đi chứ không phải là không đấy. Không, cái bước đi đấy và cái bước đi về hàng nông sản là thấy rõ rồi chị ạ, hàng nông sản rõ ràng luôn. Vâng, ví dụ ông bà ấy đây, nhưng mà hiện nay á thì ông Nga vừa rồi ông lại rồi em vừa đọc xong một cái tài liệu mà chưa kiểm chứng, nhưng mà buổi chiều này mới đăng này là nói là ông Nga sẵn sàng thay thế Trung Quốc để nhập nông sản của Hoa Kỳ. Lắm chuyện đấy. ông Việt Nam ông mua thế ông Nga mua nữa thôi mới gần coi như là cái phần của Trung Quốc ấy cũng hỏng. Đúng cái. Rồi. Vâng. Tại nói vì chung cái... nhớ. Tại tôi vì cái này cách đây khoảng mấy tháng á là có một cái tàu thì khi mà định cập cảng của Trung Quốc á để mà bán đậu nành nhưng mà cuối cùng lại quay về Việt Nam bán. Đó. Đó, mà thì thay vì mà đổ xuống biển thì bán rẻ đi thôi, vì đường nào về nó cũng được trợ giá mà. Mỹ mà bây giờ bán thịt heo vào Việt Nam giá khoảng 26.000 đồng một kg thì nông dân Việt Nam là toi đấy, nhưng mà tất nhiên là bây giờ nông dân Việt Nam không, phải nhưng mà Việt Nam vâng. Anh bây giờ như này này, cái lượng mà thịt heo của Việt Nam thì nó bị ảnh hưởng, nhưng mà thịt bò Việt Nam lại chưa đủ để cung cấp ra thị trường anh ạ. Cho nên là ông Mỹ ông sẽ phải là cạnh tranh với lại ông Úc với lại ông Canada nữa, ông New Zealand nữa. Đấy. Đấy, ông bây giờ ông lại phải cạnh tranh với 333 ông kia để vào thị trường Việt Nam này. Cho nên là người Mỹ vừa rồi có một cái bài nói rất là hay, là coi như chưa đến được người Mỹ coi như là hiện nay là coi như không ngờ được rằng là mình lại coi như là có thể là đến một lúc đó người Mỹ lại không phải là mang súng vào Việt Nam nữa mà mang thịt bò vào Việt Nam đấy. Nuôi bò này, thịt bò thịt heo. Bây giờ nhớ đùi gà các thứ nhập vào Mỹ nhiều. Thịt heo từ Mỹ không nhiều anh. Đùi gà nhiều. Theo với thống kê, chủ yếu thịt gà và thịt bò. Nhưng mà bây giờ Mỹ đang hy vọng nhiều nhất là cái bán nông sản cho mình á. Cái đậu nành á, cái đậu nành với bắp ấy. Bắp để chăn nuôi anh. Vì cái lượng đến nhập khẩu của Việt Nam nhiều lắm. Một năm á, là năm ngoái là tới 8 triệu tấn cơ mà. Hơn 8 triệu tấn cơ mà. Đấy. Thôi em xin phép xuống một chút đây. Rồi, xin chào anh chị. Bữa khác thì nói tại vì mình nói nhiều quá, đâm ra là mình lớn tuổi rồi. Nhiều số liệu. Cảm ơn chị Nga. Vâng. Rồi. Tôi nói chung là thực tế ra là cuộc chiến về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì nói chung là ông lớn để chết nhiều, mà ông bé nền kinh tế, quy mô của nền kinh tế nó bé hơn thì thiệt hại nhiều nhiều hơn, đúng không? Đấy, cho nên là dù gì chăng nữa, nói chung là bất kỳ một cái cuộc chiến tranh nào đó mà xảy ra, kể cả cuộc chiến tranh về kinh tế hoặc cuộc chiến tranh về quân sự, thì nói chung là cái ông to thì thiệt hại ít mà ông bé thiệt hại nhiều, kể cả đối với Việt Nam và Trung Quốc cũng thế thôi. Chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thì chị Nga chia sẻ rất là hay, nhưng chị Nga nói về vấn đề chuyên môn rất là sâu. Nói về chuyên môn, nhiều khi một số anh chị các bạn không nắm rõ về vấn đề kinh tế, vâng, các bạn sẽ khó bị vâng, khó hiểu. Vâng, nói chung là khó hiểu á. Dạ, nhưng mà người nào mà làm kinh tế á, người nào mà làm kinh tế người ta thích lắm. Người ta sẽ thích tại những cái từ chuyên môn, những cái chuyên môn á rất rất là thú vị. Nhưng còn như
Để thành ra anh chị các bạn thấy vấn đề kinh tế hiện nay đó, thì như chị Nga nói về vấn đề chuyên môn thì phải nói là rất là chuẩn. Nhưng mà Lợi Minh chia sẻ theo cái kinh nghiệm bản thân á, thì Lợi Minh thấy rằng thằng Trung Quốc nó chơi cỡ nào chơi nó cũng chết à. Tôi nói anh chị các bạn, nó cũng chết à. Hằng Mỹ thua 1 thì nó phải thua 10, tại vì nó tự bắn vô chân nó thôi à. Anh chị em nên nhớ, tại vì nó là cái thằng chủ nợ lớn của Hằng Mỹ, hãy nó phá giá đồng nhân tệ đó thì nó bị mất tiền, nó cũng bị mất tay tua lạm phát của nó xuất khẩu xuất nhập khẩu nó không có hài hòa, thì dân dân nội địa của nó về bên ngành nông nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn. Anh chị các bạn thấy đó, đây nó kình với thằng Trung Quốc gì, tôi nói chị các bạn, nó kình với thằng Mỹ. Thằng Trung Quốc này nó lưu manh nhưng mà nó không có khôn khéo. Thằng Mỹ thì nó quá cáo già rồi, anh chị em các bạn biết, tại vì cái xuất khẩu của thằng Mỹ sang thằng Trung Quốc chỉ có 120 triệu hiện nay thôi, mà trong khi đó thằng Mỹ nó nhập khẩu của thằng Trung Quốc 540 tỷ, ở bên tôi đã lộn 120 tỷ thôi. Thằng Mỹ nó nhập qua Trung Quốc, tôi xin nói lại, thằng Mỹ nó nhập sang Trung Quốc, nó xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ có 120 tỷ đô, mà trong khi đó thằng Trung Quốc xuất khẩu vô thằng Mỹ tới 540 tỷ đô hiện nay theo thống kê hiện nay. Anh chị các bạn thấy có sự chênh lệch khủng khiếp lắm. Cho nên anh Mỹ, anh bằng thấy không, anh chị các bạn thấy thằng Mỹ nó nắm cái cán rồi. Thằng Trung Quốc hiện nay nó bên ngoài, anh chị em các bạn thấy, nó giảm đồng đô, nó giảm đồng nhân dân tệ nó xuống, xong nó quản hồn, nó chơi thử coi Mỹ, nó làm dư luận, nó làm dư luận bị hoang mang, nó làm xáo trộn thị trường chứng khoán, tại vì nó là cái thằng chủ nợ mà. Mày phá thị trường chứng khoán 100 cho mày phá đi, cái chuyện mày cứ phá nước Mỹ kinh tế đi, ai chết mày chết, tao cũng không sao, tại vì thằng Mỹ anh chị các bạn biết cũng không phải được. Không sao, tôi nói với Lê Minh này, tức là cái thằng có quy mô của nền kinh tế này lớn thì sẽ thả ít hơn cái thằng quy mô đó, đúng anh Bàng nói vậy đúng hơn. Đúng anh Bàng nói như vậy nó chuẩn hơn Lợi Minh, đúng anh Bàng. Các anh chị các bạn thấy không, tại vì thằng Mỹ anh chị các bạn biết đó, nó là cái thằng mà lấy được cái đồng thuế rất là giỏi, anh làm cỡ nào làm, cho nên nó lấy tiền thuế là nó có thể làm đủ thứ công chuyện hết. Thằng Trung Quốc có lấy được tiền thuế giống của dân giống như nó không? Nó lấy được tiền thuế của những cái mà những người làm kinh doanh giống như nó không? Không. Cho nên thằng Mỹ nó quỷ quyệt lắm. Cái hay của nó là nó lấy được cái tiền thuế, anh chạy đâu cũng không khỏi với nó hết. Thành ra nó làm chuyện gì nó làm cũng được. Còn thằng Trung Quốc nó sống nó phải dựa vào Mỹ. Anh chị các bạn thấy cả một cái nền cho nó. Bây giờ mày muốn xây tao hả? Mày tao cho mày xoay ra đi, mày coi thằng nào trúng mặt. Tao thì cũng hơi nghiêng nghiêng thôi, nhưng mà mày là té lên té xuống. Anh chị em các bạn thấy không? Thành ra nó phải quay qua, nó phải củng cố lại đồng nhân dân tệ, không thôi là nó chết. Các bạn biết thằng Mỹ, thằng Trung Quốc mà nó bị khủng hoảng như nãy chị Nga nói về vấn đề kinh tế nó suy sụp đó. Và tôi nói chị các bạn nha, các bạn sẽ thấy thằng Trung Quốc nó sẽ xé ra nhiều quốc gia. Mà hiện nay thằng Mỹ đang muốn, mà tụi phương Tây nó đang muốn như vậy. Nó đang muốn cái sự bất ổn chính trị của thằng Trung Quốc như vậy. Đấy. Chứ không phải là giờ giỡn đâu, chứ nói với người qua vấn đề chính trị. Đấy, đó các bạn sẽ thấy nè, sẽ có quốc gia nè, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông nè, rồi Đài Loan nè, rồi Hồng Kông nè. Nó sẽ tách ra rất là nhiều quá. Là các bạn đó. Thành ra ông Đặng Tiểu Bình, ông cũng ngồi, ông cũng phải run cầm cập. Mà thằng Trung Quốc nó đang chơi nước cờ nguy hiểm. Nó nguy hiểm vô cùng, cho nên nó phải, anh chị các bạn thấy, nó trao đảo liền, nó quay thằng Mỹ mà nó quay qua nó trao đảo, nó xiên niệm, nó bắt đầu nó phải điều chỉnh lại cái đồng nhân dân tệ, chứ không hơn là nó chết. Bây giờ nó có bán tháo bán đổ như nãy chị Nga nói, thằng Mỹ mua lại, tao mua lại bán vàng, tao mua lại đấy. Bây giờ dân ngay, của tao tôi và xin lỗi mình, ngay cả Việt Nam mình cũng ảnh hưởng. Tức là tôi vừa đọc một cái tài liệu 6 tháng đúng. Đầu năm vừa rồi, tức là xuất khẩu của mình sang Trung Quốc chỉ có tăng 0,3% so với năm 2018, so với 6 tháng đầu năm 2018. Như thế vì đời sống của những người dân Trung Quốc người ta khó khăn đi, thì cái xuất hàng hóa nông sản, tất cả các thứ của mình ấy, thì nó lại khó đi. Đấy, mà thậm chí cái đấy lại giảm xuống, hoặc là xuất khẩu cái đồ điện tử, mình xuất khẩu đồ điện tử của mình sang Trung Quốc rất nhiều, nhưng vừa rồi coi như là hình như là tôi đọc một cái tài liệu, tức là nó giảm so với lại năm 2006 tháng đầu năm 2018 là 450 triệu đô la. Đấy, cho nên là nhiều cái mình nghĩ là Việt Nam hưởng lợi, nhưng mà hiện nay là các doanh nghiệp ở Trung Quốc, người ta
tức là của nước ngoài ở Trung Quốc người ta cũng chưa chuyển dịch sang Việt Nam. Thực tế là Việt Nam mà hấp thu được ấy, tất cả những cái nhà đầu tư hiện nay cũng không phải hấp thu được nhiều. Đấy, tôi nói với tất cả các bạn như thế. Còn lại vấn đề trình độ công nhân là vì là quỹ đất này, còn tỷ cái trên đời khác. Đấy, cho nên là mình về lâu dài thì mình sẽ tính toán cái đường lâu dài của mình. Đấy, chứ còn bây giờ ví dụ như các bạn đừng có nghĩ là hai thằng đánh nhau, tức là châu bò đánh nhau ở rồi mũi mình ở bên cạnh mình hưởng lợi. Nói chung là nếu mà ví dụ không có cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì xuất khẩu 6 tháng đầu năm thì cái tốc độ tăng trưởng của nó sẽ cao hơn năm 2018. Nhưng hiện nay nó tăng 0,3% thì đó là một sự tăng trưởng nó không được như kỳ vọng. Nhưng mà cũng thông báo với tất cả các bạn là nói chung là tốc độ tăng trưởng về GDP 6 tháng đầu năm nay thì mình vẫn đạt con số là tức là 6,8%. Tức là Quốc hội đề ra là coi như năm 2019 là mình cố gắng là tốc độ tăng trưởng là được cỡ khoảng 6,8% GDP, nhưng 6 tháng đầu năm mình đã đạt được rồi, còn 6 tháng cuối năm nữa thì bao giờ 6 tháng cuối năm bao giờ nó tăng trưởng cao hơn 6 tháng đầu năm. Đấy, thì nó thông báo cho các bạn một cái tin mà do Tổng cục Thống kê và được Ngân hàng Thế giới người ta công nhận là thế. Rồi, mời Lê Minh. À, chào anh Bằng, chào anh Chim, các bạn trong diễn đàn lần nữa. Thì anh Bằng vừa nói là Việt Nam mình vấn đề mà xuất khẩu sang Trung Quốc giảm, thì đối với Lê Minh á, đây là một không cái tin mừng. Mà tốc độ nó tăng có 0,3% so với năm 2000, tức là nó không đúng như kỳ vọng. Đó. Dạ. Yeah. Thì nếu nó nếu mà nó tăng chậm á thì đối với Lê Minh mừng. Tại sao anh Bằng biết tại sao không? Mình đang có chủ trương là thoát chung mà. Mình đang có chủ trương là thoát chung. Cho nên nếu mà mình giảm được để đặng mình đi ra cái thị trường Bắc Mỹ và châu Âu và Nam Mỹ, mình cần phải tiến vào những thị trường đó nó ổn định hơn thằng Mỹ. Ổn định hơn Trung Quốc. Đó, anh chị em các bạn thấy đối với Lợi Minh thì dĩ nhiên là mình bị ảnh hưởng, nhưng mà anh chị em nên nhớ như thế này. Mình bị ảnh hưởng thì mấy cái thằng mà lớn á nó sẽ bị phá sản, nhưng mà mình không phá sản. Mình vẫn làm ăn, mình làm ăn ở tốc độ 50. Tôi nói như tôi đã chia sẻ, mình đi 100, tốc độ 100, bây giờ mình đi tốc độ 50. Các anh chị các bạn thấy khi mà kinh tế toàn cầu rớt năm 2008, tôi nói chị em bạn Mỹ và nhiều quốc gia mà phát triển, nó đi âm. Tôi nói chị em bạn nha, nó đi âm mà tôi thấy tôi nóng lạnh luôn mà. Mà Việt Nam mình vẫn đi nhịp nhàng, mình đi chậm. Mình chỉ đi 50 thôi, mình đi từ từ và bắt đầu mình recover lại. Hiện nay mình đi phải nói là khá chuẩn luôn. Tôi theo dõi cái chứng khoán của Việt Nam, tôi không chơi chứng khoán nhưng mà tôi theo dõi. Tôi nói với các bạn nha, chứng khoán Việt Nam rất là ổn định. Thằng Mỹ với thằng Trung Quốc nó đấu đá nhau mà kiểu châu Âu nó rớt lên rớt xuống. Ít đuổi hết. Và Việt Nam mình, tôi nói với em, giao dịch hả? Chỉ xê nhích nhau, chỉ có 50 xu, một đồng là dữ lắm, không tới nữa. Nhiều khi 50 sen thôi, 50 xu thôi. Tôi nói rất là tuyệt vời Ấn Độ. Cái hay của Việt Nam mình các bạn thấy, cái nền kinh tế ổn định, thành công, cái thị trường chứng khoán của nó ổn định như thế là ổn định ghê hồn lắm. Mà khi nó như hôm nay các bạn thấy nó thị trường Mỹ nó dao động bất ổn, nhưng mà của thị trường Việt Nam nó cực kỳ ổn định luôn. Tôi nói chứng tỏ là Việt Nam, cái thị trường Việt Nam hôm nay với cái niềm tin với cộng đồng quốc tế đó, họ cảm thấy, trong tiếng Anh nó gọi là rất là confident, là họ cảm thấy rất là tự tin. Anh chị em các bạn, họ cảm thấy rất là tự tin khi đầu tư vào Việt Nam. Tôi nói chị em, thành ra chúng ta là những người dân cố gắng lo làm ăn, phát huy cái làm ăn của mình. Tại vì tôi nhìn theo cái cách làm ăn của tôi bên này, tôi thấy Việt Nam mình hiện nay rất là nhiều chuyển vọng. Tôi ngồi nhiều lúc tôi mừng, tôi thấy rất là vui. Các bạn thấy đất nước phát triển đổi mới từng ngày từng giờ, đi về là 2-3 tháng, 2-3 tháng là thấy khác nhau rồi. Về đã kiếm cái nhà anh Bằng bữa nay bữa khác đã thấy chung quanh hàng xóm họ đã đập xuống, họ dựng lên những cái tòa nhà cao ốc, họ phát triển quy mô lên rồi. Đó là những cái thị trường thật. Thì có người xin lên anh Bằng, mời người kế tiếp đi, lại Minh nhường lại. Không rồi, Lợi Minh nói Khánh Nam lúc lên rồi, ok Khánh Nam. Nói chung Lợi Minh nói thì anh chị em các bạn thấy đó, thì hiện nay thì ông người ta nói là châu bò đập nhau thì rồi mũi cũng chết, nhưng mà Việt Nam mình, anh chị em nên nhớ, Việt Nam mình chưa có bị lệ thuộc ai hết. Mình là một quốc gia mới, mình mới phát triển, cho nên nhiều cái quốc gia cộng đồng trên thế giới hiện nay họ nhìn vào cái thị trường Việt Nam, các bạn thấy thằng Trung Quốc và Mỹ nó đập nhau ầm ầm ầm, nhưng mà nó nhìn về Việt Nam, nó kéo vào Việt Nam. Tới nỗi một cái thằng cường quốc như Mỹ mà bây giờ nó cũng nhìn thị trường Ngọc Việt Nam để cố đó. Hiện nay Ngọc Lan Viễn đúng không? Có lên có xuống thì mới đất nước phát triển. Mẹ coi như là nhiều khi là xuống là nhiều hơn lên thì cũng phát triển âm nhá. Còn Việt Nam hiện nay
tốc độ phát triển có 6 tháng đầu năm coi như vẫn phát triển coi như là 6,8% GDP đấy, đúng không, chứ không có xuống. Người ta hiện nay phát triển đi lên. Với vậy tôi nói với, nếu mà Ngọc Lai Nguyễn nhá, nếu mà ví dụ Ngọc Lai Nguyễn mà quan sát chẳng hạn, thì Ngọc Lai Nguyễn với 6,8% GDP nhá, và hoặc sấp xỉ 7% nhá, thuộc dạng cao nhất thế giới bây giờ. Thằng Mỹ nó chỉ được 3,4% thôi, mà thậm chí 2,7% GDP đấy. Có như Việt Nam như thế là cái tốc độ phát triển hiện nay nó đều như thế mà phát tốt, triển bền vững, cực kỳ tốt. Vâng, rất là tốt. Tôi nói chị em các bạn, ngay cả hiện nay mình đã có những cái công ty tư nhân như Phạm Nhật Vượng đồ, tôi nói chị các bạn, ngay cả Phạm Nhật Vượng còn có những cái sự sáng tạo muốn xây dựng cả cao tốc Bắc Nam nữa. Các bạn thấy những cái tầm cỡ rất là vững vàng, rất là vững vàng. Nhưng mà ở cái thị trường kinh tế Mỹ hiện nay, tôi nói chị em các bạn, tôi làm ăn, tôi đi đây đi đó rất là nhiều. Hơn 10 năm nay rồi, sau năm 2008 nó bị giật xuống, nó bị sụm xuống, tôi nói âm gì. Tới hôm nay nó mới gọi là recover thôi. Tới hôm nay nó mới có gọi là bình ổn lại cái giá mà ở cái mức gọi là đúng cái thị trường của nó thôi. Và còn rất là nhiều khu thương mại, anh chị em các bạn biết vô hả? Nó điều hiu. Ngày xưa khi kinh tế thì còn thịnh vượng gì, tôi vô cái khu của người Việt ở bên Bô Sa đó anh chị bạn. Rất là sầm uất. Sau những năm sau này tôi đi vô hả, tôi nói chị bạn, nhiều những cái khu thương mại đóng cửa mà hôm nay vẫn còn đóng cửa. Những cái cửa hàng, cửa tiệm ngày xưa tôi thấy bán buôn rất là sầm uất, bây giờ nhìn vô hả, nó ế ẩm. Tôi nói chị các bạn, nhân dịp Lợi Minh nói cái câu chuyện đấy, thì hôm nay tôi đọc được một cái bài báo của một cái ông doanh nhân mà tôi quên tên, là ông sản xuất bánh trung thu ở thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì bây giờ là các bạn biết chuẩn bị rằm tháng 7 rồi, bánh trung thu là rằm trung thu đúng không, thì bây giờ đã cái lượng mà xuất khẩu cái bánh trung thu sang Mỹ một những năm trước ông bảo xuất khẩu được rất là nhiều, và năm nay đến bây giờ ông không xuất khẩu được cái bánh trung thu sang thị trường Mỹ ấy. Tức để bà con mình hiểu, và một số bà con ở nước châu Á mà người ta kiểu vui Tết trung thu, nhưng bây giờ năm nay ông ấy, tức là riêng cái cơ sở của ông ấy là không, ông cũng xuất khẩu được, thì cũng có một số cơ sở lớn thì người ta xuất khẩu được, thì chứng tỏ rằng là cái đời sống của bà con ở bên Mỹ ấy, thì hiện nay nói chung là cũng phải thắt lưng buộc bụng một tí xíu, tất nhiên là cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, dĩ nhiên anh Bằng, thì theo thống kê hiện nay là gần 80% dân Mỹ họ làm ngày nào ăn ngày đó. Anh chị các bạn nghĩ đi, anh chị em các bạn thấy Lợi Minh online chưa, nhiều khi thấy ô nước Mỹ đẹp quá, ô trước nhà sao mà cái này cởi đó. Nhưng mà các bạn biết kinh tế nó còn khó khăn lắm, tôi nói anh chị các bạn biết. Bởi vì tôi nói ngày hồi cái thời tôi mà tôi làm ăn mà tôi đầu tư ở bất động sản ở thập niên mà 90-2000 rồi đó, rất là ngon, khoảng giữa năm 2000 rất là ngon. Các bạn bước sau cái thập niên 2008 rồi, tơi bời ba lá. Ngày xưa làm ăn nó ổn định lắm, nó rất là ổn định. Bây giờ cái chính sách toàn cầu hóa của thằng Mỹ nó bị xáo trộn hết. Nó nói như tôi đã chia sẻ, chỉ còn ngay cả người Việt mình sang Mỹ mà ham hố mà nghe tụi người này người kia nhìn cái sự hào nhoáng của nước Mỹ, bỏ ra bạc triệu qua Mỹ, bây giờ ngồi nó cũng rung đùi chứ hỏi giỡn thôi. Tôi nói chuyện bán quyết như là ông Phạm Đình Nguyên, các bạn thấy ông Phạm Đình Nguyên đó, ngồi cũng rung đùi. Thành ra bây giờ tôi nói nó rất là nhiều cái nguy hiểm. Nhưng mà đầu tư là Việt Nam, tôi nói như sách gì, Việt Nam hiện nay 100.000 đô thôi, biết cách đầu tư mà kinh doanh, tôi nói chuyện các bạn lãi ngồi đó, chỉ nhịp chân thôi, có quản gia, có ô xin, có người làm kẻ hầu, người hầu kẻ hạ, ngon lành. Tôi nói mình làm ăn chân chính đàng hoàng, tôi nói cái cơ hội Việt Nam hiện nay rất là nhiều. Cho nên tôi khuyên anh chị các bạn là những người sống xa tổ quốc mà đã có được cái số vốn, hãy tích lũy trở về với quê hương, không nơi đâu bằng đất mẹ của mình, và nhất là cái sự phát triển của đất nước trong cái niềm tin chiến lược của những người lãnh đạo hiện nay rất là tuyệt vời. Cộng đồng thế giới hiện nay họ đang nhìn vào cái dân tộc Việt Nam, họ đang nhìn vào cái sự phát triển của Việt Nam, vừa ổn định kinh tế, chính trị và xã hội, an ninh và trật tự. Các bạn thấy hiện nay Mỹ nó bắn nhau loạn xạ mấy, có khoảng 3 quốc gia hiện nay là nó cảnh cáo là dân nó đi du lịch sang Mỹ là phải cẩn thận. Nó nói, nó cảnh cáo. Các bạn thấy nó loạn, tại vì cái thời kỳ của nước Mỹ nó đi vào những cái sự thịnh vượng của nó hết rồi.
cái đế chế của thằng Mỹ mà nó cầm quyền thống lãnh cái cộng đồng quốc tế hơn 20 năm của nó, tôi nói cho em nó hết rồi. Bây giờ nó đã mệt mỏi rồi, nó muốn chia lại cho anh Nga, ở bên kia mày lo bên kia, tao bên đây cho lo bên đây. Rồi bây giờ các bạn thấy nó đã quá mệt mỏi rồi, nợ nần của nó chồng chất ngất lên rồi. Rồi bây giờ nó phải đấu đá với lại chiến tranh thương mại với Trung Quốc để đặng nó bình ổn lại, để những cái thế hệ sau nó không phải gồng gánh những cái nợ đó, để nó trả đời con cháu nó tới đời chắc chắc nó cũng chịu trả chưa xong nữa. Các bạn thấy không kiếp đâu, cái sự sức ép của nó càng lúc nó càng đè trên đầu cho người dân, tại vì chính sách lấy thế của nó rất là giỏi. Các bạn biết khi mà nó bất ổn kinh tế hay là nó bất ổn cái gì đó là nó phải đè trên gánh nặng của đôi vai của người dân, tại vì nó là một cái hàng quốc gia mà gọi là nó quản lý dân sự rất là giỏi, chứ không phải Việt Nam của mình. Các bạn thấy dân trung lưu lao động phổ thông các bạn là những người được thừa hưởng thành quả cách mạng mà sự phát triển của đất nước ngày hôm nay một cách tôi nói 100%. Cho nên đừng có lên mạng mà than vãn đòi chính phủ Việt Nam phải làm này làm kia, tôi nói tôi bề đa tôi đảng này phải dân dạ, chủ đấy dân chủ. Tôi nói là bây giờ một đất nước mình nhá, tôi nói với các bạn là chính trị ổn định đúng không, các nhà đầu tư có rất nhiều những cơ hội làm ăn đúng từ chính trị ổn định nhá. Bây giờ tất cả các bạn thấy yên bình không, cho nên là cái bọn chống cộng cực đoan đấy vừa rồi nó thấy cái vụ coi như ở bãi thì chính hô hào mọi người xuống đường đấy, biểu tình đi. Nào kia tôi nói các bạn nhé, những người Việt Nam tôi nói đấy, qua mấy cuộc biểu tình đấy về cái vụ chuyện nhà máy Fukushima này, rồi là biểu tình ngày mùng 10 dịp mùng 10 tháng 6 vừa rồi các bạn thấy không, hoặc là biểu tình giàn khoan 981 không, các bạn thấy không, Trung Quốc có sợ gì mấy người biểu tình, mà nói chung là chỉ có cái người biểu tình sau đó bọn chúng cộng cực đoan, bọn dân chủ quận nó lợi dụng vào cái đó, sau đó nó phá phách các nhà máy, nó chặn quốc lộ 1A đúng không, thì sau đó bây giờ đất nước mình nó mất ổn định đi đúng không. Đấy cái vụ ở Bình Dương ấy, nhà nước mình phải đền coi như 1.000 tỷ đồng ấy, mà đấy là gọi là với về vật chất, còn về mặt tinh thần các nhà đầu tư người ta bảo trời ơi cái nước này coi như mất ổn định, cứ thỉnh thoảng nó đập phá này, cuối cùng lại ngừng sản xuất đi một số tháng để khôi phục lại nhà máy, thì các bạn thấy không, rồi cuối cùng là những nhà đầu tư nó ít đi, công nhân không có công an ăn việc làm, xã hội nó mất ổn định đi. Đấy là cái âm mưu của bọn chống cộng cực đoan đúng không? Đấy. Nhưng nhà nước đúng. Mình rất là khôn ngoan. Đợt vừa rồi tức là giữ cho đất nước tự nhiên mình. Thế bọn mà chống cộng cực đoan, bọn dân chủ quận nó rất là cay cú. Thấy chưa? Tức là nó không kêu gọi được mọi người dân xuống đường để đập phá hoặc là để biểu tình. Biểu tình nữa. Nhạ. Đấy. Tôi nói là có phải là biểu tình các ông ấy đứng ở sân vận động ở cái gì cũng có hô hô không? Các ông tràn ra đường, các ông đập phá các nhà máy, nọ kia tất cả thứ. Đấy các bạn thấy xem không? Các cuộc biểu tình có cái cuộc biểu tình đấy không? Còn nhà nước mình ví dụ tôi nói với đại binh nhá, ví dụ các cuộc biểu tình của các dân cư thì kiểu các dân cư ở chung cư người ta biểu tình, người ta phản răng biểu ngữ, người ta phản đối các tất cả chủ đầu tư hoặc ban quản lý chung cư vẫn cứ có, hoặc không, hoặc là những người công nhân người ta biểu tình ở cái trước cổng nhà máy, người ta đòi coi như là hiện nay phải trả hết lương người ta vì nợ lương nọ kia tất cả thứ. Nhà nước mình đâu ấy, mình chỉ gọi là cho người xuống để bảo vệ cái khu công nhân đấy để cho bọn nó đừng có lợi dụng nọ kia tất cả thứ thôi đúng không? Đấy, cho nên là cái âm mưu của bọn chống cộng của đoàn, chúng nó mà kêu gọi của tình, người dân xuống thì chúng nó sẽ chọc ngoáy vào đấy để làm cho đất nước mất ổn định đi. Mất ổn định đi thì là cái, nó nói chung là cái cuộc sống của các bạn nó ảnh hưởng trực tiếp luôn. Còn ví dụ những người giàu, ví dụ như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi có của ăn, có của để rồi đúng không, thì nói chung là cuộc sống là không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng mà chính trực tiếp tất cả các bạn làm công dân đấy, hoặc các bạn hiện nay là có cuộc sống nó chưa được quá dư giả thì các bạn ảnh hưởng đầu tiên đấy. Cho nên là qua những cái này ấy, tôi nói về cho tất cả các bạn là qua cái vụ và bãi Tư Chính này thì các bạn hoàn toàn tin tưởng vào cái sự khôn khéo khôn ngoan của đảng và nhà nước mình đúng không, mình xử lý vấn đề rất là êm đẹp. Trung Quốc rồi cũng phải rút giàn khoan ra khỏi coi như bãi khu vực bãi Tư Chính, những người dân không xuống đường đúng không, tất cả êm đẹp cứ nghe xem bọn nó vác súng vác ống ra xem, quan hệ với Việt Nam Trung Quốc vẫn bình thường, vẫn cứ xuất nhập khẩu không có vấn đề gì hết, các nhà đầu tư yên tâm đúng không, người ta phải nhìn vào cái dàn lãnh đạo đất nước như thế nào thì người ta mới đầu tư đúng không, chứ còn bây giờ đất nước nay bắn nhau ngày kia bắn nhau ngày nào, hôm nay biểu tình mai biểu tình đúng không. Đấy thì các bạn thấy nào, cho nên là những cái bạn nào ví dụ các bạn công nhân cuộc sống các bạn nói chung cũng còn khó khăn,
thì bây giờ các bạn cứ chăm lo làm ăn, rồi đất nước mình ổn định, sẽ có nhiều cơ hội cho các bạn, lương lậu các bạn sẽ được tăng lên và chính đời sống các bạn sẽ khá lên được. Rồi, ok. Chính xác. Cái gì cũng vậy, an cư. Cảm ơn bằng chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa. An cư thì mới lập nghiệp. Bây giờ đất nước đang ổn định. Cơ hội nhà nước tạo ra để cho mình có công ăn việc làm và đời sống. Cố gắng mà lo làm ăn để phấn đấu, trao dồi sự hiểu biết kiến thức sâu rộng để cho để làm một cái hành trang cho mình, để sau này con cháu của mình nó sẽ bước đi vững vàng hơn. Chứ ngồi đó hở ra cái xuống đường, xuống cái bà nội cha của thằng Ben đi chương chứ xuống cái gì. Mấy cái đám đó các bạn thấy không, khốn nạn, nói tới mấy cái đám này là muốn chửi vô mặt tụi nó. Các bạn tụi nó rất là khốn nạn, nó ngồi bên kia nó hò, nó hét, nó kêu, rồi cuối cùng ai là những người thiệt hại, những người dân trong nước. Tôi hỏi các bạn, những người nhẹ dạ cả tin giờ đi vào trong lao lý tù đài, rồi phải mất cái cuộc sống bình yên như vậy, thì các bạn thấy khốn khổ như thế nào? Mà nhìn những cuộc biểu tình ở bên Pháp đó, đa đảng đa nguyên đó, các bạn thấy như thế nào? Đấy, rồi nhìn ở bên Hồng Kông như thế nào? Các bạn thấy đó cũng của cái một cái thuộc địa mà của Anh Quốc, bây giờ sự bất ổn như thế nào, khốn khổ lắm anh chị. Bây giờ đấy, tôi nói cái cuộc biểu tình bên Hồng Kông, tôi nói với lời binh với tất cả các bạn đúng không, các cuộc biểu tình xảy ra thì nói chung Hồng Kông là một thị trường tài chính đứng thứ ba trên thế giới sau New York, sau London và sau đó Hồng Kông ở Singapore. Bây giờ các cuộc biểu tình các thứ xảy ra làm đảo lộn cái cuộc sống của người dân Hồng Kông. Những cái người ta ủng hộ cái chính quyền Hồng Kông, bây giờ người ta còn phát khởi ra người ta đánh những người đi biểu tình, mày làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, làm kinh tế phát triển nó kém phát triển đi, thì bây giờ cái thị trường tài chính của Hồng Kông giờ tụt xuống đứng thứ tư sau Singapore đấy. Đấy anh bạn thấy đấy, anh chị các bạn thấy không, nguy hiểm khủng khiếp. Đừng có nghe mấy cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp mà nó xúi dục. Cái đám tụi nó toàn là ô hợp không à. Mình hãy nhìn vào những người lãnh đạo, người ta giỏi. Mình đừng có nhìn những cái tiêu cực trong xã hội nào cũng có hết. Cái tiêu cực đó để giúp mình phấn đấy, đấu. Bây giờ này, như bạn Hưng Trung, bạn đang ở Đài Loan, bạn nói này. Đúng không? Cái hồi mà đấy, chắc bạn nói về cái vụ cái giàn khoan HD981. Rồi là bọn Đài Loan, bây giờ công nhân thì cứ, đây là đấy. Công ty có chữ nho nho, này quả Trung Quốc vào đập phá nọ kia. Thì cái ông chủ Đài Loan ông ấy tức mẹ. Mấy thằng công dân Việt Nam bố láo bố tuét thì mang nỗi tức sau đó nó về ta đánh luôn cái những người mà Việt Nam đang làm việc ở Đài Loan đấy nó mới sự ảnh hưởng. Nói chung là cái khủng khiếp nha. Bởi vậy chúng ta phải thận trọng. Cái thế giới bây giờ là thế giới phẳng, cái công nghệ 4.0 ngày một nó càng vươn lên, chúng ta cần phải tìm hiểu hết sức là tỉnh táo, đừng có trúng kế những cái âm mưu của những cái thành phần nó ngồi bên kia bờ đại dương, nó dùng cái đồng đô la của nó để nó thao túng người này, nó thao túng người nọ. Rồi mình cần phải sáng suốt. Ok rồi, anh Bằng okay. Có người lên, anh Bằng mời rồi, có người đang mình xin lên rồi, xin cảm ơn. Ok rồi, dạ chào anh chị các bạn, dạ xin chào. Dạ đây, mình mời bạn Đình Lục. Các bạn ơi, càng những bạn mới lên được, các bạn càng chia sẻ về cái bọn chúng còn cực đoan nó xuyên tạc cái gì, mình phản bác lại cái đó thôi. Càng những bạn mới lên thì càng tốt. Chào anh Bằng. Rồi, xin chào. Chào Đình Lục. Chào tất cả mọi người trên diễn đàn nha. Bữa nay cũng khuya rồi, nhưng mà thấy những cái vấn đề mà xã hội nó hơi bức xúc. Dạ. Hơi nói một tí thôi, là một người dân. Dạ. Một người dân Việt Nam. Mình cũng phải là nói cái gì đó để góp phần cho những người dân Việt Nam yêu nước chân chính giống như anh bạn đi. Nhưng mà thực tình mà nói, em thì là một người Việt Nam mà em cũng đi bộ đội ở chiến trường Campuchia về. Thì dù sao thì tất cả mọi vấn đề, những người ta nói Bác Hồ là một người vĩ đại của Tổ quốc Việt Nam, không thể nào sai được. Cái lịch sử của nó đã khẳng định rồi. Dạ. Lịch sử của nó khẳng định, chứ không thể nào xuyên tạc được. Đúng rồi. Tôi thấy cái mấy ông linh mục mà nói Bác Hồ là giả tạo, Tôi nói đúng, mấy cái ông nội này, ông bị có vấn đề rồi, cái đầu óc ông có vấn đề rồi. Bác Hồ không bao giờ giả tạo được. Dân tộc Việt Nam tôn thờ Bác Hồ là Bác Hồ
mà thứ cái đó là một vấn đề. Còn thứ hai nữa, quần đảo Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, phải khẳng Đúng định rồi. là như thế chứ không có nào Đúng rồi. tranh chấp hay không tranh chấp được, Vâng. đúng không? Dạ. Tôi rất bức xúc về cái vấn đề mà quần đảo Hoàng Sa Trường Sa là còn dùng tranh chấp hay không tranh chấp, khẳng định là của Việt Nam luôn Đúng rồi. chứ không có thể tranh chấp ở trong đó được. Đời con tôi không có đòi được thì đời cháu tôi nó đòi lại, Đúng rồi, chính xác. Dạ. không thể tranh chấp hay không tranh chấp thì chẳng được. Nếu mà nói vấn đề mà Trường Sa Hoàng Sa thì hôm rồi tôi nói các quan chức nhà nước mình nói cũng hơi sai, là nói là dùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là dùng mà không tranh chấp là ở trong bãi tư chính đó, mà hơi sai á. Nhưng mà tôi nói khẳng định là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam chứ không có tranh chấp mà trong đó được, dùng đó dùng không dùng tranh chấp được. Mà đời cháu tôi không đòi được thì đời ông à, đời đời tao không đòi được thì đời cháu tao, đời chắc tao cũng đòi được. Rút rút cuộc như vậy thôi, em nói câu đó em Vâng. bức xúc cái câu mà thôi. Rồi Vâng, cảm ơn em. dạ. Vâng, Cảm ơn anh dạ, Đăng nhé. cảm ơn Dạ anh. dạ Dạ dạ. vâng, xin chào anh. Đấy là ý Dạ. kiến của những người dân. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nào muốn lên thì ok nhá. Thì tôi nói với tất cả các bạn như thế này. Thì nói chung mình hiện nay mình muốn tức là giữ vững cái vùng đặc quyền kinh tế hoặc là những vùng biển đảo của Việt Nam, thì mình cũng chủ yếu là mình dựa vào sức mình là chủ yếu, đúng không? Chứ còn ngoài ra ví dụ mình cũng dựa vào những cái dư luận quốc tế. Đấy, người ta coi như là đứng ra người ta phản đối Trung Quốc, ví dụ như Mỹ hoặc Nhật Bản, Liên Xô các thứ chẳng hạn. Thì như vừa rồi tất cả các bạn, cái như các bạn đều đã biết đấy, thì nói chung là những cái vai trò của Nga, vâng, thì nói chung là nó cũng rất là lớn. Thì các bạn cũng để ý cái vùng bãi tư chính, cái khu, tôi nói là khu vực nhé, bãi tư chính ấy, thì là những lần trước ấy, thì là mình cho bên Ấn Độ, sau đó cái hãng lát soi của Tây Ban Nha đấy, ký hợp đồng để mà thăm dò và khai thác cái dầu khí ở những cái vùng đó. Nhưng mà nói chung là dưới sức ép của Trung Quốc ấy, thì nói chung là những cái nước đó thì nói chung là người ta nói chung là không chịu nổi những cái sức ép đó, thì người ta mới rút. Vâng, nhưng vừa rồi tức là mình đưa tức là những cái giàn khoan của Nga vào, ví dụ như giàn khoan nặng 14.000 tấn ấy, của Nga vào, thì là bây giờ tôi nói nhá, và sau đó Tổng thống Putin chỉ có tuyên bố một cái câu như này, tức là cảm ơn các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đã bảo vệ an toàn cho cái giàn khoan của chúng tôi. Đấy, tất cả các bạn biết không? Thì nói chung là cái đấy là một lời của Tổng thống Putin, nó rất có tác dụng. Đấy, rất có tác dụng. Cho nên là mình bây giờ, tức là ví dụ là những cái mà ví dụ những cái gì mà chỗ khu vực mà có dầu mà nó thuộc dạng có như bọn Trung Quốc ấy, nó định nó vào quấy nhiễu tất cả thứ, thì mình ký hợp đồng thẳng với Nga, đúng không? Thì đấy mới giỏi động vào mấy cái giàn khoan của Nga đi. Cho ông Tổng thống Putin đâu chỉ cần tuyên bố một câu ấy thôi, thì nói chung nó có một cái chất lượng rất là lớn. Đấy, ví dụ như trước kia mà mình ký hợp đồng với thằng Ấn Độ rồi, cái hãng gì Ấn Độ, về hãng lót soi của Tây Ban Nha, đúng không? Thì các bạn thấy dưới sức ép của Trung Quốc thì mấy cái hãng kia mà nó nhìn nó bảo bây giờ tôi về thăm dò là không biết có khai thác được hay không, đúng không? Đấy, mà thấy thằng Trung Quốc nó mang cái tàu hải giám, tàu ngư chính về dân quân biển ép như thế, thì cuối cùng những hãng đấy người ta rút lui. Đấy, nhưng mà thằng Nga thì làm sao mà nó sẽ ngại gì Trung Quốc, đúng không? Đấy, cho nên là mình có phải có một cái sự ký hợp đồng giao về dầu khí, nhưng mình phải có một cái sự rất khôn khéo, đúng không? Việt Nam phải bảo vệ. Thứ hai là cái nước đối tác ấy, ví dụ như những nước đối tác ví dụ Nga chẳng hạn, Mỹ chẳng hạn, đúng không? Là những nước lớn đấy, mà thằng Trung Quốc thì nó rất e ngại. Thì nói chung là nó có một cái chuyện đấy, nó tốt hơn đối với đường lối đối ngoại của mình, đó cái sự khôn khéo của mình. Tôi xin mời lại mình. Chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa. Thì các anh như anh Bằng anh đã chia sẻ về vấn đề ngoại giao của mình. Anh chị em các bạn, tôi theo dõi Minh, tại là Minh đang ở nước ngoài, là Minh cập nhật thông tin của nước ngoài đó, là Minh thấy phải nói là rất là hãnh diện cái sự ngoại giao của nhà nước Việt Nam mình về vấn đề tình hình Biển Đông như vậy. Các bạn biết, ngay cả báo chí nước ngoài nó còn ca ngợi, nó khen ngợi cái sự lãnh đạo, cái sự ngoại giao Việt Nam Đúng hiện rồi. nay.
trong cái niềm tin chiến lược mà Biển Đông ổn định vừa mới đây. Những cái cách mà mình vươn xa ra tầm vóc quốc tế phải nói rằng rất là hay. Chúng ta cần phải nhìn một cách thông thoáng thì các bạn sẽ thấy tự hào là một người Việt Nam. Đối với tôi rất là tự hào là một người Việt Nam. Khi tôi về Việt Nam tôi sống như vậy. Tại sao tôi quyết định hồi hương? Tại vì quê hương của tôi là đất nước của nơi tôi đã sanh ra và lớn lên. Tôi nói anh chị các bạn, tôi về với quê hương Việt Nam tôi sống hơn mười mấy năm rồi. Tôi hiểu và tôi biết cái thương trường Việt Nam. Có thể nhiều khi tôi cũng biết nhiều hơn các bạn nữa. Cái này tôi xin lỗi, tôi nói hơi ngạo mạn. Thực tế tôi nói thẳng lên này. Tôi nói tôi thì tôi chưa đi ra bãi thứ chính, nhưng mà ngày xưa tôi đi tàu tôi mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh mà gọi là đi Singapore thì cũng đi qua ngang cái gần khu vực Nam Côn Sơn. Dạ, vấn đề biển đảo thì nói chung mình có những cái người bên Bộ Ngoại giao để người ta lo, người ta sắp xếp, người ta biết như thế nào. Mình là những người dân gọi là bình thường, mình cần phải hết sức bình tĩnh, đừng có nghe những cái sự kích động của những các thế lực khác. Mình phải bình tĩnh, mình phải tìm hiểu. Các bạn thấy những người ngoại giao người ta làm rất là cực lực, người ta phải đối ngoại làm sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh sự phát triển của đất nước để đặng mà ổn định, để là người dân Việt Nam ngày đêm các bạn trong nước các bạn ngủ một giấc bình yên, để các bạn ngày mai sáng dậy các bạn đi làm công việc để đặng mà kiếm tiền về mình mưu sinh và có cái cuộc sống tốt hơn. Các bạn thấy không, đi ra ngoài đường sau những buổi chiều làm việc, người dân Việt Nam lúc nào cũng tấp nập và nhộn nhịp, quán xá mở ra cà phê sáng chiều thì cũng quán xá, trưa cũng có quán xá, lúc nào cuộc sống cũng rất là bình yên và yên tĩnh. Cho nên mình cần phải bảo vệ sự bình yên đó, đừng có để những thế lực mà chống phá đất nước nó xuyên tạc, rồi nó dùng những cái đồng tiền đô ngoại đô la của nó để nó thao túng, rồi nó gây sự bất ổn kinh tế và chính trị của đất nước. Đừng phải nói không với cái tụ chống cộng cực đoan ô hợp, anh chị các bạn cùng chung nhau xây dựng đất nước ngày một phú cường và thịnh vượng, ngày càng được tốt hơn. Các bạn thấy bây giờ mình đã sản xuất được xe hơi rồi, mình đã mua công nghệ của người ta rồi, các bạn thấy đó là cái sự hãnh diện. Mình từ một quốc gia gọi là nghèo, các bạn thấy trên thế giới mình phải ăn bo, mình phải ăn độn, mà ăn đủ mọi cách để đặng mà cầm hơi, để đặng mà sống. Ngày xưa cha anh của tôi mình chỉ đôi dép râu thôi. Vâng, xin lỗi lợi Minh, tôi nói bạn Minh bạn tự này. Nhiên ở đây ấy, thì chúng tôi gọi là truyền thông nhân dân, đúng không? Ngày xưa cha ông ta đã chiến thắng chúng nó trên mặt trận quân sự rồi, bây giờ ở trên mặt trận truyền thông nhân dân, ví dụ như thằng Tấn Thái bên Lê Trương lôi xe đào là con bích trạng, rồi suốt ngày nó mở những cái like để mà chúng nó coi như xuyên tạc về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, để làm cho những cái người ví dụ bình thường, ví dụ người trung lập ở bên Mỹ chẳng hạn, người ta nghe những đài RFA, VOA tiếng Việt hoặc BBC tiếng Việt, hoặc là cộng với những cái live stream của bọn nó bên nữa, chúng nó nhồi vào thì cứ ngày nọ đến ngày kia qua người nọ thì người ta lại không hiểu về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và cái sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chúng tôi ấy, là những người dân bình thường thôi, chúng tôi thấy chúng nó xuyên tạc quá, chúng tôi lên tức là mình phản bác lại cái luận điệu xuyên tạc chúng nó, để cho phần nào những bà con Việt Kiều người ta hiểu về cái đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khôn khéo và tài tình như thế nào, đúng không? Chứ còn không bây giờ ví dụ như bên ban tuyên giáo người ta ngồi đây người ta live stream à, đúng không? Và những người mà ví dụ theo dõi những cái mà ví dụ những cái mà truyền thông miệng này cũng rất là đông chứ cũng không phải ít. Thành cùng thôi, bọn tôi là những người truyền thông nhân dân thôi, cứ bảo vậy tôi ông bằng ông bây giờ ông vác súng ra bãi tư chính thì tôi năm mươi mấy tuổi rồi, bây giờ có súng phong ra đấy người ta không cho ra, đúng không? Chỉ có tầng con thôi đấy, ví dụ thế hạn. Cho nên các bạn đừng có nghĩ là bảo là ví dụ như chúng tôi ngồi cho nên phép nó lát, chúng tôi dùng có một cái kiến thức nào đó thôi, nhỏ thôi, chứ để mà góp phần một phần nhỏ thôi, chúng tôi không có tham vọng để cho những người dân người ta chưa hiểu biết, người ta nghe theo lời chúng nó, người ta xuống đường người ta biểu tình đấy, và người ta nghĩ rằng đất nước mình nó xấu như này, nó tệ lạc như thế này, phải chế độ cộng sản sắp sụp đổ rồi, hoặc là phải cần dân chủ đa nguyên đa đảng nọ kia tất cả thứ. Thì chúng tôi phản bác những cái luận điểm đó, đa nguyên đa đảng thì sẽ như thế nào, hiện nay Việt Nam có dân chủ không, đúng không, có tự do không,
Đấy, chúng tôi nói để cho các bà con, ví dụ người ta chưa biết, người ta biết phần nào bằng cái lý luận logic, đúng không? Đấy, thì chúng tôi chỉ mong muốn vậy thôi, có một phần nhỏ bé thôi. Đúng không? Còn ví dụ không có chúng tôi, xã hội vẫn đi lên, đất nước vẫn phát triển, đất nước vẫn yên bình. Đúng, đấy. Thì cảm ơn bạn dạ. Thì lại mình thích cái câu mà anh Bằng nói lại là truyền thông nhân dân. Đúng, chúng ta là mỗi một người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta cần phải có những cái trách nhiệm, một cái sự, một cái bổn phận của người công dân yêu. Cái mạng ở bên đội binh nó hơi yếu tí. Đúng là trời đang mưa dữ lắm. À, chắc hồi lại mình xuống kêu có người khác lên hay sao? Xuống dạ. Lên lại. Xuống dạ, lên okay, lại. Bằng, dạ dạ đây, dạ dạ ok chào anh bạn. Dạ dạ. Lại binh ok lại đi. Rồi, lại binh ok lại. Thì giọng lợi binh hơi bị sập thì cứ ok lại rồi lại mời lên lại thì giọng nó tốt hơn. Đúng rồi, nói chung là những cái chuyện này nó là với bên cảnh sát biển hoặc là bên kiểm ngư của mình. Đúng, ở ngoài đó mình vẫn cứ kiểm soát được tình hình, đâu có gì đâu. Chứ bọn bên kia nó cứ thấy một cái tình hình gì ở Việt Nam cái nó bắt đầu nó gào lên, thét lên. Đấy. Rồi xin mời Trương Nhâm. Cho nên là nhân dân mình phải tỉnh táo, đúng không? Hoàn toàn tin tưởng vào cái đường lối của Đảng và Chính phủ và nhà nước mình. Rồi xin chào. Xin chào anh Bằng. Vâng, xin chào ạ. Xin chào anh chị em nhé. Hôm nay là chắc cuốn chủ đề là cứ chống luận điệu xuyên tạc của bọn ba que được. Vâng. Xuyên tạc của bọn ba que. À. Vâng. Để đúng là mấy cái thằng là nó cũng nằm nóng thật. Anh Bằng ạ. Thế nhưng mà bây giờ đây ở đây có Hoàng Huy này, bảo tôi ngu dốt thì thôi được rồi, vấn đề là tôi cũng chẳng bảo là tôi giỏi gì cả. Thì bạn như là bạn có nếu mà ok bạn đứng lên, mình tranh luận. Đúng không? Tôi chả phải điểm. Được nhà nước đào tạo hoặc là dư luận viên hoặc là cái gì cả, tôi là người dân bình thường. Với quan điểm, với sự, đúng không? Với quan điểm đúng. Là không chấp nhận đa nguyên đa đảng, không chấp nhận tất cả mọi thứ này ngoại lai như thế là thò chân thò tay vào sự nghiệp chính trị của Đảng và nhà nước, của nhân dân ta. Tự nhân dân ta tự quyết, lòng tự tôn dân tộc, sức mạnh đủ bản lĩnh, không phải thì ấy gì. Thế nhưng mà qua cái những cái cuộc thử lửa ấy anh Bằng à, thì thôi anh em mình là những người dân, thế thì thôi cũng kêu gọi là cái thứ nhất là bà con ta là cứ phải bình tĩnh, tin vào lãnh đạo đấy, không kích động để Đảng nhà nước quân đội khác có đối sách để xử lý mọi vấn đề. Khi nào có vấn đề rồi, bây giờ Đảng nhà nước khắc công bố để toàn dân thấy được cái trách nhiệm của mình để gánh vác với đất nước, với tổ quốc. Đấy là bạn cứ nói cho bạn đảng. Cho tôi một phút bạn nói cho tôi một phút nhé, bạn cứ nói xong đi rồi lát nữa rất sự bùi rồi đấy, tôi sẽ mời rất sự bùi lên. Thế còn bây giờ các bạn cứ có tài ấy, những người mà ở ngoài nước ấy, bà con mà Việt Kiều, Kiều Bào mà vẫn còn nghĩ đến quê hương đất nước thì ra các cái đại sứ quán Trung Quốc ấy gọi nhau ra, mời nhau ra ấy, các bạn đến cổng sứ quán Trung Quốc ấy và mỗi một người là in lấy 100 cái bản đồ đấy, có đầy đủ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đấy,
các bạn thế là các bạn là những người có là những người như thế là góp phần vào vào với cùng với đất nước, cùng với nhân dân trong nước. Thì các bạn cứ kích động những cái thứ mà đúng ra thì nó cũng nhiều cái, nó cũng ừ thì 10 cái nó cũng có thật đến 3-4 cái. Thế nhưng mà mình cũng phải phải nhìn, phải quan sát. Thế bây giờ trong cái xã hội mà hiện đại rồi, bấm vệ tinh lên cái thì bản đồ vệ tinh ấy thì truy cập được, sỏi đá ở tận sông Đà cũng nhìn thấy, tàu đang chạy ở biển biển đen biển đỏ cũng nhìn thấy, làm gì phải ấy. Đất nước thì rồi, như là một công trường đang phát triển, làm gì phải năn tăn. Thế còn khi phát triển nhanh, phát triển mạnh thì nó phải để, cũng có cái hệ lụy nó nên nó để lại, chứ tránh sao được. Thế còn người ta bảo mạnh về gạo, bạo về tiền. Khi đã có tiền thì đất nước mọi thứ nó sẽ gọn gàng, nó sẽ đẹp. Thì bây giờ thì các bạn ở đây nói chung là hiện nay nếu mà Giác Sư Bùi cũng chưa chửi đảng nhà nước thì chưa chửi chửi lãnh đạo, thì Giác Sư Bùi lên thì các bạn cũng ở dưới. Thế anh nào nó lên thì cho nó lên đối thoại. Thế còn bây giờ rồi, okay. Tôi bảo rồi. Có rồi, có vâng có rồi. À, anh Bằng ạ, có Giác Sư Bùi bảo này muốn lên mà. Rồi, ok. Em bảo này, bảo thôi đi các vị ở ngoài ấy, thì mỗi vị truyền tay nhau, mỗi vị in lấy 100 cái bản đồ, thế là có đầy đủ Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, thế là chiêu đãi đưa cho bạn bè quốc tế để người ta thấu hiểu được là đấy là phần lãnh thổ của Việt Nam, Trung Quốc là cậy mạnh đấy, lấn chiếm, xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam, vùng đặc quyền kinh tế, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đấy. Như thế các bạn cứ làm được những việc đấy, mỗi một người dân, mỗi một người dân ta có cái trách nhiệm với đất nước, với quê hương, là ta cứ làm như thế thì là nó cũng là một cái tiếng nói, một cái tiếng nói của những của cộng đồng thế giới, người ta sẽ biết được đấy. Thế biểu tình ra chỗ sang chỗ Paris ý, bảo Pháp nó dở cái kho tư liệu ra, bảo nó đưa cho cái bản đồ của thầy Pháp vẽ ấy, rồi thì bản đồ của Bồ Đào Nha ấy, xem là Trung Quốc anh nào ở Tây Ban Nha, ở Ý, ở châu Âu ấy, thì dở cái bản đồ đấy ra trưng lên, thế là chụp ảnh đưa lên Facebook ấy để cho cộng đồng thế giới người ta biết đấy, cứ rồi, gây sức ép chỗ đại đấy rồi, là okay, các bạn làm như thế nào là có hiệu quả. Vâng rồi, cảm ơn sự nghiệp. Hiện nay có Giác Sư Bùi đây, mình mời Giác Sư Bùi sau đó mình mời Hạnh Phúc Trần nhé. Cứ... rồi ok vâng, cảm ơn anh. Rồi Giác Sư Bùi không, Hạnh Phúc Trần chờ đi, mời Giác Sư Bùi lên, tranh thủ lên lái Uber kiếm tiền mục đích. Rồi xin chào em chia sẻ anh Bằng. Rồi chào diễn đàn nha. Thì okay. tới lui thì em cũng chưa nghe cũng bên các anh ở bên chính phủ Việt Nam cũng chưa đưa ra cái biện pháp gì mà để lại chống lại thằng Tàu để đuổi nó ra khỏi đó. Thì không, bây giờ này tôi nói với Giác Sư Bùi này, hiện nay những cái giàn khoan, tức không phải giàn khoan, tức là cái tàu mà địa chất HD8, tức là và một số cái tàu và hiểm trợ đó đã rút ra khỏi bãi Trường Chính, đúng không? Nhưng ở Việt Nam thì mình vẫn cảnh giác và mình theo dõi sát sao cái đội tàu đó. Thì đó chung đấy là một cái sự thành công về công tác của cái cảnh sát biển, tàu kiểm ngư và cái công tác đối ngoại của Việt Nam. Đúng không? Anh Bằng. Và mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn cứ tốt. Đấy. Anh okay. Anh Bằng có biết nó mới tập trận gần đây không? Gần sát không, gần sát nó... 75 75 75 mai nó được còn mai gần. Bãi Vĩ Lâm cái gì? Giác Sư Bùi hiểu nó tập ở cái gọi là đảo Phú Lâm, tức là thuộc quần đảo Hoàng Sa mà hiện nay Việt Nam Cộng Hòa đã bán cho Trung Quốc vào năm 1974 và năm 1956. Nói chính xác như thế.
làm sao bán được anh Bằng? Anh nói chuyện đó mà nếu Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ, thằng Mỹ nó bán trên cái lưng của thằng Việt Nam Cộng Hòa. Thôi thế thôi, cho bây giờ nào. Bây giờ rất sợ Bùi định coi như phải mời Mỹ vào đúng không? Đuổi Trung Quốc đúng không? Bây giờ em hỏi anh nè, thằng Mỹ hồi xưa giờ nó có bao giờ nó đi chiếm, nó có đi chiếm đất nước nào không? Nó đồng minh với đất nước nào á? Nó đi đất nước nào thì đất nước cứ giàu có. Anh hiểu không? Rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ mình nó cũng có cái nguồn lợi, em không muốn nhắc tới nhắc lui hoài, thì em nói nói hoài nhàm chán phải không? Nhưng mà thật sự ra nó cũng có nguồn lợi ở đó, anh hiểu không? Thì bây giờ mình cũng phải nhờ nó cũng nhờ mình, thì giống như nó nhờ lại nhờ để nó bành trướng ra, ý nó tạo bên 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 về kinh tế bên đó, anh hiểu không? Thì mình bây giờ mình nhờ người để vô đây để giữ cái này nè. Nếu mà thật sự ra không có thằng Mỹ ngày hôm nay á, thì Trung Quốc nó lấy mẹ hai cái đảo rồi, anh có biết không? Cũng có nhờ đâu nó đi. Cũng cũng đâu có nhờ đi. Thằng Mỹ nó chen vô đó, anh hiểu không? Nó biết cái nguồn lợi của nó, cho nên nó có người xía vô, cho nên nó thằng Trung Quốc nó không dám mà lấy nó còn này, bây giờ còn này, nương tay. Này giá số Bùi, nếu mà Mỹ như thế này là Việt Nam đồng ý cả hai tay. Bây giờ ví dụ như Mỹ giờ đánh Trung Quốc đúng không, ra khỏi quần đảo Hoàng Sa. Đâu. Đấy, mình không có cần đánh nó. Ý ở đây nè. Ơi mà đuổi được. Đuổi được Trung Quốc, không phải đánh nhưng mà bằng cách nào đuổi được Trung Quốc ra quần đảo okay. Cái quần đảo Hoàng Sa. Rồi sau đó giao Việt Nam. Mỹ không cần một cái gì ở quần đảo Hoàng Sa. Đấy, thì ok Việt Nam mời đấy. Nhưng mà khổ lắm. Con hổ với lại con beo. Nghe chưa? Đuổi được con hổ ra thì con beo nó vào giống như nhau. Anh không có hiểu thằng Mỹ, thằng Mỹ hồi nào giờ là nó đồng minh với thằng nào là không, chưa bao giờ nó lấy một tấc đất tấc gì của người ta, nó đem kinh tế. Cho nên là rắc xương Bùi không hiểu một cái gì hết, tức là thực dân kiểu mới anh cứ nói và thực dân kiểu cũ nhá. Mình nói với rắc xương Bùi có hiểu thực dân kiểu mới và thực dân kiểu cũ không? Bây giờ anh không hợp tác, bây giờ anh không hợp tác với thằng Mỹ thì trước sau anh cũng bị mất. Việt Nam hiện nay đang hợp tác với thằng Mỹ, những công ty dầu của thằng công ty khai thác dầu mỏ của thằng Mỹ hiện nay đang hoạt động ở Việt Nam, sao không hợp tác? Việt Nam hợp tác, nhưng mà Việt Nam không thể làm tay sai cho Mỹ và không thể làm tay sai cho Trung Quốc. Không phải là tay sai bây giờ á, thì bây giờ cái thế cờ nó đã như vậy rồi. Mình phải cho nó giống như là vô là hợp tác, nó Việt Nam hợp tác vậy hả? Việt Nam vẫn cứ hợp tác rất là tốt. Bây giờ Mỹ cứ vào đây, Việt Nam giơ hai tay ra mời Mỹ vào đầu tư trong Việt Nam, lợi nhuận Việt Nam có, Mỹ có, ok. Chứ có phải Việt Nam không mời đâu, Việt Nam đâu có bài thị Mỹ đâu. Anh có hiểu thì anh có hiểu cái từ mà hợp tác toàn diện không? Toàn diện về kinh tế về quân sự luôn. Đó, cái này cái Việt Nam. Việt Nam mua hiện nay mua những cái thiết bị quân sự. No. Nếu mà đã nói toàn diện thì phải cho Mỹ nó thuê cái Vịnh Cam Ranh. Mấy là đúng. Không được. Tôi nói với rất không muộn. Bây giờ thằng Mỹ nhá, nó thuê Vịnh Cam Ranh. Bây giờ mình không cho Nga thuê, không cho Trung Quốc thuê, cho thằng Mỹ thuê, đúng không? Thì bây nó sẽ xảy ra gì? Kể cả thằng Philippines nó cho thằng Mỹ thuê cái gọi là cái cảng Zupich. Đấy, cảng Zupich của Philippines cũng là một cảng rất đẹp. Nhưng bây giờ có nó đuổi thằng Mỹ ra. Tại nó ngu nếu đi đuổi Mỹ hồi xưa mà nếu mà nó để Mỹ trong đó, dân của nó có thể đi lính hải quân được luôn ở đó, rồi kinh tế nó sẽ đi lên rồi. Nhiều thứ hết. Cho anh biết. Hồi xưa tại em không biết tại sao mà nó đuổi Mỹ cho nên là nói chưa nhá, cái đầu óc của rất sân Bùi ấy lúc nào cũng Mỹ không phải là số 1 mà Mỹ không phải là tốt lắm, nghe chưa? Khi Mỹ nó bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa đấy, nghe chưa? Chạy thấy mẹ được, đúng không? Em nhìn thực tế tại hồi xưa cái thế đó là tại nào nó vô đó mới bắt đầu, thực sự ra nó qua bên miền Nam mình nó giữ thiệt, phải không? Nhưng mà vì lý do đó đánh gần 20 năm mà ở bên kia gì có giải vòng mặt trọng giải phóng miền Nam gì đó. Này, tôi nói với rất sư Bùi này, cái thằng Campuchia nó còn nghèo hơn thằng Việt Nam bây giờ. Nhưng mà chính sách quốc phòng của nó cũng không cho thằng nào thuê đất nước của nó mà căn cứ của sự. Anh nói gì vậy? Thằng Trung Quốc đang thằng Trung Quốc thuê cái chưa có. Hiện nay Trung Quốc đã thuê rồi. Đấy, cho nên là mày về đọc ngay báo chí quốc tế nhé. Người ta đang nghi ngờ Trung Quốc thuê ở gần cái cảng mà Siem Reap ấy thì xây dựng sân bay. Nhưng Trung Quốc bảo là Trung Quốc ở đấy người ta chỉ thuê đất để làm khu du lịch thôi, cái sân bay. Nhưng mà quốc tế người ta đang nghi ngờ
là Trung Quốc okay. nó người ta sẽ ấy, nhưng mà tổng thống cái thủ tướng Hun Sen vẫn phản bác cái điều đó. Bây giờ là... mình nói cái nước Việt Nam 7/9 đi, bây giờ anh có biện pháp gì anh đưa ra cho cộng đồng mạng nghe coi, hay là chính phủ Việt Nam có nhà nước Việt Nam làm rồi. Làm Việt cái gì? Nam làm rồi, kiên quyết thứ nhất là cho bên Nga đặt một cái giàn 14.000 tấn để mà thăm dò dầu khí ở đấy, và cho hai công ty Nhật ở đó nhá, ở khu vực đó nhá, và dùng biện pháp ngoại giao và được sự ủng hộ của Nga, của Mỹ và tất cả các nước. Vừa rồi có cuộc họp của các nước ASEAN và các nước đối tác, bộ trưởng ngoại giao các nước đối tác ở bên Thái Lan đúng không? Trung đấy. Quốc bị cô lập, mình phải sử dụng cái phương pháp ngoại giao đã. Anh Quốc nghĩ... hiện nay đã rời ra khỏi bãi tư chính rồi. Được anh chưa? Nghĩ thằng Tàu nó cho à? Thằng Tàu nó cho Việt Nam làm vậy à? Hiện nay đội tàu của bên đấy cái tàu HD8 mình đã nói rồi, đã rời khỏi bãi tư chính rồi. Đúng không? Mà rồi. Hiện nay hình như đội tàu đó cái tin mình chưa kiểm chứng đã anh nói... sang Philippines. Anh nói vậy em hỏi anh là vì mỗi lần Tây Ban Nha nó vô á, rồi Ấn Độ vô á, rồi tại sao mà không nó tôi không nói cho? Đấy là cái thời điểm đó là chưa được. Với thứ hai là cái sàn này của Nga, nghe chưa? Nga là một nước mạnh, ví dụ là Nga nhé, ông Putin đâu chỉ nói nhưng là mà nó ép Nga là Nga, nhưng Nga là Nga, nhưng mà nó không nó trời không ơi, Nga mà nhưng ép mà quyền Nga. Lợi của Nga, nhưng mà quyền ép... lợi của Nga ở đó thì nhưng mà nói chung về ví dụ như cái sàn đó của Nga chẳng hạn, hoặc cái sàn đó của Mỹ chẳng hạn, thì thằng Trung Quốc nói chung là nó cũng phải nể mặt, hiểu không? Đấy, đó là cái khôn khéo của mình nó phải dùng không, cái khôn khéo nó yếu thì dùng mưu, mà nó ép thằng Việt Nam, nó ép Việt Nam, nó ok bây giờ mày làm vậy phải không, tao siết nợ mày, hay là nó có nhiều biện pháp để nó làm cho Việt Nam là phải đẩy thằng Nga ra, anh có biết không? Nói bây chung giờ là nó căng thẳng là nó vô, anh nói với là, bây giờ làm cái gì anh nói với rất vui này, tức là cái trình chưa chưa có biện pháp nào hết về xã hội quả rất bùi còn kém lắm, nghe chưa? Cho nên là em về em phải tức là cái chuyện cái trình cái nội trình lý luận chính trị ấy, đó, thì đó là họ tại... cần nhìn nhận ấy, thì nói chung là em phải phải ấy ấy lại đi, nghe chưa? Cái gì cũng Mỹ, độc lập độc lập tự chủ tự cường, nghe chưa? Sau đó mới đến sự giúp đỡ của mình... quốc tế, nhưng mà mình cứ độc lập không tự cường được không? Coi như là mình không lấy chỉ có dựa vào quốc tế thôi là cái chuyện như không được. Ở đây mình yếu quá, mình không. Nói chung là cái sau tự cường coi như cũng phải dùng cái biện pháp ngoại giao đối với Trung Quốc. Bây giờ mà vừa rồi đấy chỉ dùng biện pháp ngoại giao thôi, với lại sự quyết tâm của cái cảnh sát biển, của coi như là tàu kiểm ngư. Bây giờ thì nói chung là sự quyết tâm của mình, kiên quyết của mình. Đấy, ví dụ như theo tin tức mà một số mình chưa kiểm chứng được chính xác thì mình cũng chưa nói. Đấy, hiện nay mấy cái tàu đấy nó sang Philippines đấy. Xem là Philippines làm gì, so Việt Nam như thế nào. Mà Philippines coi như là đồng minh của Mỹ đấy. Rồi, mời Lê Hồng Cường này. Sau đó mình mời Hạnh Phúc Trần nhé. Rồi. Em chào anh. Vâng. Rồi, xin chào diễn đàn của anh vui vẻ, vui quá. Cứ mỗi một lần diễn đàn của bác lên lại có một cái thằng ngu nó vào, thế đâm ra em lại thấy vui hết. Chả biết nó sang Mỹ đu càng, nó chạy theo bố Mỹ, nó sang nó học hỏi được cái gì. Rồi, anh sau đầu Phương chờ chút thì em sẽ mời anh. Càng thấy nó ngu xuẩn hơn lúc cha ông nó bỏ chạy anh ạ. Em nói với anh như thế này, tất cả không có một cái gì cái bằng cái mình có chủ quyền. Đấy là cái đầu tiên của con người. Ông không có thể nào bây giờ mảnh đất của nhà ông mà bây giờ tôi với ông làm ăn chung mà tự dưng tôi với ông phải chia chác xong rồi làm gì tôi phải hỏi ý kiến ông, thì việc đó là cái việc bất hợp lý mà không có thể nào có cái phần thắng trong cái việc hợp tác kiểu đó được. Thế còn trong lĩnh vực kinh tế thì rõ ràng nhà nước người ta đã và chính phủ người ta đã có cái tính toán và có cái đường đi nước bước riêng của người ta.
mà cái đó là có lợi ích cho tổ quốc, cho nhân dân, thì không lý do gì mà mấy cái thằng mặt lợn này nó cứ lên nó phản biện, mà nó phản biện. Thực tế ra biết là nó học. Tôi nói với bạn như này, người ta có câu này, nói chung là chỉ có lợi ích quốc. Em xin lỗi là tại vì em buổi tối em đang tức là chỉ có cái rồi, chỉ có cái quyền lợi quốc gia là trên hết thôi. Thằng Mỹ nó, ví dụ nó sang Việt Nam chẳng hạn, nó cũng chỉ vì cái quyền lợi quốc gia của nó. Nhưng mình hợp tác với thằng Mỹ cũng vì là cái quyền lợi quốc gia của mình, đúng không? Cho nên là suốt ngày thằng Giết Sơ Bù nó cứ bảo là cho coi như là Mỹ thuê cái cảng Cam Ranh. Tôi nói xin lỗi các bạn nhé, bây giờ thằng Mỹ nó ở xa, Trung Quốc ở gần, thuê cảng Cam Ranh, đặt căn cứ quân sự ở đấy, nó bảo đe dọa thằng Trung Quốc. Thằng Trung Quốc nó đối Việt Nam như thế nào, đúng không? Cho nên là mình cũng phải tính toán thì làm sao nó chung ở giữa. Vừa nãy thằng Giác Sơn Bùi nó nói ấy, là trước sau thì thằng Trung Quốc sẽ tính kế để đánh bật được thằng Nga ra khỏi cái điểm đảo của mình đang tranh chấp, mà hiện tại bây giờ là nó Trung Quốc đã rút đi rồi. Thế thì em mới nói thế này, bây giờ thằng Trung Quốc có thể là không về kinh tế, chưa thằng Nga có thể không đứng thứ nhì, thứ ba, thế nhưng mà thằng Nga lại là một nước mạnh về tiềm năng quân sự. Về tiềm năng quân sự, và Việt Nam mình đã có những cái thâm liên hữu hảo với người Nga, thì rõ ràng là mình hiểu người ta hơn. Tất nhiên em đồng ý là Trung Quốc ở sát lách mình lại càng hiểu nó hơn, thì một thằng ở sát lách nhưng đều không thể lý do gì mà mình lại là làm ăn chung. Thế bây giờ nghiễm nhiên là bây giờ thằng Nga nó, bây giờ chính phủ mình cho người Nga vào hợp tác làm ăn, trong đó có người Nhật cũng là một trong những thế lực mạnh của thế giới vào làm cán cân đối trọng với thằng Trung Quốc, thì nghiễm nhiên tại làm sao nếu như giả dụ bây giờ em cứ nói cái bãi tư chính mà đưa cho thằng Philippines hay cho thằng Thái Lan xem thằng Trung Quốc nó có đập chết mình không. Thế nhưng mà tại làm sao thằng Trung Quốc không dám động đến, le ve thôi, gọi là một cái cuộc rượt đuổi thể thao vớ vẩn trên biển, anh hiểu không? Để tìm, nó cũng là một cái đối sách để nó tìm cái đường hướng để nó chen lấn, nhưng nó không làm gì được, và cuối cùng phần thua làm về nó, thì nghiễm nhiên bây giờ nó phải rút, thì tất cả thế giới thấy rồi, đâu phải một mình đâu. Thế bây giờ cái thằng, mấy cái thằng phản động nó cứ nói lên tha lương thuyên là lọ kia, mà nó cứ luận điệu lọ luận điệu kia, lý luận lọ luận kia, thì theo em nghĩ là mấy cái thằng đầu ngu cái tốt nhất là không phản biện về nó nhiều. Xin lỗi là bây giờ xin lỗi mà Giác Sơn Bùi nói vậy, lúc Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979, Nga ở đâu? Tôi nói với bạn này, khi Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979, thì lập tức có những yếu tố như này, Giác Sơn Bùi nhá, đấy là Nga giúp Việt Nam, là Nga dồn quân vào biên giới Trung Quốc, giữa Nga và Trung Quốc. Thứ hai, hạm đội Thái Bình Dương của Trung Quốc lập tức tiến vào Biển Đông. Thứ ba, Nga dùng cái, tức là tức là cầu hàng không, cầu hàng không để chuyển từ Campuchia về Trung Quốc, đấy là giúp đỡ rồi, đúng không? Nếu mà ví dụ dưới sức ép của Nga thì Trung Quốc và sự tấn công của Việt Nam, Trung Quốc bắt buộc là phải bảo là tôi đã hoàn thành cái nghĩa vụ rồi, tôi rút. Bây giờ em nói thế này, rõ ràng bây giờ hai thằng đánh nhau đúng không ạ? Trong hai thằng hàng xóm đánh nhau, một thằng ở bên cạnh nó biết chơi thân với một thằng này, trong khi đó nó đã có những cái động thái ủng hộ như thế, thì tự dưng cái thằng đang hùng hổ nó phải chùn bước đi chứ. Nó phải biết là nếu như không biết là thắng thua thế nào, nhưng nếu như mà cái việc đó nó trở thành sự thực thì rõ ràng là nó sẽ là cái điều bất lợi, thì nó phải biết nó là ai chứ anh. Được. Cái thằng Giác Sơn Bùi là cái thằng này đầu nó ngu, thế Nga nó không giúp, thì bây giờ 579 thì bây giờ chuyển quân hàng bao nhiêu nghìn quân, bao nhiêu vạn quân của mình ở Campuchia về trong vòng một ngày với hai ngày, làm sao có mặt ở Hà Nội, làm sao có mặt để lúc ý mình chỉ cần gọi là có mặt ở Hà Nội thôi, Trung Quốc đã chuồn mẹ nó hết rồi còn đâu anh. Thì mà cái thằng này sao mà nó chả biết, là nó cứ bảo là nó nghe thông tin Mỹ rồi thông tin qua đài lọ đài kia, mà sao đầu nó ngu thế. Mà cái thằng, mấy cái thằng này chắc là bên đấy nó chỉ đi cắt cỏ cho nên là nó không ít đọc báo anh ạ, nó đọc tranh thủ trên mạng. Nói chung là bây giờ là tôi nói với lại Bang Vũ như này, dựa vào đúng mò là cái áp lực Việt Nam đấy, thì nói chung là Việt Nam
đấy, thế như vừa rồi cái vụ bãi Trường Chính, Việt Nam đưa cảnh sát biển, đưa tàu kiểm ngư ra để làm áp lực ngược lại Trung Quốc. Và thứ nữa mình dựa vào cái cuộc, nhất là ví dụ mình trao đổi song phương với Trung Quốc và dựa vào cái mà cuộc họp mà của các bộ trưởng ngoại giao một số nước ASEAN với lại các nước đối tác ấy, ví dụ Mỹ, Nga, Nhật nọ kia để gây sức ép với Trung Quốc, đúng không? Đấy, cho nên là Trung Quốc hiện nay đã tạm thời cái đối sách của chính phủ thì em thấy là quá quá chuẩn, rất chi là chuẩn ở cái chỗ như này. Bây giờ không lý do thì tôi với ông không phải là cái địa phận hay cái danh giới tranh chấp. Tự dưng tôi ra tôi đánh nhau với ông thì nghiễm nhiên cái mảnh đất đó và cái địa phận đó nó sẽ trở thành cái mảnh đất tranh chấp, đúng không ạ? Thế còn đây đó là đất của tôi rồi, chủ quyền của tôi rồi, tôi ra tôi đuổi ông thôi. Tôi không cho ông vào và tôi không cho ông có cái động thái gì trên mảnh đất của tôi. Thế còn tất nhiên là trong một cái hệ thống xã hội thì rõ ràng là ông phải có hàng xóm, ông phải có những người kề cận thì người ta lên tiếng. À, ông sai rồi thì nghiễm nhiên là rõ ràng ông phải thấy cái bất lợi để ông biết là ông phải làm được cái gì chứ anh. Chứ làm sao mà có cái chuyện mà người cứ động tí thì... Rất cảm ơn anh. Chỉ nói chung ở đây cũng có một số người xin lên nữa thì là lần sau thì anh em mình sẽ trao đổi cùng với nhau. Ok. Vâng, 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 vâng. Vâng. Chào anh. Vâng. Rồi, rất cảm ơn. Xin chào. Vâng. Hạnh Phúc Trần chờ tí xíu nữa nhé. Mời anh Chu Phan. Bây giờ các bạn thì còn một số người nữa thì các bạn nên nói ngắn gọn. Cảm ơn anh Chu Phan nhé. Rồi, xin chào, xin nghe. Rồi, mình đeo tai nghe một chút đã. Vâng. Rồi, chào các bạn nhé. Ok. Sao bị đứng hình rồi anh Chu Phan? Mạng bên anh bị yếu rồi. Mời Hạnh Phúc Trần lên nói ngắn gọn nhé. Ok, sau đó mời anh Bình Phương. Bây giờ anh Bình Phương hôm nay anh cũng bức xúc lắm, nhưng mà anh đang đeo tai nghe. Dạ. Đeo tai nghe. Giọng vang. Em không có tai nghe anh ơi. Không có tai nghe. Nhưng mà nghe rõ không? Mày giọng vang. Thôi nói. Dạ. Dạ. Thì thật sự ra thì Phúc, em thì cũng không có rành lắm về cái nói chung là về cái thời chiến tranh, nhưng mà ít nhất thì em cũng hiểu được cái lịch sử để mà chia sẻ với Justin Bùi, để cho Justin Bùi hiểu một tí xíu ha. Thì cái lúc mà chiến tranh của Mỹ á, thì Việt Nam là một cái đất nước mà như Justin cũng biết á, là bị sau khi Pháp xong rồi tới Mỹ là một cái cuộc chiến tranh rất rất là dài, và cái nước Việt Nam cái thời điểm đó cái sức lực rất là còn yếu, thì lúc đó phải dựa vào liên kết vào đồng minh, cứ gọi là đồng minh đi, thì dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc và của Liên Xô, là cũng nghe nước Nga lúc đó để mà viện trợ vũ khí để mà đánh cho thắng bọn Mỹ. Thì sau khi mà chiến tranh mà kết thúc năm 1975 á, thì Trung Quốc thấy được cái sức mạnh của Việt Nam lúc đó bị yếu xuống, lợi dụng thời cơ lúc đó mới là kích động bên cái Pol Pot đánh qua bên Việt Nam. Rồi một phần nữa Trung Quốc cũng đánh luôn Việt Nam luôn, là hai cuộc chiến. Nhưng mà Việt Nam vẫn giữ được cái sự bất khuất, cái sự hiên ngang, và vẫn giữ được cái chủ quyền của mình. Thì để nói như vậy để cho Justin Bùi biết á, là cái lòng, cái quyết tâm của người Việt Nam này nó như thế nào. Justin Bùi phải hiểu một điều rằng á, việc cộng sản nó khác với Việt Nam Cộng Hòa ở cái chỗ là người ta muốn tự làm chủ, chứ người ta không muốn là bị nô lệ tay sai. Justin Bùi hiểu không? Justin Bùi nói tới nói lui cái gì đó cũng phải là dựa vô Mỹ, phải đầu hàng với Mỹ, phải là nô lệ, phải tay sai với Mỹ. Vì cái người cộng sản Việt Nam người ta không có cần như vậy. Justin Bùi hiểu không? Còn để nói cho Justin Bùi cái vấn đề đó,
Chấp Thiên Bùi ngày nào Chấp Thiên Bùi cũng nghe những cái đài phản động, những cái đài mà nó xuyên tạc về đất nước á, thành ra Chấp Thiên Bùi không hiểu được cái sự thật nó như thế nào, và thậm chí là bây giờ Chấp Thiên Bùi cũng không muốn nghe cái sự thật nó như thế nào. Tại vì bản chất của sơ Chấp Thiên Bùi lúc nào cũng muốn là Việt Nam là phải thế này thế nọ theo cái cách của Chấp Thiên Bùi nghĩ. Cái mà cái giàn khoan mà bây giờ về Việt Nam đã đang đóng ngay cái chỗ bản tư chính á, để cống đóng vô cái mọc chỗ đó để chứng minh cho thế giới biết là cái 200 hải lý là để chứng minh là mình đã có một cái mọc cái cọc ở đó rồi. Nếu mà Trung Quốc xâm phạm á thì Trung Quốc đã xâm phạm vào cái vùng biển của Việt Nam. Và chắc xin bộ phải hiểu một điều rằng á, hiện tại là Việt Nam dựa trên cái luật pháp của quốc tế. Thứ nhất, thứ hai là Việt Nam đang là thành viên của Liên Hiệp Quốc, chủ tịch Liên Hiệp Quốc và năm sau là khối chủ tịch ASEAN. Thì tất nhiên là cái vị thế của Việt Nam ở cái thời điểm này rất là quan trọng và được nhiều nước trên thế giới tín nhiệm. Và rõ ràng là Trung Quốc họ sai, họ không đúng. Thành ra bây giờ cứ phải dựa vô lực để mà đối diện với Trung Quốc thôi. Các ông, các bà, ba que ở bên nước ngoài suốt ngày cứ bắt người ta là phải đi đánh nhau. Ủa tại sao các ông, các bà hồi xưa cái Hoàng Sa đó không đánh nhau với Trung Quốc để mà giữ lại đi? Hả? Nghe ông Hoàng Duy Hùng ông nói không? Bốn cái đảo của Hoàng Sa là mất trắng lại bởi vì Việt Nam Cộng Hòa dưng cho Trung Quốc, cho Philippines, cho Philippines. Có coi cái vấn đề đó chưa? Còn trong khi đó bây giờ tới thời điểm ngày hôm nay, đảo Trường Sa, cái quần đảo Trường Sa của Việt Nam vẫn còn ở đó. Mà suốt ngày cái bây giờ cứ là cứ kêu là đi Việt Nam để đánh giống như là cái Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa để cho mất hết tất cả mọi thứ hả? Chất Sinh Bùi á, bây giờ nói qua nói lại cái gì á, Chất Sinh Bùi cũng nhìn về Việt Nam bằng cái con mắt tiêu cực, hiểu không? Nhìn vào Việt Nam bằng cái mà cái cách suy nghĩ nông cạn của Chất Sinh Bùi. Thành ra Chất Sinh Bùi đâu có hiểu được là cái phương pháp, cái cách mà người ta hành xử như thế nào. Mình là một cái nước nhỏ, mình nhỏ hơn Trung Quốc. Trung Quốc nó lớn hơn mình tới gấp 14 lần dân số. Nó 1 tỷ tư người, triệu người. Còn Việt Nam chưa tới 100 triệu người. Bây giờ Chất Sinh Bùi có ngon thì kêu cái lũ ba que xỏ lá ra ngoài Trường Sa Hoàng Sa đánh vào nhau với Trung Quốc đi. Còn bây giờ người ta dựa trên luật pháp quốc tế để người ta giữ vững được cái chủ quyền và người ta giữ vững được cái hòa bình cho đất nước Việt Nam. Tại vì Chất Sinh Bùi đâu có quan trọng là cái đất nước Việt Nam này có chiến tranh hay là không. Tại vì Chất Sinh Bùi đang ở Mỹ mà. Bây giờ nếu mà có chiến tranh á, là Chất Sinh Bùi với các đám ba que xỏ lá ở nước ngoài ngồi cười, ngồi vỗ tay cười vậy nè, phải không? Còn dân của Việt Nam chúng tôi ai chết ai sống Chất Sinh Bùi đâu có quan tâm. Tại vì cái lòng thù hận của Chất Sinh Bùi với cái đám ba que xỏ lá nó quan trọng hơn là cái tình yêu quê hương đất nước. Chất Sinh Bùi hiểu không? Tại vì cái lòng thù hận mình nó quá rồi, bây giờ mình chỉ muốn là làm sao để mà đánh được cái đảng Cộng sản Việt Nam này thôi. Nhưng mà chính vì cái chủ người ta không có ngu như cái Việt Nam Cộng hòa của Chất Sinh Bùi, hiểu không? Chất Sinh Bùi phải hỏi lại cái Việt Nam Cộng hòa của Chất Sinh Bùi á, nguyên một cái đảo Hoàng Sa đó bị mất. Bây giờ cứ lên trên cái YouTube á, coi Hoàng Duy Hùng ông nói, ông phân tích, ông giả vô mặt từng bạc tay vô cái bản mặt của cái đám bao que sọ lá đó. Ông là cái người đã là từng là phản động, từng là muốn là chống lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam. Nhưng bây giờ người ta lại tự vả vô mặt những cái thành phần chống cộng bao que sọ lá ở nước ngoài thì Chất Sinh Bùi có hiểu được là cái cách nhìn của những cái người mà có ăn có học nó như thế nào không? Còn Chất Sinh Bùi là cái thằng ngu, quá ngu dốt đi. Đất nước chúng tôi á, tôi nói Chất Sinh Bùi nghe này, đất nước chúng tôi bây giờ chịu nhiều cái cuộc chiến tranh rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn sống trong hòa bình, sống trong sự phát triển, ấm no hạnh phúc. Còn các ông các bà cảm thấy mà nếu mà không đóng góp được cái gì cho quê hương đất nước thì câm cái miệng lại. Để cho đất nước chúng tôi muốn xử lý như thế nào thì xử lý. Miễn là chúng tôi cảm thấy chúng tôi thanh bình, chúng tôi hạnh phúc, chúng tôi no ấm là được rồi. Suốt ngày cái bây giờ, cái việc mà người cần các ông các bà mà giúp đỡ thì các ông các bà không giúp đỡ. Thiên tai lũ lụt chiến tranh đồ mà thấy chiến sĩ Việt Nam á cũng đi ra ngoài đó để mà bảo vệ, để mà gìn giữ đất nước Việt Nam, chứ có cái ông ba que nào ra ngoài biển để mà gìn giữ không hả? Có cái ông ba que nào ra ngoài gìn giữ không, ngoài cái vấn đề các ông có xuyên tạc cái mà kích động để mà có chiến tranh để các ông nhịn. Chứ Sinh Bùi có ngu có ác cũng có vừa vừa thôi.
con người mình sống á, nói với Justin Bùi nghe này, con người mình sống là con người mình cần phải có cái lý trí và có cái lương tâm của một cái con người. Các ông các bà lúc nào cũng nói là mở miệng ra là yêu nước thương dân. Tôi không thấy các ông các bà bao giờ mà khen vùng đất nước Việt Nam bất cứ một cái gì. Còn thương dân á, lúc nào cũng muốn là Việt Nam là phải là loạn lạc lên, có chiến tranh lên, tự người ta dẫm đạp lên nhau, tự người ta chém giết với nhau. Thì các ông, tại sao các ông lại cổ xí cho những cái vấn đề mà sai trái một cách là ngược ngạo như vậy? Hả? Các ông, bản chất các ông là những cái người không có lương tâm, những cái người không có lý trí, và những cái người rất là hèn, rất là nhát và rất là độc ác. Nhưng mà lúc nào cũng tự cho mình là những cái người chân chính, những cái người chính nghĩa, những cái người yêu thương nước Việt Nam. Yêu thương nó kiểu gì vậy? Hả? Bây giờ đó, cái tàu Trung Quốc đã đi ra, rút ra biển khỏi biển Việt Nam rồi. Ở bên Mỹ người ta cũng đăng tin như vậy, và ở Việt Nam cũng đăng tin biết bao nhiêu tin. Chỉ có cái mấy cái đài phản động của các ông các bà đó cứ xuyên tạc những cái vấn đề bị đặt xảo trá, rồi bây giờ còn đi biểu tình này kia nọ. Các ông các bà làm những cái chuyện rất là rùi bu, hiểu không? Bây giờ nó đã qua bên Philippines rồi kìa, nó đang chờ, nó đang quậy với Philippines kìa. Rồi để coi được cái nước Philippines nó có đối xử, có cư xử giống như cái sự khôn khéo của Việt Nam hay là không. Các ông đó ngồi suốt ngày ở lên đó, lên ngồi nói chuyện đó toàn là xuyên tạc, toàn là nói chuyện những cái vấn đề mà rất là không thể chấp nhận. Các bạn ở dưới chị rằng để cho Hạnh Phúc Trần nói, chị thằng Nhật Trần và thằng Dũng Võ cho tôi, thì giọng tôi nói nó hơi ấy. Mày chúng mày ngu si dần dội, đúng rồi. Này Nhật Trần này, nghe chưa? Bạn chúng tao ấy là lên đây nhá vì tinh thần thôi, không vì một xu đâu cả. Mà nó già nước trả tiền thì chúng ta cũng không làm cái chuyện này nhá. Nói thế thôi. Các bạn chị thằng Dũng Trần với lại rồi, anh không nói nhé. Nói nghe này, đám ba que. Ủa, tao nói mày nghe này, tại sao thằng Benny Trương với Tân Thái, Ly Sao Phạm rồi đó, Đào Minh Quân rồi đó, Justin Bùi rồi đó, sao nó lên mạng nó xuyên tạc hàng ngày được mà đến người dân chúng tao tụi bay là không cho tao nói, hả? Ở đây là tiếng nói của những cái người dân, những người công dân rất là bình thường. Tại vì sao? Tại vì họ bức xúc những cái lời xuyên tạc bịa đặt của bọn mày. Bọn mày hiểu không? Bây giờ đó, bây giờ nó ghét Việt Nam, nó thù Việt Nam, thì nó phải làm cái gì? Nó phải xuyên tạc, nó phải bị đặt ra những cái vấn đề không có thật. Để nó làm cái gì? Nó tiêm nhiễm vô trong đầu những cái thằng dân chủ cụi, những cái thằng mà ngu dốt ở trong Việt Nam này. Để làm cái gì? Để mà nghe theo cái sự sai khiến của nó. Bây giờ đất nước Việt Nam á, chưa có một thằng giặc nào hết. Mà tụi bay suốt ngày tụi bay lên, tụi bay cứ ngồi tụi bay phá hoại để mà kích động, để mà cho người ta đấm lẫn nhau. Để tụi bay ngồi tụi bay nhìn. Rồi xong ở bên nước ngoài để tụi bay làm gì? Tụi bay ngồi tụi bay quyên góp tiền. Tụi bay mở miệng ra lúc nào cũng kêu là yêu nước. Tụi bay yêu cái bản thân của bọn mày, yêu chính vì cái những cái đồng tiền mà dơ bẩn của bọn mày thôi, chứ bọn mày chả có yêu ai hết á. Người Việt Nam không có cần những cái tình thương mà cái kiểu khốn nạn như bọn mày. Bọn mày hiểu không? Okay. Không có cần. Rồi, rồi anh Bằng, mời mời người nào lên đó mời đi. Nói vài từ lời thôi. Anh sẽ mời anh Bình Phương. Rồi, rất cảm ơn Hạnh Phúc Trần. Rất mạnh mẽ. Yeah. Rồi, em mời anh Bình Phương ạ. Anh Bình Phương ngồi dưới, thấy vết rất sơ bùi, không chịu nổi. Em đang thêm anh Bình Phương. Rồi, em xin chào anh. Chào anh Bằng, chào các bạn với diễn đàn. Thật ra mình đang bệnh, mấy ngày nay bệnh quá trời anh. Dạ, em cũng nghe sơ. Thành ra là cũng, nhưng mà lên nói lên là không phải để nói chuyện với ông Justin Bùi. Dạ. Ông này thì hết thuốc chữa rồi. Tại lúc nào ông có nhiều đó, ông trước có nói, ông Justin Bùi cũng hỏi tôi là thế thì vị chú Bình Phương có biện pháp gì? Thì hôm đó tôi lại đi vắng rồi tôi trả lời hôm trước rồi đó. Các bạn anh Hậu Nam anh lên trả lời quá hay, là biện pháp của Việt Nam chính là nhà nước Việt Nam đang áp dụng đó. Đúng rồi. Và bữa nay đã có hiệu quả đó. À, thì vậy thôi, tôi nói các bạn này nè, tức là Justin Bùi này lúc nào cũng đặt cái vấn đề là cũng như là phải có đánh nhau.
thì dễ gì mà Việt Nam mà lại Trung Quốc. Không, bây giờ cái chuyện đó phải nhờ Mỹ là lý do anh nghĩ là phải có đánh nhau về quân sự. Mà anh không không nghĩ ra được cái chuyện là tại sao mà người ta đoán rằng là người ta biết rằng là Trung Quốc không bao giờ dám dùng quân sự. Họ dùng quân sự đó thì họ phải không thể nào nuôi một cái đội dân quân, họ đã có ý định rồi. Cho nên ông này nói chung nói về giải thích cái này thì nó dài dòng lắm, ông này không có nắm bắt gì về thời sự hay tin tức gì trong nước gì cả. Mà cái đặt ra của ổng thì cũng có lý của ổng, tức là ông đặt là Trung Quốc sẽ đánh đem quân qua, đem tàu qua bắn đùng đùng đùng, nhưng ông không nghĩ là Trung Quốc không thể làm gì được đó. Là tại sao không làm gì được thì bữa trước mà nói rồi, không giải thích với ông này nó dài dòng. Các bạn ở đây tôi cũng có nói rồi, anh Bằng cũng nói nhiều lần trên diễn đàn rồi, là Trung Quốc còn nhiều cái việc để mà cái vị thế quốc tế, rồi cái bộ mặt anh làm đại ca thì anh phải giữ cái tôn thượng tôn luật pháp quốc tế. Cho nên giờ nói với các bạn, tôi lên tôi chỉ nói mấy câu thôi, đang mệt trong người đã nói ngắn vậy. Vâng, nè thôi là anh nói một chút thôi, em thấy anh đang mệt. Dạ. Trung Quốc á, là nó đang đặt cái vấn đề nó là lợi ích cốt lõi, thành ra chúng ta cũng không có được chủ quan. Lợi ích cốt lõi có nghĩa rằng là nó có thể là yếu thế lúc này, tình thế lúc này nó phải nhân nhượng một chút đỉnh gì đó, thì là tạm thời như vậy thôi. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, mà đảng và nhà nước mình cũng cảnh giác, người ta còn đặt phương án 2, phương án 3 nó sẽ làm những cái gì. Thì bây giờ tôi nói các bạn đều như thế này nè, nó đang biết mình là đặt hai cái mũi khoan này là khoan thử, cho nên nó đưa cái tàu khảo sát ra để nó chứng minh rằng là tao đã nói với mày đây là đường lưỡi bò của tao, cho nên tao vô tao khảo sát đó, để chứng minh cho mình biết rằng là nó vẫn giữ cái quan điểm lợi ích cốt lõi của nó mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là nó đã qua Malaysia, nó cũng làm bên đó, và nó làm Philippines thì nó làm hởm rài, một mũi vàng khoan nó làm hởm rài rồi, chứ không phải bữa nay nó mới là hai tàu đâu. Tôi nói các bạn thế này nè, bây giờ nói cái này để nhằm mục đích trả lời cho Jackson Bùi, tức là Trung Quốc nó làm cái khảo sát đó để nó chứng minh rằng là dưới các nước ASEAN đang họp, đang này nọ các thứ, nhưng mà tại sao nó vẫn làm cái việc đó vào lúc này. À, thì nó làm để nó chứng minh rằng là cái lợi ích cốt lõi của nó vẫn giữ. Có thể là lúc này nó chưa thực hiện, nhưng mà nó cảnh cáo các nước ASEAN một cái đoàn là ông Jackson Bùi trả lời cho tôi nè, tàu sân bay Mỹ đang ở thăm Philippines, thế mà chẳng những nó không rút cái tàu khảo sát của nó đi mà nó còn tăng cường thêm một cái tàu khảo sát thứ hai, tức là hai tàu nó vào đây nó khảo sát để nó thách thức, nó thách thức cho Mỹ biết rằng là cho Philippines và ASEAN biết rằng đừng có tưởng có Mỹ là tao sợ, tao tập trận liền ở đảo Phú Lâm, tập trận đó là tập trận cảnh cáo Mỹ chứ không phải tập trận để cảnh cáo Việt Nam, rõ không? Cho nên nó tập trận đó là nó biết cái hạm đội mà cái tàu sân bay của Mỹ đi vào cái vùng biển Đông, cho nên là nó tổ chức nó tập trận 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 đó. Bữa trước tôi nói rồi đó, còn bữa nay là hôm trước cái giàn khoan đó thực ra nó đã có cái tin rồi, nhưng mà tôi không dám nói là lý do như thế này, tức là không biết rằng nó vào nó khảo sát cái đó mà có sự đồng ý của Philippines không. Bởi vì có thể Philippines mà nó đồng ý để cho khảo sát để mà cùng khai thác gì đó thì không biết sao, nhưng mà ngày hôm nay rõ ràng có ông bộ trưởng Philippines ông lên ông tuyên bố ông lên án cái đó, thì có nghĩa rằng là Philippines đâu có đồng ý mà nó vẫn tự tiện nó vào như thế. Thì nó vào chẳng những một tàu mà nó vào hai tàu để chi? Để dỗ mặt Mỹ, để cảnh cáo Mỹ, để cảnh cáo các nước ASEAN rằng là không phải mày dựa vào thằng Mỹ là tao sợ đâu, tao tập trận đây và mày vào mày đang thăm Philippines, nhưng tao vào hai cái tàu tao khảo sát tại đó, mày có ngon tàu sân bay Mỹ đâu ra làm gì làm coi đâu. Jackson Bùi điện cho ông tổng thống của ông nói là bây giờ có liên hiệp quân đồng minh ra đồng minh gì đó, liên minh quân sự gì với là đó. Philippines thế bây giờ nó đưa hai tàu vào dùng đặc quyền kinh tế của Philippines nó khảo sát như vậy đó, thì bây giờ Philippines yếu quá giờ làm sao đâu, tàu sân bay đang ở đó đó, sao Trung Quốc nó không sợ? Nó một chiếc mà nó đưa tăng cường thêm một chiếc nữa, tôi ông này là phải trả lời cho ông, vỗ mặt như vậy ông mới chịu rút cái thằng Mỹ ông lại, rồi ông để coi hạm đội Mỹ làm cái gì nha. Rồi Philippines làm cái gì, có được giống như Việt Nam hay không? Việt Nam từ năm 88 bây giờ không mất thêm một biển đảo nào hết, không để cho Trung Quốc khai thác được một giọt dầu nào hết, nhưng mà Việt Nam thì lại khai thác được, là tuy là có những lúc phải rút phải tạm mình yếu thế gì đó có thật, nhưng mà rồi là mình là lựa cái thế rồi mình cũng cắm mũi rồi mình cũng khai thác được. Cho nên cái việc mình đưa tàu ngư chính ra nó có tốn dầu tốn bè một chút, nhưng mà tốn như vậy đó thì nó còn hơn là tốn máu nha.
tốn dòng chút nhưng mà đỡ tốn máu thì vẫn còn hơn. Cho nên trả lời với ông như thế. Còn nói là ngắn gọn bữa nay thôi, hơi mệt trong người, chứ đáng lẽ ra phải trả lời ông luôn cái vấn đề tư bản với lại là cộng sản nữa, nhưng mà tôi đã chuẩn bị cho ông Nelson Bùi này một cái bài đó rồi, nhưng mà bữa nay mệt trong người thôi, xin lỗi các bạn để bữa khác. Ok, vâng. Cảm ơn. Rất cảm ơn anh Bình Phương, anh Bạch, anh nghỉ đi. Em biết là anh đang bị bệnh. Rồi. Rồi, xin mời anh ấy lên. Anh ấy, chú Phan chờ tí, tôi mời anh Cư Xá Duy Tân. Anh Cơ Sáu Duy Tân, ok đi. Hay là gửi cho em mọi người. Rồi, ok. Xin mời anh Cơ Sáu Duy Tân. Không thể đưa được anh Cơ Sáu Duy Tân lên máy ảnh. Rồi, xin mời anh Chu Phan. Rồi, đang chơi với anh Chu Phan ạ. Anh Cư Xá Duy Tân không có camera rồi. Rồi, anh Chu Phan lên xong anh Cư Xá Duy Tân thoát ra xong anh vào lại. Xong anh chốt chương trình thôi. Rồi, mình giao tay nghe cái đã. Đeo tay nghe có nào. Anh Cư Xá Duy Tân không có camera. Một là anh bấm ở nút xanh ấy, xin lên. Hai là anh thoát ra. Anh rồi, chào bà Nguyễn nhé. Dạ, vâng, xin chào anh Chu Phan. Chào anh chị em trong diễn đàn. Cảm ơn anh Bình Phương vừa rồi anh trả lời chỗ bãi thứ chính rõ ràng quá rồi. Vâng. Thế bây giờ mình lên mình nói về hai vấn đề, một là bãi thứ chính, bãi thứ chính anh Phương vừa nói đúng hết rồi, không chẳng cần nói nữa. Bởi vì Malaysia và Philippines, Trung Quốc cũng đưa vào, hai nước có đâu có đánh đâu, nó đâu có nổ súng đâu. Vâng. Cuối cùng thì nó vào chán nó ra thôi, chứ anh Bình Phương trả lời thì mình chỉ nói thêm tí nữa, nhưng mà mình có mình với bằng Nguyên có bàn về cái vấn đề cái căn cứ công danh để cho thằng A Quy nó hiểu, nó hỏi nhiều lần quá rồi. Nên mình bàn kỹ cho ấy cho nó hiểu. Thứ nhất ấy để nói bằng Nguyên với lại các Bùi các bạn nghe là cái bán đảo công danh ấy bây giờ là có ba nước trên thế giới đang muốn thuê. Trong đó có Trung Quốc và Nga và Mỹ. Nhưng mà bây giờ nó có cái khổ cái như này, bây giờ trước hết là mình tính về địa chính trị, sau đó mình tính về lợi ích kinh tế đã. Về địa chính trị thì bây giờ trước khi mình bình thường hóa quan hệ với Mỹ là Mỹ đã nói là bãi cái cảng Cam Ranh ấy nếu mà không cho Mỹ thuê thì mình không nên cho nước nào thuê. Theo mình nghĩ là trước khi bình thường hóa là hai nước đã có nói nhau như vậy rồi, thì cho nên là mình có chính sách là 3-0 nên bà Nguyên đã nói rồi, 3-0 và 4-0 đấy. À, thì thôi mình không nhắc lại nữa, mình chỉ nói là bây giờ là ví dụ 4K. Mình ví dụ cho Giác Sơn Bùi nghe này, nếu mà cho Trung Quốc hoặc cho Mỹ thuê thì mình phạm vào cái luật mà ngoại giao với Mỹ là Mỹ nó cấm vận mình chết đó. Cho nên là Nga mà không cho thuê Mỹ và Trung Quốc không cho thuê được. Còn nếu mà cho Mỹ thuê thì Nga thì nó không nói gì đâu, Nga nó cũng hợp lực nó không nói gì, nhưng mà Trung Quốc nhất quán chạy ép mình từ biên giới. Thì bây giờ nói bằng Nguyên nghe này, để cho Giác Sơn Bùi nghe nguyên tắc về mặt vĩ mô, bây giờ mình cho thằng Trung cho Nga đó, cho thằng Mỹ thuê cùng lắm một năm mới cho được 200-300 triệu đô, nhưng mình mất thêm mấy tỷ đô la nhập vũ khí cơ để mình giữ phía Bắc, mình giữ trên biển cơ, chứ lợi ích cho thuê không đủ tiền nhập vũ khí. Nói thật với bằng Nguyên với Giác Sơn Bùi nghe như vậy bây giờ, nhưng mà nói chung là qua đây mình mới thấy, tức là chính sách quốc phòng của mình rồi, đó là chính sách 3-0 mà hiện nay mình đang đúng rồi. Nhưng mà mình cứ mình phân tích cho Giác Sơn Bùi nó hiểu. Vâng. Nó có nhiều khuyến thác Bắc nhiều lắm rồi, tức là mình cho Mỹ thuê ấy, thì mình chỉ được vài trăm triệu đô la một năm thôi. Đấy, không kể cả giá cao, mình cũng không cho cao thuê. Không vẫn lỗ. Vâng. Vẫn lỗ, nếu tính mà tình kinh tế vẫn lỗ, cho là giá cao nữa nhưng mà không đủ tiền nhập vũ khí, tức là cho tiền nó thuê rồi không đủ tiền nhập vũ khí, nhập mấy tỷ vũ khí vừa rồi còn phải có người bảo dưỡng, người vận hành, phải có kho bãi để mấy tỷ bạc cái vũ khí được, chứ không phải chuyện nhập vũ khí mà không đâu, phải nuôi những người bảo dưỡng vận hành cái vũ khí đó. Rồi mấy chục năm đó, nếu mà mình có chiến tranh thì mình mang vũ khí mình sử dụng, rồi trường hợp mà không có chiến tranh thì tiền đâu bảo dưỡng cái số vũ khí đó, trong khi không cần thiết. Đấy. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba nữa là dù Trung Quốc nó cố tình đánh mình thì liệu Mỹ nó có bỏ nó chạy nữa không? Nó có dám đánh mình không? Hay nó chỉ thuê vậy thôi, đến lúc có chiến tranh nó rút nó đi. Bây giờ sang cái Bùi phải tính cho nó kỹ chuyện đó, chứ không phải là cả dân tộc này, không phải ai cũng ngu. Đấy. Về mặt vĩ mô, về mặt kinh tế, về mặt chiến lược quân sự là mình chắc cái Bùi phải hiểu như Việt Nam như vậy, nó rất là khó. Cho người này, cho nước này thuê là mất nước kia. Đó, đương nhiên là dân tộc Việt Nam biết là cho Mỹ thuê thì dù sao thì thằng Trung Quốc nó chỉ kiêng nể một tí thôi, nó không sợ đâu.
mà cái số tiền mà cho thuê không ăn thua với đất nước Việt Nam, đất nước 500 triệu dân mà đất nước mà thu nhập một năm mấy trăm tỷ đô la, cho ăn thua giờ cho ăn thua vài trăm triệu đô la thì làm cái gì? Với dân tộc Việt Nam vài trăm triệu đô la thì làm được cái gì? Đấy, mà bây giờ là căn cứ của Mỹ đã từng đóng trên Philippines rồi, đã Philippines đã từng bó tay với Trung Quốc rồi, cũng chả làm gì được nó rồi. Chứ đâu có phải còn tranh chấp biển đảo thì nói các Bùi nghe là Hàn Quốc với Nhật Bản cũng tranh chấp, mà Trung Quốc với Nhật Bản vừa nay cũng đang tranh chấp. Nhiều nước tranh chấp chứ đâu phải là chỉ kể quanh khu vực này thôi, là nhiều nước tranh chấp, không riêng thì Việt Nam đó. Cho nên là một cái đảo Cam Ranh không thể giữ đất nước Việt Nam được đó. Mình bây giờ cái đảo Cam Ranh mình không cho thuê, lý do mình cũng có tàu ngầm rồi, mình cũng có mình ngày xưa mình không hạm rồi thì mình cho thuê, và nguyên chưa bây giờ mình cũng có tàu ngầm, cũng có tàu mặt nước rồi, mình để mình lấy tàu cho mình, chỗ tàu mình đậu cho nó vào lỗi với quân sự mình à, cho nó vào. Cái thứ nhất ấy là nó cạnh tranh với anh chị, nó đánh mình chết, nó ép mình chết. Thứ hai là lộ với mặt quân sự của mình. Mình cũng có tàu chuyên, mình cũng có tàu mặt nước, mình cũng có nhiều cái vũ khí quân sự mà cần bí mật cho nước ngoài nó biết đi. Cho Mỹ vào đây nó dò thám có gì nó biết hết à? Vấn đề là nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nhưng bây giờ chắc cái Mùi lên đây lúc nào cũng được bán đảo Cam Ranh ra làm cái chữa đề hỏi. Thì hỏi chắc cái Mùi là bà Nguyên nói thì có gì bổ sung thêm à? Hỏi chắc cái Mùi là cái Mùi cứ nói. Rồi. Vâng. Thôi coi, cảm ơn anh Xu Phan. Ở rồi, đây rồi, có anh cư sản Duy Tân. Vâng, sẽ cảm ơn cho Duy Tân lên tí, để cho Đậu Thắng. Dạ. Rồi, đang thêm anh cư sản Duy Tân nhé. Chào anh Bằng. Vâng. Anh khỏe không? Chào mọi người. Thì cho mình nói 5 phút, nói ra chắc là chú em Jason chắc ghét mình lắm. Mỗi lần lên Jason lên nói mình lại lên mình phản biện, mình không có ý như vậy, nhưng mà tại không thì ví dụ như ý tưởng sai trái thì mình ấy thôi, mình nói đúng, thôi đúng sao? Thì tại nói sai. Vâng. Nói sai thì là bây giờ. Vâng. ví dụ mình nói về Mỹ nó sang các nước khác, nó đâu có bao giờ nó xâm chiếm nước khác đâu, đúng không? Đấy Jason nói. Thì cái đó là lại là một bằng chứng nữa cho thấy là Jason không biết về lịch sử, không hiểu chính trị, không biết về lịch sử khổ lắm. Để cho thế nào anh cứ sáng vậy, tôi nói với cho Jackson Bùi biết là Jackson Bùi không biết gì về thực dân kiểu mới và thực dân kiểu cũ. Cái trình độ về chính trị của Jackson Bùi kém lắm. Ví dụ như ở châu Phi đây, trong quá khứ là Mỹ nó lấy thuộc địa của nước Liberia là một nước ở châu Phi. Ở châu Á thì là Philippines á, Philippines là thuộc địa của Mỹ từ năm 1898 đến 1946 đó, thuộc địa của Mỹ đó. Xong rồi đến các cái vùng ở Caribbean, ví dụ như Puerto Rico, Cuba cũng ngày xưa cũng là thuộc địa của Mỹ đó, Panama, Virgin Island, Dominican Republic của Mỹ đó, rồi sang tới mấy nước Guam đó, nhiều lắm, nói chung rồi nó sang tới Việt Nam nữa, thấy không? Cho nên cái đó nếu mà mình lên trên diễn đàn mà mình tuyên bố là Mỹ nó không có lấy thuộc địa của nước nào hết, là mình không biết về lịch sử. Đó là một bằng chứng cho thấy là không biết về lịch sử, nên nghiên cứu trước khi mình nói. Cho nên mình mới nói là những người mà họ thiếu hiểu biết về lịch sử mà lại có đầu óc nô lệ nữa, thì thường họ có những cái câu phát ngôn hay là những cái giải pháp mà bỏ trong dấu ngoặc, ngoặc kép, những cái giải pháp họ đưa ra nghe nó không giống ai hết trơn. Tại vì như mình nói là tại vì họ không biết về lịch sử, lại có đầu óc nô lệ. Đó. Cho nên mình muốn nói về cái đó thôi. Với lại mình nói câu cuối là mình lên diễn đàn mà từ trên xuống dưới người ta chửi. Ví dụ như là tôi là anh Bằng, tôi lên diễn đàn cả năm nay đi. Mỗi lần tôi lên mà tôi phát ngôn ra mà từ trên xuống dưới nó chửi. Rồi sang tới YouTube nó chửi. Là mình phải đặt câu hỏi là có cái gì đó sai đúng không anh? Cho chính mình bản thân của mình. Mình phải xem lại. Mình phải học hỏi mình lại một chút.
tất nhiên ở đây mình cũng chưa nói là cái chuyện rắc xe bùi là ba que hay là cái gì thứ, nhưng mà nói chung về thôi bây giờ mình thôi bây giờ mình không nói về chế xe bùi đi, nói bất cứ một người nào nói cho chính bản thân mình. Đúng rồi. Mình lên một diễn đàn mà mình nói, mà lần nào mình nói người ta cũng chửi từ trên xuống dưới, mà từ ngày này qua ngày khác lần nào cũng chửi cả năm trời. Không lẽ giờ mình không ngừng lại một phút để mình tự hỏi cái bản thân mình, chắc có lẽ có cái gì đó mình nói sai không? Nếu mà mình không thấy được cái điều đó là mình sẽ không bao giờ học hỏi được, mà sẽ không bao giờ thăng tiến, mà không bao giờ tiến bộ được. Tại cái đầu óc mình nó có vấn đề. Mình nghĩ vậy. Cho nên mình nói chốt lại câu cuối cùng đó, là những người trong kinh Phật có câu ngu mà biết mình ngu là trí, ngu mà tưởng mình trí là đại ngu. Ok, thôi mình xuống. Vâng. Rồi, xin cảm ơn anh. Vâng. Okay. Thôi bây giờ đây, còn hai bạn xin lên thì tôi cũng gần 12 giờ rồi. Mình còn những chương trình những lần sau mà. Tôi hẹn gặp lại các bạn buổi tối thứ hai. Đúng không? Mình đã làm còn dài. Chứ bây giờ mình thức khuya quá, nhiều khi sức khỏe nó không đảm bảo, mình còn làm về lâu dài mà. Vâng. Thôi xin cảm ơn tất cả các Đậu Thắng với anh gì ở đây, các anh thông cảm nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn, chúc các bạn một đêm ngon giấc, chúc các bạn ở bên hải ngoại coi như là một ngày làm việc vui vẻ. Rồi Đậu Thắng thông cảm nhé, cứ 12 giờ rồi, để thứ hai tuần sau đi. Rồi xin cảm ơn các bạn.